chương 886, đậm đặc đắc hóa không mở huyết quang tai ương. Trải qua hơn nửa năm lặn lội đường xa, sám rậm rạp rối bù yêu thú đại quân, rốt cục đi tới cửu âm dưới thành. Chạm ở ngoài thành, tiêu phàm hai hàng lông mày chó chặt. Không thể nghi ngờ, đây là một tòa ngồi hùng vĩ đại thành, ít nhất đã từng là. Đương nhiên, cái này cũng gần kề chỉ là y theo tiêu phàm tiêu chuẩn để phán đoán. Tại hoàng đường trong mắt, cái gọi là cửu âm thành, cùng một cái hơi lớn chút hít đất lũy làng cũng không còn gì khác nhau. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, lái vào đến cửa âm dưới thành lúc, vừa vặn đến phiên Lâm Lang núi sung phong, theo lẻ thường thì hoàng đường cùng tiêu phàm hành động mở đường tiên phong, Sa Ô Bọc Hậu, Thương Kỳ trung tâm phối hợp tác chiến. Tuy nhiên trải qua hơn nửa năm chém gờ s xuất phát lúc hơn 200 đầu đẳng cấp cao yêu thú, hôm nay đã muốn chỉ còn lại không tới 160 đầu, nhưng nên được quy củ còn phải thủ đây là tiêu phàm kiên trì. Tại một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, lại bao giờ cũng không ở vào phong ấn đại trận áp chế phía dưới, Thủy Trung bảo trì chiến trận chỉnh tề, là lẫn nhau chiếu ứng, giảm bớt thương vong duy nhất chính xác lựa chọn. Điểm này, chẳng những đối với những kia kim đan kỳ yêu thú rất trọng yếu, đối với bốn người bọn họ thủ lĩnh cũng đồng dạng trọng yếu. Một khi yêu thú thương vong hầu như không còn, tự đến phiên bọn hắn trực tiếp đối mặt quỷ vật cùng ma thú rồi, tung tính toán tu vi cao tới đâu, Pháp lực lại hùng hậu, một cái sơ suất, chính là tai họa ngập đầu. Huynh đệ, tại đây nên vậy chính là chút ít quỷ vật hang ổ rồi. Nhìn cái này tư thế, chỗ ngồi này thành nhỏ cũng là năm đó những kia ma tu quỷ tu tạm thời tu kiến lên thành lũy, được coi là là bọn hắn căn bản trọng điện liễu tương đương. Trong lúc này khẳng định có không ít thứ tốt. Hoàng đường nhìn qua cửa âm thành không trọn vẹn không được đầy đủ tường thành, hưng phấn mà nói ra. Trong khoảng thời gian này, thu hoạch của bọn hắn quả thực không ít không ngừng khác thường bảo mặt thế, trong đó thậm chí có ba kiện uy lực rất mạnh cực phẩm pháp bảo, cứ việc trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt ăn mòn, những này cực phẩm pháp bảo uy lực rất là yếu bớt, nhưng chỉ cần hảo hảo đào tạo một phen. Không khó khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ uy lực, có một việc cực phẩm pháp bảo, trải qua vài tên kiến thức rộng rãi biến hóa yêu thú cộng đồng xem xét, vô cùng có khả năng là một việc phỏng chế thông huyền linh bảo. Đây quả thực quá kinh người. Phỏng chế thông huyền linh bảo chỉ là trong truyền thuyết bảo vật, nghe nói chỉ có tại Nam Châu Đại Lục như vậy tu chân thánh địa. Mới ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một món đồ như vậy hai kiệt, nhạc Tây khu cùng lệ thú dãy núi, đó là không cần nghĩ. Cái này phỏng chế thông huyền, Linh Bảo tự nhiên bị chấn nhạc thần quân không chút khách khí mà bỏ vào trong túi. Audio điện tử võ tấn bền Càng làm người hưng phấn không thôi chính là, cũng không có thiếu có thể tinh tiến nguyên anh kỳ tu vi đan dược xuất hiện loại này thứ tốt, tự nhiên không có khả năng đến phiên tiêu phàm đi nhúng chàm, hắn bất quá là kim đan hậu kỳ cảnh giới, cho dù muốn nhúng chàm. Cũng không có lý do gì. Nhưng tiêu phàm còn là xuyên thấu qua hoàng đường cùng thương kỳ, theo những đan dược này bên trên cạo xuống đến một chút mảnh vụn, dùng làm nghiên cứu. Chỉ cần làm rõ ràng đan dược cách điều chế, tiêu phàm tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp luyện chế ra đến. Nam cực tiên ông linh dược viên cũng không phải là hay nói dẫn đích. Tại đây dạng liên tiếp không ngừng tin tức tốt dưới sự ký bản quyền tê ý bản quyền, yêu thú đại quân gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu, ven đường đánh tan hết thảy có can đảm ngăn trở chúng quỷ vật cùng ma thú, ương ngạnh đẩy mạnh đến cửu âm dưới thành. Bất quá, cường đại yêu thú đại quân cũng rốt cuộc lộ ra không thể ức chế mỏi mệt thái độ. Cứ việc đại trận phong ấn chi lực không phải châm đối với chúng mà thiết, đang ở phong ấn phía dưới. Lại không thể tránh khỏi chịu lấy đến rất lớn áp chế, vừa hướng kháng phong ấn chi lực, một bên không ngừng đánh tan quỷ vật cùng ma thú song trọng ngăn trở. Cường hãn nữ yêu thú, cũng cảm thấy thể lực pháp lực tiêu hao, có chút ăn không tiêu. Hoàng đường cùng tiêu phàm không có vội vã vào thành, bọn hắn đang đợi thám báo tin tức. Phái thám báo, về phía trước chạm canh gác giò xét hơn 10 dặm, tại tiêu phàm lần nữa kiên trì hạ, rốt cục đã trở thành yêu thú đại quân hạng nhất thường chế. Tam ca, thành này ở phía trong, có cổ quái. Tiêu phàm nhíu mày nói ra thanh âm trầm thấp, thần sắc nghiêm trọng. Cái này cũng không phải nói chuyện giật gân. Trên thực tế, theo tiến vào phong ấn chi địa một khắc này bắt đầu. Một mực an an ổn ổn đợi tại linh thú hoàn ở phía trong cái kia miếng màu đen thú noán, thương kỳ xem xét vì kế hoạch nham hiểm, mấy cái gì đó, tự bỗng nhiên nóng nảy động. Tiêu phàm có thể rõ ràng cảm ứng được kế hoạch nham hiểm bên trong có đồ vật gì đó tại hướng hắn truyền đến tin tức, tựa hồ muốn theo kế hoạch nham hiểm bên trong đi ra đang tại cái này rất nhiều yêu thú mặt, nhất là thời thời khắc khắc ở vào chấn nhạc thần quân dưới sự giám thị, tiêu phàm không có khả năng đem thứ này phóng xuất. Chỉ có tại lúc nghỉ ngơi, thừa dịp không người chú ý, mới vụ IGTA đem kế hoạch nham hiểm lấy ra quan sát qua. Bề ngoài nhìn lại, cái này kế hoạch nham hiểm như trước không có có thay đổi gì, nhưng thông qua thiên nhãn thần thông thấu thị, lại có thể tại kế hoạch nham hiểm nhất trung tâm bộ vị, chứng kiến một chút đậu xanh lớn nhỏ huyết sắc quang đoàn, lóng lánh lấy ti ti sáng bóng, cực kỳ rất nhỏ, lại lúc trước chưa bao giờ có đích. Tiêu phàm có thể cảm giác được thứ này cùng hắn thần niệm ở giữa trực tiếp câu thông, bỗng nhiên trong lúc đó, tràn đầy đối ngoại bộ thế giới, hướng tới. Mỗi khi có quỷ vật xuất hiện thời điểm, kế hoạch nham hiểm sao động cảm giác tự thực tế mãnh liệt, mỗi lần đều bị tiêu phàm cứng rắn, ngạch đè ép xuống dưới. Tại một cái hoàn cảnh lạ lắm, bốn phía hơn phân nửa đều là lòng giả khó lường cường thủ, lại để cho như vậy một cái ngay cả mình đều làm không rõ ràng lắm chi tiết mấy cái gì đó xuất hiện, tuyệt đối là rất không lý trí cách làm. Hiện tại, kế hoạch nham hiểm lại càng có vẻ thập phần luôn nóng bất an, tiêu phàm thậm chí cảm giác thứ này muốn mạnh mẽ theo chữ vật vòng tay ở phía trong lao tới liễu tương đương. Trước đây trải qua nhiều cái hài cốt tử thi sổ dĩ trăm vạn kế luyện ngục sân, kế hoạch nham hiểm sao động cũng không bằng dưới mắt chi cái gì. Trừ lần đó ra, huyền vũ giáp cũng có cực kỳ kịch liệt phản ứng đây mới thực sự là lại để cho tiêu phàm trong nội tâm bất an đích. Kế hoạch nham hiểm, thứ này, dù sao lấy trước chưa từng có cùng loại kinh nghiệm, tiêu phàm cũng không thể thập phần khẳng định. Nhưng mà huyền vũ giáp thượng tin tức truyền đến, lại càng thêm kinh tâm động phách. Tiêu phàm tự chiếm bài học, tức thời khởi quẻ. Quẻ tượng đại hung, huyết quang tai ương đậm đặc đến cơ hồ hóa không mở. Dùng tiêu phàm hôm nay, thiên nhân tương, để tam trọng đại viên mãn cảnh giới, cái này quẻ tượng chuẩn xác trình độ, chút nào không cần hoài nghi. Loại trình độ này huyết quang tai ương, không hề nghi ngờ, nhất định đưa bọn chúng cái này chi đã muốn chưa đầy ngàn người yêu thú đội ngũ hoàn toàn bao dung ở bên trong, không người có thể may mắn thoát khỏi. Tiêu phàm phiền muộn ở chỗ, hắn không thể nói. Nói ra chẳng những không có người tin tưởng, chỉ sợ còn có thể rơi xuống mượn cớ, lại để cho chấn nhạc thần quân dùng, nhiễu loạn quân tâm, đắc tội tên xử trí hắn. Như vậy khả năng, phi thường độ cao. Ngay hoàng đường đều nói phục không được. Hoàng đường đã muốn quá hưng phấn, thầm nghĩ xông vào thành đi, đại phát tài. Nếu có thể lại làm đến một ít tinh tiến nguyên anh kỳ tu vi đan dược, hoàng đường tự có hy vọng đột phá hóa hình sơ kỳ bình cảnh, bước vào trung kỳ cảnh giới. Quả nhiên, hoàng đường tuét ra miệng rộng ha ha cười một tiếng, vung tay lên, nói ra, huynh đệ, không có gì hay lo lắng đích. Dọc theo con đường này, chúng ta không phải thần ngăn cản sát thần Phật ngăn cản gờ yêu ta ết Phật sao? Như vậy một tòa tử thành, có thể có cái gì cổ quái? Rất giỏi chính là chút ít cấp thấp quỷ vật mà thôi, tốn nhiều chút ít tay chân, có thể thanh trừ đắc sạch sẽ, yên tâm đi. Tiêu phàm thở dài trong lòng một tiếng, nhưng không có thử lại đồ đi thuyết phục hoàng đường, hơn nữa cho dù hắn thuyết phục hoàng đường cũng vô dụng. Hôm nay là bọn hắn xung phong, nếu như hắn vào hoàng đường một mình lưu ở ngoài thành không vào đi, không chỉ nói chấn nhạc thần quân tuyệt không đáp ứng, thương kỳ cùng xà ô cũng sẽ không đáp ứng. Tam ca, đem bả những đan dược này phân phát đi xuống đi, mỗi người một khỏa. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, móc ra một cái trường cổ bình ngọc, đưa cho hoàng đường. Trong bình ngọc, là hắn được thương kỳ chi nắm, vì lâm lang núi đám yêu thú luyện chế khôi phục pháp lực, bổ dưỡng chân nguyên đan dược. Như vậy đan dược, tiêu phàm tổng cộng luyện chế ra ba bình, hai chai giao cho thương kỳ, Chính mình còn lưu lại một bình Thường kỳ hai trai, đã sớm tại trên đường dùng xong rồi Bằng không thì những này yêu thú thật sự rất khó chống đỡ đến hiện tại Cửu cấp yêu thú còn thì thôi rồi Thất cấp bát cấp yêu thú, nhưng tự cách nhau xa Hồi Linh Đan, hắc hắc, huynh đệ Không nghĩ tới người còn tồn lấy một lọ nì Hảo hảo, cái này nhưng là đồ tốt Vừa vặn lại để cho các huynh đệ khôi phục thoáng một tí Đợi tí nữa đoạt khởi gì đó đến, đặc biệt có lực hoàng đường tiếp nhận bình ngọc vạch trần nắp bình xem xét lập tức vui mừng quá đỗi cười ha hả nói lập tức đem trở lại linh đan giao cho một gã lĩnh đội cửu cấp đỉnh phong yêu thú khiến nó đem đan dược phân phát xuống dưới thương kỳ cùng xà ô tự nhiên không biết phản đối giật đồ tiêu phàm chỉ có thể lắc đầu cười khổ lại từ chữ vật vòng tay ở phía trong lấy ra một vật trịnh mà trọng chi địa giao cho hoàng đường trong tay huynh đệ đây là cái gì nhìn qua lấy trong tay cái kia rất nhỏ con sâu nhỏ tử hoàng đường không hiểu thấu tam ca cái này gọi là lanh lợi trùng chỉ dùng để đến cảm ứng tin tức cái này côn trùng là một đôi một chỉ ở ta đây một ở chỗ của ngươi chỉ cần chúng ta cách xa nhau không có ngàn dặm xa đều có thể dựa vào côn trùng ở giữa cảm ứng tìm được đối phương đại khái vị trí ta lo lắng đợi tí nữa vào thành về sau vạn nhất chúng ta bị tách ra rồi có thể thông qua cái này lanh lợi trùng lẫn nhau dựa Tiêu Phàm rất chân thành nói. A à hát, còn có loại này kỳ lạ con sâu nhỏ tử. Huynh đệ, người hội mấy cái gì đó cũng thật nhiều. Hoàng đường cười ha hả mà đem lanh lợi trùng thu giấu đi, một chút thúc giục, quả nhiên có thể cảm ứng được Tiêu Phàm tùy thân mang theo một cái khác linh trùng. Hoàn toàn là không tốt bác Tiêu Phàm mặt mũi, đến tại sau khi vào thành bị tách ra, Hoàng đường ngay muốn đều không nghĩ như vậy qua. Tam Đại Vương, Đại Hỷ, Đại Hỷ. Suốt cục, một đầu màu xám như hồ ly thú con, theo cửu âm thành đầu tường lóe lên, hiện thân ra, vung ra bốn điều chân, nhanh chóng hướng hoàng đường bên này vọt tới, trong miệng dùng thú ngữ lớn tiếng kêu lên, lông mềm như nhung trên mặt lộ ra nhân cách hóa cực độ vẻ hưng phấn. Đúng vậy hoàng đường phái đến thành ở bên trong đi tìm hiểu tình huống thám báo một trong, loại này như hồ ly yêu thú, tranh đấu thượng không có có bao nhiêu lợi hại thần thông, lại trời sinh tự ẩn nấp thần thông suốt chúng, đúng vậy truy tung tìm hiểu tin tức tốt giúp đỡ. Ah, phát hiện vật gì tốt. Hoàng Đường lập tức hỏi. Thứ tốt nhiều lắm, rất hiếm có đếm không hết. Chúng ta trong thành phát hiện một cái kho hàng lớn, bên trong cái gì cũng có, các loại pháp bảo, đan dược, tài liệu, cái gì cần có đều có. Đại hỉ Ah. Hồ Ly yêu thú một điệp thanh âm nói, hưng phấn không hiểu. Sau đó, lại có mặt khác trước vào thành thám báo yêu thú theo thành ở bên trong chạy đến, hướng đều tự thủ lĩnh bẩm báo, nguyên một đám thần sắc phấn chấn, kích động khó nhịn thật tốt quá, lúc này thật là phát đại tài liễu tương đương. Hoàng đường cao hứng đắc vét ra miệng rộng, chính là cái cười, lập tức về phía trước vung lên lông mềm như nhung bàn tay lớn, giật ra giọng hô to. Chúng tiểu nhân, vào thành. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, dẫn đầu hướng cửu âm thành vội sông mà đi. Theo sát phía sau đích, là đồng dạng hưng phấn không thôi một đoàn đặc biệt yêu thú, chen chúc mà trước, dơ lên bụi mù cuồn cuộn. cuộn. Chương 887, Trung kế. Tiến vào cửa âm thành về sau, hồ ly yêu thú phía trước dẫn đường, lâm lang núi yêu thú lao thẳng tới phát hiện nhà kho. Sau lưng cách đó không xa, bụi mù nổi lên, mặt khác yêu thú đội ngũ cũng đã chạy tới, phía sau tiếp trước. Cái này nếu như bị lâm lang núi đoạt trên nước, nhưng lỗ lớn liễu tương đương. Mặc cho ai đều có thể dự đoán được, cái này tòa thành chỉ nhất định là năm đó đại chiến thời điểm bị nhốt ở chỗ này ma đạo quỷ tu đám bọn họ tạm thời tu kiến đại bản doanh, ma tu quỷ tu toàn quân bị diệt, thành trong ao tất nhiên còn có thật nhiều còn sót lại bảo vật. Cái này đương làm khẩu, mặc cho ai cũng không xa rơi vào phía sau. Thậm chí ngay chấn nhạc thần quân quát lớn cùng lạc bó đều không thế nào tạo nên tác dụng. Đương nhiên, chấn nhạc thần quân cùng chấn nhạc thần điện cận vệ quân động tác cũng không chậm, cùng lâm lang núi yêu thú đội ngũ cách đắc gần đây đích, chính là chấn nhạc thần điện cận vệ quân, rất có cái sau vượt cái trước ý. Hơn ngàn yêu thú đại quân, trong nháy mắt, tự toàn bộ vào cửu âm thành, hơn nữa nhanh chóng đi tới thành trì giải đất trung tâm. Tại hoàng đường trong mắt, cửu âm thành tuy chỉ là một đất lũy làng, thực sự đủ để dung nạp hơn một ngàn vạn chi chúng, chính là một ngàn yêu thú, tiến vào thành trì về sau, thật sao tựa như thương hải một hạt, không chút nào thu hút. Rất nhanh, Yêu thú đại quân đi tới thám báo đám bọn họ lúc trước phát hiện kho hàng lớn. Đây là một tòa ngồi tại tiêu phàm trong mắt, có thể nói rộng rãi khổng lồ đất thạch kiến trúc, tuy nhiên kiến tạo đắc thập phần thô giáp lại phi thường chắc chắn. Lộ tại mặt đất đích, chỉ có tầng một, bất quá theo hồ ly yêu thú bẩm báo, cái này nhà kho chôn sâu dưới mặt đất. Mặt đất tầng kia, bất quá là nghị sự đại sảnh mà thôi. Thương kỳ xà ô hoàng đường bọn người đốc suất một đám lâm lang núi yêu thú hào không ngừng lại mà xuyên qua nghị sự đại sảnh, tiến thẳng vào dưới mặt đất nhà kho, mà là là lao thẳng tới dưới mặt đất sâu nhất tầng thứ ba. Thám báo bẩm báo, tầng thứ ba là luyện đan thất, cũng là cất chứa đan dược địa phương. Tầng thứ nhất là kho vũ khí, cất chứa các loại khôi giáp binh khí, tầng thứ hai là luyện khí phường, cất chứa các loại pháp bảo cùng tài liệu luyện khí. Đối với thương kỳ đợi người mà nói, tự nhiên là tầng thứ ba đan dược cùng các loại linh hoa linh thảo luyện đan tài liệu càng thêm quý hiếm một ít. Cứ việc tại lớn như vậy hình trong kho hàng không đại khả có thể phát hiện nguyên linh đan đợi nghịch thiên linh đan, bất quá tổng có thể tìm tới một ít tương đối chân quý đan dược. Về phần pháp bảo pháp khí cùng khôi giáp binh khí, ở lại phía sau lại phân không muộn. Tiêu phàm nhìn qua đen nhánh dưới mặt đất nhà kho cửa vào, hai hàng lông mày nhíu chặt, không có vội vã đi vào. Như thế nào, tiêu đạo hữu có ý khác sao? một cái nhàn nhạt thanh âm, bỗng nhiên tại vang lên bên tai, đúng vậy sau đó đuổi tới chấn nhạc thần quân, theo sát phía sau quần đỏ nữ tử áo bảo xám nam tử đợi một đám biến hóa yêu thú. Nguyên một đám dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn thẳng tiêu phàm. Tiêu phàm cả kinh, có chút khẽ không người, lạnh nhạt đáp, thần quân hiểu lầm, tại hạ chỉ là không muốn thân đương làm hiểm nghi chi địa. Hắc hắc, người ngược lại cẩn thận đắc vô cùng, đi thôi, cùng một chỗ xuống dưới, có bổn thần quân tự mình tỏa chấn, tiêu đạo hữu cho dù muốn có hiểm nghi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lời này ý tứ nói được lại hiểu không qua rồi, người, người phải theo ta đi vào. Đừng nghĩ đợi bên ngoài, về phần gì đó, người không thể loạn cầm, ngoan ngoãn ngốc một bên nhìn thấy, tựu cũng không có hiểm nghi. Tiêu phàm không nói hai lời, trong chớp mắt tựu vào dưới mặt đất thông đạo. Chỗ ngồi này nhà kho cực kỳ rộng rãi, sau một lát, trên trăm yêu thú liền đều đều chen vào luyện đan thất còn có vẻ cực kỳ chống trải, còn lại bát cấp thất cấp yêu thú. Phụng mệnh trông coi ở tầng 2 luyện khí phường cùng tầng 1 kho vũ khí, đợi biến hóa đám yêu thú chia xong tầng thứ 3 đan dược cùng luyện đan tài liệu. Lại đến xử trí những vật này, trước đó, ai cũng không cho trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tầng thứ 3 luyện đan thất to lớn, làm cho người xem thế là đủ rồi, cả đại điện, bị ít nhất hơn trăm đầu cây cột trèo chống phân cắt đi ra, mỗi một đầu trụ tử đô là cự thạch lũy thành, ôm hết phẩm chất, Nguyên nước nguyên vị, tục tằng mà không hoa văn trang sức, có thể thấy được lúc trước tu kiến thời điểm vội vàng. Tại những cây cột này trong lúc đó, là một cái cái lò luyện đan, chừng trên trăm cái nhiều, từng lò đan hơi nghiêng, đều bày đặt giá gỗ, trên giá gỗ là một ít bình bình lọ lọ, ngọc bát ngọc chén các loại. Lọ cùng một ít luyện đan tài liệu. Mà đại điện ở chỗ sâu trong, lại là từng dãy giá gỗ, trên mặt suốt đủ tề địa bày đặt rất nhiều đủ loại kiểu dáng bình ngọc, có thể thấy được đều là thành phẩm đan dược ông trời của ta, năm đó, tại đây rốt cuộc tụ tập bao nhiêu ma tu quỷ tu a hát. Một gã hóa hình kỳ yêu thú thấy như vậy quy mô, không khỏi rất là sợ hãi thán phục. Quần đỏ nữ tử thích phu nhân cười lạnh một tiếng, nói ra cái này tính toán cái gì, bất quá là chút ít hàng thông thường mà thôi. Chính thức thượng phẩm đan dược, còn muốn đi siêu tầm động phủ. Cái này tòa thành trí quy mô tuy nhiên không lớn, thượng cổ tu sĩ động phủ khẳng định cũng không tại số ít. Điểm này, Ngược lại tất cả mọi người đồng ý đích. Cửu Âm Thành nếu là năm đó đại chiến thời điểm, mà tu quỷ tu đám bọn họ tạm thời tu kiến lên, tổng bộ lớn như vậy bộ phận đẳng cấp cao tu sĩ, đều tụ tập ở lần này, trong thành có được chuyên môn động phủ. Những này đẳng cấp cao tu sĩ, tuy có không ít là tại cái khác trên chiến trường vẫn lạc mất, nhưng nên vậy cũng không có thiếu, ở lại Cửu Âm Thành. Coi như là tại địa phương khác vẫn lạc rơi đích trong động phủ đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít cũng sẽ có chút ít lưu lại quý hiếm vật. Chỉ cần nguyên một đám đem những này động phủ tìm ra, thu hoạch chi phong phú, có thể nghĩ liễu tương đương. Bất quá trước mắt tuy nhiên đều là hàng thông thường, thắng tại số lượng phần đông, đều đều bỏ vào trong túi lời mà nói, tổng có thể từ đó tìm được một ít phải cần chân phẩm. Nếu không được, cũng có thể đợi sau khi ra ngoài, cầm lấy đi cùng ngoại giới nhân loại tu sĩ trao đổi chính mình nhu cầu cấp bách mấy cái gì đó lúc này đây tầm bảo hành trình, thật sự là kiếm lợi lớn. Lập tức tất cả mọi người trơ mắt mà nhìn qua chấn nhạc thần quân, chờ hắn bảo cho biết. Chấn nhạc thần quân tùy ý ngắm vài lần, liền vung tay lên, nói ra, vẫn quy củ cũ, tất cả phân một mảnh, tất cả bằng vận khí. Nhiều như vậy đan dược tài liệu, nếu thật là đồng dạng dạng đến phân biệt rõ thật xấu, thật sự trì hoãn thời gian nhiều lắm, chỉ có thể mơ hồ phân chia vài cái khu vực, đều tự thu, đợi có thời gian lại chậm rãi phân biệt, lẫn nhau trong lúc đó, sau đó cũng có thể tiến hành trao đổi, theo như nhu cầu. Như thế thô thô phân chia ra tới khu vực, có thể không tìm được dùng chung chân phẩm, tự nhiên muốn dựa vào vận khí liễu tương đương. Cũng là hợp lý, ai đều không có dị nghị, một đám biến hóa yêu thú dẫn theo thủ hạ chính là cửu cấp yêu thú, âm âm tản, đều tự đi chính mình phân đến khu vực ở phía trong thu thập đan dược tài liệu, động tác đều rất lưu loát sớm một chút đem bà cái này trong kho hàng đan dược chia cắt xong rồi, nửa phân vùng siêu tầm cả tòa thành trì, tìm kiếm đẳng cấp cao tu sĩ động phủ còn sót lại chân bảo. Không ít yêu thú trong đầu nghĩ đến, đem cái này tòa thành trì triệt để chống rỗng về sau, có thể hướng chấn nhạc thần quân đề nghị, sắp xuất hiện lộ cáo chi mọi người, cùng một chỗ phản hồi lệ thú dãy núi đi, hảo hảo hưởng thụ lần này tầm bảo hành trình thành quả thắng lợi. Hưng phấn không thôi đàn yêu thú ở bên trong, duy chỉ có tiêu phàm là ngoại lệ vốn là hắn đối với các loại đan dược cùng luyện đan tài liệu phi thường cảm thấy hứng thú lần này lại tựa hồ như thay đổi tính tình hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có gia nhập vào thu thập đan dược trong hàng ngũ mà là lặng lặng đứng ở nơi đó giấu ở ống tay áo ở phía trong tay phải đã muốn cầm thật chặt viêm linh chi lưới kiếm trái trong lòng bàn tay vài tấc chiều cao hoàng kim lôi quang bảo tháp cũng đã di động hiện ra đem đề phòng đề cao đến hoàn toàn vừa tiến vào dưới mặt đất nhà kho trong cơ thể huyền vũ giáp cùng linh thú hoàn ở phía trong kế hoạch nham hiểm, đều phát ra trước nay chưa có kịch liệt tin tức, biểu hiện được phi thường bất an. Tiêu phàm biết rõ, chính mình một mực lo lắng sự tình, tựu sắp xảy ra. Biết rõ sẽ có đại phiền toái, không chút nào đều không thể thay đổi cái gì, loại này cảm giác vô lực, lại để cho tiêu phàm càng thêm phiền muộn, sắc mặt âm trầm đắc đáng sợ. Huynh đệ, mau tới đây, ngươi cho ngó ngó, đây là cái gì dược liệu? cách đó không xa hoàng đường, trong tay giơ một cây hình thù kỳ quái màu nâu đen linh thảo, sông tiêu phàm cao giọng kêu to. Tiêu phàm đối với cỏ cây chi thuộc tinh thông, sớm đã tìm được thương kỳ hoàng đường bọn người nhất trí tán thành. Giống như tự không có gì linh hoa linh quả, linh thảo linh mộc, là tiêu phàm nhận không ra đích. Tiêu phàm khóe miệng một phát, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười, đang muốn mở miệng, dưới chân đại địa, mãnh liệt chấn động lên. Âm âm, sấm rền cũng tựa như thanh âm, tự lòng đất truyền ra. Mà dưới mặt đất nhà kho cái kia hơn trăm đầu cao lớn cột đá, cũng bắt đầu chậm rãi di động, cả tòa dưới mặt đất nhà kho cũng bắt đầu di động. Cùng lúc đó, một cổ cùng bên ngoài phong ấn đại trận hoàn toàn bất đồng cấm chế chấn động, cũng bỗng nhiên truyền đến, lực lượng mạnh, chút nào cũng không tại phong ấn đại trận phía dưới. Tựa hồ khác có một đại trận, đã bị kích phát đi lên. Lớn mật, chấn nhạc thần quân một tiếng hét to, thân thể thoảng qua một ngồi trồm hổm, lập tức hai đấm trên lên oanh ra, tiếng rít ở bên trong, cực đại màu trắng quyền ảnh, hướng về nhà kho đỉnh thẳng đánh mà đi. Tại đó, đang có một đoàn bạch sắc quang mang tại không ngừng lóng lánh, từ đó truyền ra một cổ mạnh mẽ không gian chấn động. Rất hiển nhiên, cấm chế chính là sông của bọn hắn mà đến đích. Ở đây biến hóa yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là kiến thức rộng rãi hạng người, phản ứng nhanh nhẹn vô cùng, cơ hồ lập tức chỉ biết sự tình không đúng. Bọn hắn khả năng đã muốn rơi vào nào đó trong cạm bẫy. Chấn Nhạc Thần Quân ra tay nhanh nhất. Oanh, mà một tiếng, màu trắng nắm tay quả đấm mãnh liệt tập trung màu ngà sữa quang đoàn, cũng không như mọi người suy nghĩ giống như cái kia giặc, một kích xây công, mà là linh quang lóe lên, đã bị màu ngà sữa quang đoàn hấp thu đắc sạch sẽ, ngay nửa điểm gợn sóng cũng không từng kích khởi. Liền vào lúc này, mặt khác biến hóa yêu thú cũng đã phục hồi tinh thần lại ào ào đại hống hướng về nhà kho đỉnh xuất hiện không gian chấn động oanh kích mà đi. Cũng không biết có phải hay không là bọn hắn phát giác quá chế có lẽ hay là cái này cấm chế chi lực quả thực thần diệu vô cùng, tất cả công kích đều đánh tại hư không chỗ, không có phát ra nổi chút nào tác dụng. Cả dưới mặt đất nhà kho đều kịch liệt rung động động, cột đá di động cũng càng lúc càng nhanh. Lâm vào trong đó hơn trăm yêu thú, nguyên một đám lớn tiếng hô quát, kinh sợ nảy ra. Đỉnh đầu tầng 2 cùng tầng 1, lại càng truyền đến còn lại khá thấp dài yêu thú loạn cả một đoàn sợ hãi giống thanh âm. Tiêu phàm trên người bạch quang lóe lên, huyền tinh giáp, di động hiện ra, đưa hắn toàn thân chăm chú bao vây lại, màu trắng mũ bảo hiểm huống chi đem đầu của hắn mặt che lấp đắc nghiêm nghiêm thực thực, tay trái vung lên, kim lóng lánh như ý lôi quang tháp bay vụt mà dậy, đón gió tăng vọt, hóa thành lớn gần trượng nhỏ, tại tiêu phàm đỉnh đầu xoay tròn, bắn ra vô số ngân hình cung, trong khoảnh khắc hợp thành một điện lóng lánh lôi võng, đem tiêu phàm bao phủ hắn xuống. Tiêu phàm hai tay nắm chặt viêm linh chi lưới kiếm, tầng thứ ba tinh viêm quyết, vận chuyển tới cực hạn, trong khoảnh khắc toàn thân liệt diễm bốc hơi, hóa thân thành một hỏa nhân, đem bốn phía chiếu xạ đắc giống như ban ngày giống nhau. Trong nháy mắt, tiêu phàm tự cho mình tăng thêm tất cả phòng hộ. Quẻ tượng chỗ tỏ rõ cực lớn huyết quang tai ương, chính ứng vào lúc này. chương 888, kế hoạch nham hiểm hiện thế tất cả những này phòng hộ vừa mới một tăng thêm, một hồi kịch liệt không gian chấn động tại tiêu phàm bên người thoáng hiện, trước mắt bạch quang chói mắt, trong nháy, tự biến thành một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói, đối với tu luyện có thiên nhãn thần thông, tiêu phàm mà nói, lại đen kịt hoàn cảnh cũng sẽ không tạo thành hắn hoàn toàn không có thể thấy mọi vật. Đáy mắt lục mang chấp động, rất nhanh tự nhìn rõ ràng quanh thân hoàn cảnh. Chỉ có một mình hắn bị không gian chấn động truyền tống đến nơi đây liễu tương đương. Điểm này, tiêu phàm có thể lập tức khẳng định. Quanh thân đã muốn nhìn không tới hoàng đường, cũng nhìn không tới mặt khác bất luận cái gì yêu thú, chỉ thấy vô số cỗ khung xương. Tựa hồ, đây là một trong sơn độc, dõi mắt chỗ đến, đều là trắng như tuyết khung xương. Cùng bên ngoài gian nhìn thấy cái kia chút ít cổ tu di hài bất đồng, tại đây khung xương đều là trắng bạch đích, thuộc về bình thường, khô lâu nhan sắc. Bất quá những này khung xương hình dạng rất kỳ lạ, nửa người trên là tráng kiện hình người khung xương cùng đầu người khô lâu, nửa người dưới nhưng lại thật dài đuôi rắn, một thanh chuôi phong duệ liêm đao hoành thất thụ bát mà gác lại tại khung xương bên cạnh, cứ việc đã trải qua tính ra thời gian vạn năm, những này liêm đao như trước hàn lóng lánh, phong duệ phi thường. Cực lớn trong sơn động, trải rộng loại này hài cốt. Cảnh tượng như vậy, Tiêu Phàm thấy nhiều hơn, sớm đã có thể làm được thấy nhưng không thể trách, nhưng hiện tại nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảnh giác ý, tựa hồ có một loại không hiểu nguy cơ, đang tại tới gần. Rất nhanh, tiêu phàm liền nghiệm chứng chính mình dự cảm. Rất xa, một đoàn màu xanh ra trời ma chơi tại đen nhánh trong sơn động lóng lánh, dần dần trở nên sáng lên, một đạo lam sắc quỷ ảnh, phi tốc thành hình, biến thành một cái cùng thường nhân không sai biệt lắm chiều cao bóng người, phân không rõ sở nam nữ. Bộ mặt ngũ quan mơ hồ, chỉ có hai mắt nơi là màu đỏ ngọn lửa, hết sức đáng chú ý quỷ ảnh màu đỏ con mắt, không tình cảm chút nào mà liếc tiêu phàm liếc, hai tay lập tức liền ngắt một cái cổ quái pháp môn, một hồi trầm thấp trói tai quái dị chú ngữ thanh âm, bỗng nhiên trong sơn động vang lên. Từng đợt gió lạnh tịch đi lên, đập vào toàn tử trong sơn động lan tràn. Gió lạnh nơi đi qua, kéo kẹt kéo kẹt, thanh âm vang lên, những kia nửa người nửa xà khung xương, bỗng nhiên ào ào đứng lên, lung la lung lay, toàn thân khung xương xoẹt xoẹt tương đương loạn hưởng, từng sợi ma chơi, tại đen nhánh hốc mắt ở chỗ sâu trong di động hiện ra. Cùng loại tình hình, cái này hơn nửa năm tiêu phàm bái kiến vô số lần, cũng lơ đánh, chỉ là nhẹ khẽ hừ một tiếng, chậm rãi dương lên trong tay màu đỏ sậm viêm linh chi lưỡi kiếm. Bất quá, không giống người thường biến hóa hay là đang phát sinh. Những này, sống lại, nửa người xà không xương, cũng không có không thể chờ đợi được về phía tiêu phàm phát động công kích, mà là tiếp tục ngơ ngác mà chạm tại nguyên chỗ, một cổ hắc khí, theo hắn đám bọn họ trắng bệch bộ xương ở phía trong xuất hiện, cũng không tứ tán, mà là dần dần lượn lờ tại cốt trên kệ, càng để lâu càng dày, sau một lát, liền ẩn ẩn có cứng lại cảm giác. Những này nửa người xa, tựa hồ là muốn dùng những này âm minh khí, một lần nữa ngưng kết xuất thân thân thể đến. Theo âm minh khí tụ tập, chúng trong cơ thể linh lực chấn động, cũng hiện lên thẳng tắp bay lên, do lúc ban đầu vẻn vẹn tương đương với luyện khí kỳ tầng dưới tiêu chuẩn, nhanh chóng đột phá bình cảnh, đạt tới trúc cơ sơ kỳ, khoảng cách về sau, lại đến trúc cơ trung kỳ, tiếp qua một lát, rõ ràng đa số đạt đến trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Thậm chí trong đó một phần nhỏ, khí tức vẫn còn trở nên càng thêm cường thịnh, có hướng kim đan kỳ rảo bước tiến lên khuynh hướng. Mặc dù nói vô luận là chúc cơ hậu kỳ có lẽ hay là kim đan sơ kỳ, cũng sẽ không đối với tiêu phàm tạo thành bao nhiêu uy hát ta ép, mấu chốt ở chỗ, cái này trong sơn động nửa người xà hài cốt số lượng nhiều lắm, tính ra đều đếm không hết. Nhiều như vậy chúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn xạ yêu gia tăng số lượng không ít kim đan kỳ xạ yêu, tại đây dạng hẹp hòi trong hoàn cảnh một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng mà mãnh liệt phốc mà đến, dù là tiêu phàm tu vi cao tới đâu, tạo nghệ sâu hơn, cũng là tuyệt đối đối kháng không ngừng đích. Còn một điều chính là, tiêu phàm không thể xác định, nước của bọn nó chuẩn chỉ dừng lại ở kim đan sơ kỳ, chỉ cần trong đó bất qua số rất ít tiến dai đến kim đan trung kỳ thậm chí là kim đan hậu kỳ, tiêu chân nhân phiền toái liền rất lớn. Tiêu phàm tự nhiên không biết ngồi nhìn loại tình hình này phát sinh, cùng với chờ bị chúng vây công, không bằng chủ động phóng ra. Trong tay hỏa diễm đao dương lên, muốn ra tay, lại bỗng nhiên lại ngừng lại, trên mặt lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc. Cái kia khỏa, kế hoạch nham hiểm, trực tiếp tại linh thú hoàn ở phía trong nhảy lên, cho hắn truyền đến cực kỳ luống cuống bất an cảm ứng. Thương kỳ nói qua, cái này kế hoạch nham hiểm là ở âm minh chi địa, do lạnh vô cùng âm khí ngưng kết mà thành, nếu như muốn cho hắn, ấp trứng, chỉ sợ cũng cần càng thêm thuần túy âm minh khí, nhưng cuối cùng nhất sốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, ngay thương kỳ đều biết chi không rõ. Tiêu phàm một chút do dự, liền mở ra linh thú hoàn. Veo, mà một tiếng. Trứng ngỗng đại màu đen kế hoạch nham hiểm, không đợi tiêu phàm triệu hoán, liền từ linh thú hoàn ở phía trong bắn ra, tại tiêu phàm trước người cách đó không xa giữa không chung quay tròn mà chuyển động. Tuy nhiên nhìn về phía trên, hắn như cũng là cái kia đen nhánh bộ dạng, cũng không đặc biệt gì, nhưng tiêu phàm thông qua nguyên thần cảm ứng, lại thanh sở địa biết rõ, cái này kế hoạch nham hiểm chính đang đánh giá lấy bốn phía hết thảy, thực tế đối với những kia tu vi đang tại tăng vọt xạ yêu, đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dạng. Trầm thấp tối nghĩa chú ngữ thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, cái kia đoàn màu xanh ra trời ma chơi tạo thành bóng người, đỏ bừng hai con ngươi mãnh liệt hướng bên này nhìn quét tới, gắt gao nhìn thẳng ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn kế hoạch nham hiểm, Tựa hồ cực kỳ khẩn trương. Hiska zzz. Màu xanh da trời quỷ ảnh mãnh liệt phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Ngơ ngác đứng thẳng bất động, còn vẫn chưa xong một bước cuối cùng phần Đông Xà Yêu, như là nhận được rồi nào đó chỉ lệnh, lập tức rũi ra hắc sâu kín bàn tay lớn, nắm lên trên mặt đất khổng lồ liêm đao, hướng về tiêu phàm chen chúc đánh tới. Quả nhiên, gần kề lại đi qua ngắn như vậy tạm một khắc, những này Xà Yêu bên trong vậy mà thật sự ra đời vài tên linh lực chấn động đạt tới kim đan trung kỳ tiêu chuẩn siêu cấp xạ yêu. Nhìn về phía trên, thân hình rõ ràng so mặt khác xạ yêu càng thêm cực đại tráng kiện, cao hơn ra hai cái đầu đến. Tiêu phàm trên mặt trầm xuống, hỏa diễm đao dần dần trở nên sáng ngời, muốn ra tay. Phanh, một mực quay tròn đảo quanh màu đen, kế hoạch nham hiểm, bỗng nhiên bạo liệt ra đến, một cổ rét thấu xương kỳ hàn, mãnh liệt trong sơn động tứ tán tràn ngập, trong nháy mắt đó, phảng phất ngay không khí đều muốn bị đông lại rồi, ngay đã đem tinh viêm quyết tu luyện tới tầng thứ ba, tương đương với nguyên anh tu sĩ uy lực tiêu phàm, đều cảm thấy tay chân tê dần, trong cơ thể huyết mạch tại thời khắc này cơ hồ đình chỉ vận hành, phảng phất bị đông cứng thành khối băng. Vô luận là tại Ma Cưu Sơn trang địa hạ cung điện, hay là đang lệ thú cánh đồng hoang vô thiên hồn nguyên chỗ sâu nhất, tiêu phàm đều chưa bao giờ được chứng kiến như vậy kỳ hàn thậm chí ngay được từ ngàn năm tuyết yêu huyệt động, băng tủy cùng này cổ kỳ hàn tương đối mà nói, đều xa xa không bằng. Này cổ kỳ hàn, có thể trực tiếp dung chuyển người thần hồn. Những kia chính chen chúc mà đến xạ yêu, cũng đồng dạng bị này cổ rét thấu xương kỳ hàn đông cứng liễu tương đương. Sau đó, một đoàn màu xám sương mù, từ kế hoạch nham hiểm bạo liệt nơi tràn ngập ra đi, giống như một đoàn màu xám mây đen, trong huyệt động cuồn cuộn về phía trước, rất nhanh liền đem những kia bị đông cứng cương nửa rắn yêu bao phủ trong đó. Kéo kẹt kéo kẹt, dầm dầm. Ngay sau đó, chính là liên tiếp không ngừng vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy sám vân nơi đi qua, tất cả nửa rắn yêu ào ào biến trở về trắng bệch khung xương, bám vào tại chúng trên thân thể cái kia chút hít nồng đậm hắc khí, chút bất chỉ bất giác tụ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại hắc khí bị cuốn đi đồng thời, những này khung xương lại biến thành vật chết, ào ào té ngã trên đất, biến thành một đoạn đoạn toái cốt, đầu lâu cút ra thật xa, không bao giờ. Nửa thành hình hình dáng liễu tương đương. Trong chớp mắt, nhóm này nửa rắn yêu phảng phất bị hút khô rồi tinh khí, triệt để đánh về nguyên hình. Màu xám đám mây nơi đi qua, không có bất kỳ nửa rắn yêu âm linh có thể may mắn thoát khỏi, cơ hồ không có bất kỳ dãy ruộng kháng cự, cứ như vậy bị xám vân hút khô tinh khí. Bất quá một lát trong lúc đó, cuồn cuộn xám vân cũng sắp đến màu xanh ra trời quỷ ảnh trên không. Một mực ngốc ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy màu xanh ra trời quỷ ảnh, rốt cục phục hồi tinh thần lại, một tiếng chói tai thét lên, thân thể nhéo một cái, muốn hóa thành hư vô. Sám vân bỗng nhiên ra tốc, mãnh liệt hướng về màu xanh ra trời quỷ ảnh bao phủ xuống đi. Càng thêm thê lương bi thảm tại sám trong mây vang lên, tại cái này trong sơn động, nghe đặc biệt thầm người. Nghe tiêu chân nhân nghe xong, tâm trung đô cảm thấy không đành lòng, cơ hồ tự nổi lên muốn cứu người, tâm tư. Chỉ tiếc, cái này màu xanh ra trời quỷ ảnh thật sự không không chịu thua kém, còn không có chống được tiêu chân nhân thật sao suốt thủ cứu giúp, tiếng kêu thảm thiết liền kiết nhiên nhi chỉ, trong sơn động thoáng một tí trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Sám vân mang tất cả mà qua, tại chỗ giống tuếch, thật là làm không đến còn lại. Tiêu chân nhân coi như là kiến thức bất phàm, nhưng chứng kiến trước mắt một màn này, lại cũng không nhịn trợn mắt há hốc mồm, kiệu lưỡi khó xuống. Đây rốt cuộc là kế hoạch nham hiểm, có lẽ hay là diệt quỷ trung quỷ. Bề ngoài giống như trong truyền thuyết trung quỷ thiên sư, diệt quỷ cũng cần một một chỉ đi chảo, cũng không có như vậy gọn gàng sau một lát trong sơn động rốt cục lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước khắp nơi đều có bạch thảm thảm nửa rắn yêu hài cốt cùng khổng lồ liêm đao bất qua xám vân mang tất cả đi qua về sau những kia vốn là hàn lóng lánh liêm đao ngọn gió lại trở nên dỉ dấu vết tích loang lổ không bao giờ nữa khôi phục lại cái cố xem rồi tựa hồ linh khí tại lập tức tự bị cắn nuốt hầu như không còn ngay tại tiêu phàm chố mắt thời điểm sám vân từ đàng xa bỗng nhiên gian nhẹ nhàng trở về, ở giữa không chung vừa thu lại, trong nháy biến thành một cái màu xám trắng bóng người, thân cao bất quá ba thước, tứ chi đều đủ, ngũ quan mơ hồ không rõ, mặt béo tròn mập mạp, có phần giống như hài nhi, con mắt cũng là màu xám trắng đích, con người ở chỗ sâu trong, lại lóng lánh lấy cái điểm đỏ, ẩn ẩn có huyết sắc. Đạo này màu xám trắng bóng người, dừng lại tại tiêu phàm trước người ngoài hai ba trượng nháy động lên màu đỏ con ngươi, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, không có chút nào cảm tình. Bất quá vẻ này rét thấu xương kỳ hàn, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu phàm bị bóng xám ánh mắt nhìn đến rất không được tự nhiên, toàn thân tóc gáy đứng đấy, kìm lòng không được mà nắm chặt trong tay viêm linh chi lưỡi kiếm. Cái này kế hoạch nham hiểm vừa rồi thi triển thần thông quá mức kinh người, tựa hồ có thể trực tiếp hấp thu âm quỷ lệ phách tinh hoa. Đối với cái này trùng trồng cùng thần hồn tương quan bí thuật, tiêu phàm biết rất ít, tự nhiên cảm thấy bất an. Bỗng nhiên, một cổ giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết, đột nhiên từ bóng xám bên kia truyền đến, lập tức cùng với tiêu phàm thần niệm tạo thành câu thông, tiêu phàm có thể rõ ràng mà cảm nhận được bóng xám đối với hắn thân cận ý, tựa hồ bóng xám trong cơ thể chảy xuôi theo cùng hắn đồng dạng huyết mạch. Tiêu phàm cơ hồ lập tức cũng nhớ tới hắn đã từng dung nhập đến kế hoạch nham hiểm bên trong một giọt máu huyết, là tham chiếu bảo vật nhỏ máu nhận chủ quá trình tiến hành đích. Chẳng lẽ là chó ngáp phải ruồi? Trong khoảng thời gian ngắn, tiêu phàm mình cũng có chút không dám khẳng định. chương 889, muội muội Bóng xám bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy tới tiêu phàm trên cánh tay, mở ra hai cái trắng trẻo mập mạp cánh tay, ôm tiêu phàm cổ, một ngũ quan mơ hồ không rõ gương mặt, ghé vào tiêu phàm phụ cận, cùng hắn lần lượt rụi sát, tựa hồ đối với tiêu phàm thập phần thân cận ỉ lại, tự phàm phất phật anh nhi đối với cha mẹ ỉ lại giống nhau. Tiêu phàm không có cực tuyệt loại này thân mật, Hắn và bóng xám tâm thần tương thông, quả thật không có cảm ứng được chút nào nguy hiểm khí tức. Cái này bóng xám vừa rồi tuy nhiên thi triển ra Diệt Quỷ Thu Hồn Đại Thần Thông, cho Tiêu Phàm cảm giác, nhưng vẫn là một gã không hiểu chuyện hài nhi, cực kỳ cần che chở. Khó trách Thương Kỳ lúc trước gọi hắn là kế hoạch nham hiểm, nhưng không phải là cùng Thai Nhi đang tại Thai Ngén đồng dạng. Bóng xám như thế thân mật, Tiêu Phàm cũng đại được lây, nhịn không được vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt bóng xám thân hình. Trên thực tế, tiêu phàm biết rõ bóng xám hữu hình không thể, hắn hiện tại cái gọi là thân hình, kỳ thật như trước chỉ là một đoàn ngưng tụ âm minh khí, nhưng tiêu phàm bàn tay, lại tựa hồ như phủ mò tới một cái chính thức bóng loáng vô cùng thân thể. Nói cho cùng, đây cũng chính là trong óc truyền đến nào đó cảm giác. Chỉ có hai người trong lúc đó, tâm niệm tương thông mới có thể có kỳ diệu như vậy vô cùng cảm ứng. Người tên là gì? Ma xui quỷ khiến đích, tiêu phàm hỏi một câu như vậy lời vừa ra khỏi miệng liền không khỏi bật cười mị mị bóng xám trong miệng bỗng nhiên phát ra giống như hài nhi nha nha nói nhỏ thanh âm nghe đi lên có điểm giống con cừu nhỏ kêu to mai mai su ig có lẽ hay là muội muội tiêu phàm nở nụ cười mang theo điểm trêu chọc nói ra tâm tình bỗng nhiên trở nên cực kỳ su ig sứ ig mặc kệ kế tiếp hoàn cảnh đem sẽ như thế nào nguy hiểm tình huống đem sẽ như thế nào không xong ít nhất giờ khác này, tiêu phàm tâm tình là su y gờ sứ y g đích, thật giống như thật sự đối mặt một cái tân sinh hài nhi. Trong nội tâm tràn ngập vui sướng ý, mị mị, bóng xám lại nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Tốt, vậy thì gọi muội muội a, à, thật là dễ nghe đích. Tiêu phàm trong nội tâm vừa động, quay đầu nhìn về phía bóng xám màu đỏ hai mắt, nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc nói ra. Muội muội, lần này, bóng xám nha nha học nói thanh âm, nghe đi lên thật là có điểm hướng là muội muội liễu tương đương tại tiêu phàm đầu vai chơi đùa một hồi bóng xám tựa hồ có chút mệt mỏi tiêu phàm có thể cảm giác được hắn ủ rũ liền là ống tay áo run lên đem bóng xám thu nhập rồi linh thú hoàn chung vừa tiến vào linh thú hoàn bóng xám liền là nằm ngáy o o có chút hương vị ngọt ngào nhìn qua khắp nơi trên đất màu trắng nửa rắn yêu hài cốt tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu móc ra một quả màu đỏ đan dược nuốt xuống dưới, khoanh chân ngồi xuống luyện hóa hấp thu về sau, mới một lần nữa đứng dậy về phía trước. Không biết là bởi vì cấm chế chi lực có lẽ hay là nguyên nhân khác, cái này trong động quật, linh khí cực kỳ mỏng manh, khắp nơi đều tràn ngập u ám u minh tử khí, tiêu hao linh lực không chiếm được bất luận cái gì bổ sung, thậm chí liền thân thể đều cảm thấy cực kỳ không khỏe, tiêu phàm trước luyện hóa một viên linh đan. Đem u minh tử khí loại trừ bên ngoài, cái này gọi là lo trước khỏi họa. Thật sao đại chiến, nhưng không có thời gian lại để cho hắn đến luyện hóa đan dược. Trong động quật, ngoại trừ khắp nơi trên đất hài cốt, không, nữa những vật khác, vô luận vật còn sống cùng quỷ ảnh, cũng không trông thấy một cái, bị, muội muội diệt sát đắc không còn một mảnh, thực tế cái kia màu xanh ra trời quỷ ảnh, tuy nhiên cách đắc xa xôi, tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, thân mình tu vi không tại hắn phía dưới. Bị sám vân bao phủ về sau, cũng là không hề kháng cự chi lực trọn vẹn gần nửa canh giờ đi qua tiêu phàm dưới chân mới rốt cục không thấy được cái loại này nửa rắn yêu hải cốt liễu tương đương. Động này hang phảng phất vô cùng vô tật, đổi qua không biết bao nhiêu cái ngoặt khom. Như trước vẫn còn dưới mặt đất, không thấy chút nào ánh sáng. Tiêu phàm bây giờ còn không có thể xác định, cái này cửu âm trong thành rốt cuộc là có phải có linh trí cực cao những sinh vật khác, tận lực đối với bọn họ phát động ám toán tập kích, còn là bởi vì bọn hắn rất trùng hợp dẫn phát rồi trong kho hàng cấm chế nào đó, làm cho ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá tiêu phàm cảm thấy, phía trước cái chủng loại kia. Khả năng muốn lớn. Mấy tháng trước kia, tiêu phàm tự nhắc nhở qua thương kỳ bọn người, quỷ vật hình như là cố ý tại dụ địch xâm nhập. Hôm nay tiến cử âm thanh, tự phát sinh loại tình hình này, tiêu phàm nhưng không tin tưởng lắm, cái này thật sự chỉ là trùng hợp. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, tung tính toán hắn thật sự là thần tiên tái thế, thần toán kinh người, không có người nghe hắn đích cũng là uổng công. Hôm nay tất cả mọi người chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Đang lúc tiêu phàm cẩn thận từng ly từng tí mà đi ở trong động quật, bỗng nhiên động quật bên kia, vang lên cực kỳ trầm trọng tiếng bước chân, phảng phất có thiệt nhiều cực đại cự thú, đang tại hướng bên này tới gần. Tiêu phàm trước tiên nghĩ tới hoàng đường. Hoàng đường cùng hắn dưới chướng đẳng cấp cao đồng giáp gấu, cùng một chỗ hành động thời điểm, thanh thế tựu là kinh người như thế. Chỉ là tiêu phàm tự nhiên cũng tin tưởng. Hiện tại đi tới đích, khẳng định không phải hoàng đường. Nếu không nghe lời, Lanh Lợi Trùng sớm đã có cảm ứng. Cũng không biết là bởi vì lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau thật sự quá xa, có lẽ hay là nơi này cấm chế chi lực có cái gì cổ quái, hắn Lanh Lợi Trùng vậy mà thủy chung đều không có cảm giác được một cái khác Lanh Lợi Trùng vị trí cụ thể, chỉ có thể cảm ứng được cái kia một chiếc Lanh Lợi Trùng còn sống, cũng không bị diệt sát. Có thể biết rõ điểm này cũng rất tốt, ít nhất hoàng đường dưới mắt có lẽ hay là an toàn đích Suốt cục, tiêu phàm trước mắt xuất hiện vài đầu cự thú. Những này cự thú cao tới 7-8 trượng, toàn thân màu nâu đen bộ lông, trên người hắc khí cuồn cuộn, trên trán một khỏa độc nhãn, giống như đèn lồng giống nhau, tại tối như mực trong động quật lòe lòe sáng lên, tràn ngập yêu dị khí tức. Trường lấy bốn cả ngón tay cự trưởng bên trong, nắm một thanh đồng dạng hắc khí cuồn cuộn đầu đinh trùy, trùy đầu xa so với bình thường đầu đinh trùy muốn thô lớn. Ma thú, Tiêu phàm trong nội tâm lập tức lộc bộp thoáng một tí, cảm thấy tình hình có chút không đúng. Lúc này trước làm trong chiến đấu, không phải là không có cùng ma thú chém gợi yêu ta qua, dù sao cái này phong ấn chi địa, khắp nơi đều là quỷ vật, muốn không phải là ma thú. Nhưng tiêu phàm nhớ rõ rất rõ ràng, quỷ vật cùng ma thú đều đều là một mình xuất hiện đích, cùng quỷ vật chém gợi yêu ta thời điểm, nhìn không tới ma thú, đồng dạng, cùng ma thú lúc tác chiến, cũng chưa từng thấy qua có quỷ vật xuất hiện tại đây quỷ vật cùng ma thú tựa hồ là phân thuộc tại bất đồng hệ thống nhưng mà tại đây dưới mặt đất trong động quật nguội nguội vừa mới diệt sát qua một đám quỷ vật nguyên lai tưởng rằng nơi này chính là quỷ vật thiên hạ ai ngờ trong nháy mắt lại chứng kiến ma thú xuất hiện chẳng lẽ ở chỗ này quỷ vật cùng ma thú đã muốn liên thủ rồi tiêu phàm trong nội tâm như vậy nghĩ đến cầm đầu đầu kia độc nhãn ma thú đã muốn phát hiện hắn lập tức ngưỡng thiên nhất thanh âm thét dài trong tay đầu đinh chùy vung lên, mở ra đi nhanh, tựu sông về trước đến. Ma thú này trường lấy hai cái trắng kiện đùi, cực giống móng bò. Tiêu phàm sắc mặt trầm xuống, thủ đoạn vung lên, một tấm màu hồng phong cách cổ xưa đại cung di động hiện ra, tiêu phàm tay phải kéo một phát dây cung, hừng lực liệt diễm bốc hơi mà dậy, lập tức đem đen kịt động quật chiếu dọi đắc giống như ban ngày giống nhau. Đúng vậy hỏa vân cung cùng ly hỏa mũi tên. Cái này hơn nửa năm gian, tiêu phàm không chỉ một lần cùng ma thú đã giao thủ, biết rõ những này ma thú ngoại trừ cùng bình thường yêu thú đồng dạng, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, có các loại lợi hại thiên phú thần thông, còn có một loại bình thường yêu thú không có đặc điểm, chính là hủ huyết. Bởi vì biến dị nguyên nhân, những này ma thú huyết dịch đối với người loại tu sĩ cùng bình thường yêu thú đều có thật lớn ăn mòn lực sát thương. Có không ít yêu thú chính là từ tổn thương tại loại này hủ huyết chi xuống. Đối với ma thú loại này ác độc đến cực điểm thiên phú, tiêu phàm cũng đặc biệt đau đầu. Thậm chí ngay hắn, huyền tinh giáp cũng không thể đặc biệt có hiệu mà phòng hộ hủ huyết ăn mòn. Biện pháp tốt nhất chính là không khiến cái này ma thú cận thân. Động này hang tương đối tương đối hẹp hòi, dùng hỏa vân cung đối địch, phù hợp. Vừa thấy ly hỏa mũi tên thanh thế như vậy, ma thú cứ việc linh trí không cao, cũng liền lập tức cảm nhận được ly hỏa trên tên bổ sung lấy tựa là hủy diệt khí tức, vậy mà dơ lên đại dơ tay lên, dẫn đầu đem trầm trọng cực kỳ đầu đinh trùy, hướng về tiêu phàm mãnh liệt nện đi qua. Vèo, tiêu phàm phải nhẹ buông tay, ly hỏa mũi tên kích xả ra. Lập tức một cổ cực kỳ bạo ngược tinh viêm chi lực, lập tức tràn ngập cả động quật, vù vù, nện tới khổng lồ đầu đinh trùy, cùng này cổ nổi giận tinh viêm chi lực lược tiếp xúc, liền là vô thanh vô tức mà hóa thành cho bụi. Tiêu phàm thúc dục tầng thứ ba, tinh viêm quyết, đã muốn đến gần vô hạn nguyên anh tu sĩ thủ đoạn. Cái này độc nhãn ma thú tuy hình thể cực lớn, da dày thịt béo, trên người linh lực chấn động, bất quá là kim đan sơ kỳ tiêu chuẩn, lấy cứng trọi cứng, như thế nào là ly hỏa mũi tên chi địch. Suy, trước đầu kia độc nhãn ma thú, toàn bộ thân hình xa rời hỏa tiễn xuyên thủng, lập tức một tiếng kinh thiên động địa điên cuồng hét lên, cực đại thân thể lập tức bạo liệt mà mở, nước sơn đen như mực hủ huyết, bốn phía vẩy ra. Nhìn như tráng kiện vô cùng ma thú, trong khoảnh khắc liền bị diệt sát. Ly hỏa mũi tên xuyên thủng đệ nhất đầu ma thú về sau, thế đi không suy, trực tiếp đem thứ hai đầu ma thú cũng một mũi tên bắn thủng, cùng đệ nhất đầu ma thú đồng dạng, cũng là thân thể bạo liệt, đen kịt hủ huyết vẩy ra. Bất quá liên tiếp đánh chết hai đầu ma thú về sau, ly hỏa mũi tên lè lè quang mang đã muốn trở nên cực kỳ ảm đạm. Đệ tam đầu độc nhãn ma thú điên cuồng hét lên một tiếng, phung vẩy đầu đinh trùy một hồi loạn nện, lập tức liền đem chi kia đã là nỏ mạnh hết đà ly hỏa mũi tên nện bay rồi tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân lại, hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Cái này hỏa vân cung dùng hỏa vân thường luồng thường luồng gân cùng hỏa tinh đồng luyện chế mà thành, đối với ly hỏa mũi tên có cực lớn uy lực tăng thêm, một mũi tên bắn ra, diệt sát độc nhãn ma thú là được nỏ mạnh hết đà, lại cùng tiêu phàm trong tưởng tượng kém quá xa. Suy nghĩ một chút, tiêu phàm liền tìm được rồi nguyên nhân trong đó. Độc nhãn ma thú thân hình thật sự quá lớn, một mũi tên xuyên thủng về sau, hủ huyết vẩy ra, nhiều như vậy hủ huyết đối với ly hỏa mũi tên uy năng tạo thành thật lớn hao tổn. Cái này hủ huyết thậm chí có cửu âm huế khí cùng hóa yêu nước thần thông. Cùng tất cả mặt khác ma thú đồng dạng, những này độc nhãn ma thú cũng là linh trí cực thấp, hung hãn không sợ chết, mắt thấy hai đầu ma thú bị diệt, mặt khác ma thú thoáng như không thấy, sơ lên cao đầu đinh trùy, điên cuồng hét lên lấy hướng tiêu phàm đánh tới, phía sau tiếp trước, miệng đầy răng nanh cắn đắc ự. C băng loạn hưởng, tiêu phàm không chút do dự thứ hai rời ra hỏa tiến kích xạ ra đồng thời dưới chân độn quang cùng một chỗ hướng về động quật bên kia chậm rãi thối lui đã đường này không thông vậy thì mặt khác tuyển một con đường thử xem hào không ngoại lệ cái này một mũi tên bắn ra lại diệt sát hai đầu độc nhãn ma thú hơn nữa đả thương nặng đệ tam đầu ma thú té ngã trên đất không ngừng điên cuồng hét lên tiếng kêu cực kỳ thầm người liền vào lúc này sau lưng cũng vang lên trầm trọng đến cực điểm tiếng bước chân. Tiêu phàm trong nội tâm trầm xuống, bề bộn thức quay đầu sau này nhìn lại. Chỉ thấy động quật bên kia, cũng xuất hiện độc nhãn ma thú bóng dáng, độc trong mắt, lục lóng lánh, thị huyết mà cuồng bạo. chương 890, cận thân chém gờ yêu ta hết. Nhiều như vậy độc nhãn ma thú. Tiêu phàm sắc mặt trầm xuống, ống tay áo run lên, trên ngón tay bích lục trong giới chỉ bay ra một cổ cát vàng, ở trên mặt đất nhất quyền hóa thành mấy trượng cao màu vàng đất cự nhân, đúng vậy lập tức thi triển cực lớn hóa thần thông thổ ma ngẫu, một tay nắm lấy một màu vàng đất cự trùy, hung thần ác sát mà đứng ở tiêu phàm sau lưng. G ta -et. Theo tiêu phàm ra lệnh một tiếng, thổ ma ngẫu vùng vẩy cự trùy, đón độc nhãn ma thú, đi nhanh vào tới. Mắt thấy thổ ma ngẫu khí thế hung hung, trước độc nhãn ma thú múa đầu đinh trùy đón chào. Giang giác một tiếng. Đầu đinh trùy từ đó gặp lại vì hai, màu vàng đất cự trùy hào không ngừng lại, nặng nề đánh tại độc nhãn ma thú trên đầu, lúc này đánh cho óc vỡ toang, hủ huyết vẩy ra. Độc nhãn ma thú, phù phù, ngã quỷ, giống như ngã xuống một tòa núi thịt. Xuy suy hủ huyết vẩy ra đến thổ ma ngẫu trên thân thể, lập tức truyền ra một hồi gây mũi tính ăn mòn vị chua, bốc lên một đại cổ màu vàng đất sương mù. Thổ ma ngẫu lại thoáng như chưa tỉnh, vung vẩy một cái khác cự trùy, phanh, mà một tiếng, lại đem thứ hai độc nhãn ma thú đánh chết. Những này độc nhãn ma thú nhìn về phía trên hung tàn vô cùng, lại lực lớn vô cùng, hung hãn không sợ chết, đối với bất kỳ người nào loại tu sĩ cùng yêu thú mà nói, đều là cực kỳ khó chơi địch nhân, hết lần này tới lần khác đụng phải này là so chúng còn nếu không có cảm tình, còn muốn hung hãn không sợ chết thổ ma ngẫu, những này tiên thiên ưu thế, lập tức liền bị suy yếu đến cực thấp điểm. Độc nhãn ma thú ước chừng tương đương với thất cấp yêu thú tiêu chuẩn thổ ma ngẫu đã là kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, luận thân thể thực lực, thổ ma ngẫu cường đại hơn nhiều, cự trùy vung vẩy phía dưới, độc nhãn ma thú trong khoảnh khắc liền từ tổn thương thảm trọng. Bất quá độc nhãn ma thú trong cơ thể bắn tung tóe hủ huyết, đối với thổ ma ngẫu vẫn có lấy nhất định lực sát thương, tuy nhiên không bằng có thân thể nhân loại tu sĩ cùng yêu thú lợi hại như vậy, thổ ma ngẫu cũng không thể không hề tổn thương mà thừa nhận xuống. Mỗi lần hủ máu tươi đến trên người, đều đem thổ ma ngẫu thân thể dị thực đắc một mảnh gồ ghề, sau một lát mới có thể năng lực phục hồi như cũ. Cũng may thổ ma ngẫu cùng cơ quan khôi lỗi thú bất đồng, cơ quan khôi lỗi thú một khi bị đánh bại sát ngoài, lại hư hao rơi bộ phận linh kiện máy móc, sẽ gặp triệt để làm tổn thương, lại không chuẩn bị sức chiến đấu. Thổ ma ngẫu lại có thể không ngừng mà tiến hành mình chữa trị cùng gây dựng lại. Tại nào đó dưới tình hình, chỉ cần linh lực không có hao hết, thổ ma ngẫu cơ hồ chính là bất tử chi thân. Càng là cùng bậc cao ma ngẫu, nếu muốn triệt để phá hủy, bình thường chỉ có thể theo thần hồn phương diện vào tay, dùng đặc thù thủ đoạn, trực tiếp diệt sát ma ngẫu trong cơ thể hai hồn năm phách, ma ngẫu cũng sẽ phá hủy. Nhưng có được loại này đặc thù thủ đoạn tu sĩ cực kỳ hiếm thấy, tăng thêm hai hồn năm phách dấu sâu ở thổ ma ngẫu trong cơ thể bí mật bộ vị, phòng hộ cực nghiêm, như thế nào lại đơn giản bị người làm bị thương. Đương nhiên nếu như là tu vi tại phía xa thổ ma ngẫu phía trên đẳng cấp cao tu sĩ hoặc là yêu thú, vừa ra tay liền đem thổ ma ngẫu đánh chúng nát bấy, lại thi triển mặt khác thần thông, đem thổ ma ngẫu mảnh vụn thanh trừ đắc sạch sẽ, khiến nó hoàn toàn không có cơ hội gây dựng lại thân thể, như vậy trong khoảnh khắc cũng có thể đem thổ ma ngẫu triệt để diệt sát. Thật muốn đụng phải như vậy địch thủ, tiêu phàm như thế nào lại đơn giản đem thổ ma ngỗ phóng suốt chịu chết. Tự dưới mắt loại tình hình này mà nói, thổ ma ngẫu một bên toàn lực công kích độc nhãn ma thú, một bên rất nhanh chữa trị bị hủ huyết ăn mòn thân thể, linh lực tiêu hao cực nhanh, cũng đạt tới trình độ khủng bố. Một khi linh lực triệt để tiêu hao hết tất, một lần nữa luyện hóa linh thạch, quá trình cũng sau cơ quan khôi lỗi thú thay đổi, thay thế linh thạch muốn chậm chạp nhiều lắm, tại một lần nữa luyện hóa linh thạch trong khoảng thời gian này, thổ ma ngẫu liền đánh mất chiến lực, không thể lại phóng xuất đối địch. Bất quá dưới mắt, tiêu phàm tự nhiên bất chấp nhiều như vậy trọn vẹn hơn một canh giờ đi qua tiêu phàm mới 10 phân gian nan mà gờ yêu ta ra cái này thật dài động quật, đi tới một chỗ tương đối rộng rãi trong động, đại sảnh, cửa vào. Giờ phút này tiêu chân nhân, tình hình tương đương chật vật, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, chân nguyên pháp lực nghiêm trọng tiêu hao. Cứ việc pháp lực của hắn chi thâm hậu, vượt qua xa bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh, tung tính toán là năm đó hắc bạch song sát, so sánh với hắn hiện tại tiêu chuẩn, cũng có chút không bằng. Nhưng cảnh giới đúng là vẫn còn dừng lại tại Kim Đan hậu kỳ, không có chính thức bước vào đến Nguyên Anh kỳ, pháp lực thâm hậu cũng không phát sinh chất biến hóa. Một lần tiếp một lần mà kéo động Hỏa Vân cung, một mũi tên tiếp một mũi tên mà bắn ra, liên tục không ngừng, Tiêu Chân Nhân cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Trên thực tế, Hoàng Đường cũng từng nói qua, hắn vì Tiêu Phàm chế tạo cái kia Hỏa Vân cung, là dựa theo Nguyên Anh tu sĩ thực lực đến luyện chế đích. Đem cự linh thú hai đại thiên phú thần thông tu luyện tới cực cao cảnh giới tiêu phàm, tại thể lực cùng thân thể cường hoành trình độ phía trên, sớm đã không phải bình thường nguyên anh tu sĩ có thể so ra mà vượt đích. Nếu không nghe lời, Hỏa Vân cung không có khả năng cho Ly Hỏa mũi tên khổng lồ như vậy tăng thêm uy lực. Hỏa Vân cung uy lực đại tăng đồng thời, cung bắn tên độ khó cũng đồng dạng tăng nhiều. Thổ Ma ngấu tình hình, cũng không thể so với chủ nhân của nó tốt hơn chỗ nào, tuy nhiên bề ngoài có lẽ hay là cái kia bộ dáng trên người lại lây dính một cổ nồng đậm hôi chua khí tức, chính là ma thú hủ huyết hương vị. Linh lực cực độ hao tổn, có thể rõ ràng cảm thụ tìm được. Tiêu phàm phỏng trưng, dùng thổ ma ngẫu trong cơ thể còn lại linh lực, đã muốn rất khó lại trèo chống một lần ngang nhau cường độ đại chiến. Tiêu phàm vừa mới đạp mạnh tiến rộng rãi chút ít huyệt động, một lòng lập tức trầm xuống. Huyệt động ở giữa, một trái một phải, đứng hai đầu cao tới 10 trượng độc nhãn cự thú, cùng mới vừa rồi bị diệt sát cái kia chút hít độc nhãn ma thú đồng dạng, nắm trong tay lấy trầm trọng đến cực điểm đầu đinh trùy, ở giữa chán cái kia khỏa độc nhãn, lóng lánh lấy huyết quang, hung dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm, tự hồ chỉ muốn mãnh liệt xông lại, đem tiêu phàm một búa nện thành thịt vụn. Vừa rồi động quật thông đạo quá hẹp hòi, độc nhãn ma thú thân hình khổng lồ, chỉ có thể một tiếp một chỉ là đi đến bên trong sông, lúc này mới bị tiêu phàm cùng thổ ma ngẫu từng cái diệt gờ yêu ta ít sạch, nếu như tại tương đối khoáng đạt chi địa, như thế phần đông độc nhãn ma thú hùa lên, kết cục như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Dưới mắt cái này hai đầu độc nhãn ma thú, rõ ràng so bình thường độc nhãn ma thú càng cao hơn đại cường tráng, trên người linh lực chấn động, cũng đã tương đương với cửu cấp yêu thú đỉnh phong tiêu chuẩn, khí tức càng thêm cuồng bạo hung tàn. Không hề nghi ngờ, đây là độc nhãn ma thú thú vương. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, bỗng dưng ngưỡng thiên nhất thanh âm thét dài, phanh, mà một tiếng trên người màu trắng nho sinh bào phục nổ mà mở, vốn là thon dài cao ngất thân hình bỗng nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc tự biến thành thân cao hơn 10 trượng cự nhân, màu đồng cổ khối cơ thịt gân xanh bạo chán, một cổ hoang dã khí tức mãnh liệt bạo phát đi ra, trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo ý. Ngay sau đó, trên người bạch sáng lóng lánh, huyền tinh giáp, di động hiện ra, đưa hắn toàn thân cao thấp đều đều nghiêm nghiêm thực thực bao vây lại. Phụt phụt, hai tiếng, trắng noãn thép giáp cái bao tay bọc tại trên hai tay, cái bao tay tỏa tử giáp trong lúc đó, từng cái khấu trừ hoàn đều chế tạo đắc cực kỳ tinh xảo, tinh mỹ vô cùng. Trong nháy mắt, tao nhã tiêu chân nhân, tự hóa thân thành hoang dã cự nhân, tựa như thần binh trời giáng. Bên trái cái kia quy ngươi, tiêu phàm thông qua thần niệm liên lạc, cho thổ ma ngẫu hạ chỉ lệnh. Thổ ma ngẫu mặt không biểu tình, đồng thời dương lên trong tay song trùy, đồng dạng lóng lánh lấy huyết hồng sắc quang mang con mắt, lạnh lùng mà nhìn thẳng bên trái độc nhãn cự thú cái kia độc nhãn cự thú linh trí tuy nhiên không cao, cũng lập tức tự nhận định thổ ma ngẫu, hung dữ mà nhìn chằm chằm trở về, trong miệng ô ô mà gầm nhẹ lấy, cũng dương lên khổng lồ đầu đinh trùy. Đến đây đi, tiêu phàm nhìn thẳng bên phải đầu kia càng cao hơn đại một phần cự thú, hai chân tách ra, thân thể thoảng qua nghiêng về phía trước, thiết quyền nặng nề ở trước ngực đụng vào cùng một chỗ, phát ra cực kỳ thanh thúy sắt thép giao kích thanh âm. Giống, độc nhãn thú vương ngưỡng thiên cuồng giống, mở ra đi nhanh, dơ lên cao đầu đinh trùy, mãnh liệt hướng tiêu phàm vào đầu nện xuống. Trong chốc lát cuồng gió gào thét, thổi quát mặt như đao. Tiêu phàm không tránh không né, nâng lên áo giáp cái bọc cánh tay trái, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đón đánh phương vị, tự nhiên không phải đầu đinh trùy phong duệ cự trùy, mà là cái kia thật dài tay chuôi. Cận thân vật lộn, tiêu phàm tuyệt đối là thẳng hàng đệ nhất cao thủ. Há lại cái này vùng thiếu văn minh hoang dã ngu rốt ma thú có thể so sánh đích. Đương, tiêu phàm rất nhẹ nhàng liền đem lôi đình vạn quân đầu đinh chùy đón đỡ bên ngoài, đồng thời trên chân phải nửa trước bước, thân thể nhéo một cái, một cái khủyểu tay đánh quét ngang ra. Liên tiếp động tác huyền như hành vân lưu thủy giống nhau, cực kỳ trôi chảy tiêu sái. Cái này độc nhãn thú vương tuy thân cao lực lớn, da dày thịt béo, lại ở đâu hiểu được vật lộn chi đạo rồi. Tại dĩ vãng chém gỡ yêu ta ết bên trong, chúng đều là dựa vào dáng người thượng ưu thế, chấm dứt đối với cậy mạnh thủ thắng hôm nay bỗng nhiên đụng phải thân cao lực lớn không tại chúng phía dưới, gần thân vật lộn chi thuật phát huy đến mức tận cùng tiêu phàm, như thế nào là đối thủ. Ngao, mà một tiếng rú lên lồng lộn. Độc nhãn thú vương thân thể cao lớn lại bị cái này một khuỷu tay đánh cho bay lên, oanh, trực tiếp đâm vào trên vách động, lập tức cả cái huyệt động đều ở ù ù chấn động, cực lớn hòn đá, từ đỉnh đầu ảo ảo rơi xuống phía dưới. Còn không có đắc bị đâm cho bảy chóng mặt tám tố độc nhãn thú vương phục hồi tinh thần lại, Tiêu Phàm bước nhanh đến phía trước, nắm chặt độc nhãn thú vương một cái cánh tay, lưng eo dùng sức, toàn thân đồng thời phát lực, quát lên một tiếng lớn, độc nhãn thú vương cực đại thân hình tựa như con rối giống nhau, theo Tiêu Phàm đỉnh đầu bay đi, nặng nề ngã trên mặt đất, đem cứng rắn vô cùng nham thạch mặt đất đều ném ra một cái cự đại hố sâu đến. Độc nhãn thú vương rú lên lồng lộn biến thành kêu thảm. Hắn lại ra giày thịt béo, cái này liên tiếp không ngừng trọng kích, cũng chịu không được tiêu phàm cận thân vật lộn chi thuật một khi triển khai, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có muốn dừng lại ý tứ, lập tức nâng lên nắm tay phải, chiếu nằm trên mặt đất số thảm độc nhãn thú vương bên tai nặng nề một quyền đánh xuống dưới. Độc nhãn thú vương chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu rên, liền là kiết nhiên nhi chỉ, bị tiêu phàm một quyền này trực tiếp đánh bại đầu. Cái này độc nhãn thú vương nguyên gốc thân thần thông, xa không chỉ như vậy điểm bổn sự, cũng không may mắn đụng phải tiêu phàm cái này khác loại, vậy mà lấy cứng trọi cứng, dùng cận thân vật lộn chi thuật, nhanh và gọn ngạnh xanh xanh tiểu cái này tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới độc nhãn thú vương đang sống đánh chết. Độc nhãn thú vương mặt khác thần thông còn không kịp thi triển, cứ như vậy không hiểu thấu mà chết oan chết uổng. Đầu kia đang cùng thổ ma ngẫu kịch chiến thú vương, vừa thấy đồng bạn trong nháy liền bị diệt sát, không khỏi giận tím mặt, ngưỡng thiên cuồng giống, vứt xuống dưới thổ ma ngẫu, sơ lên cao đầu đinh trùy, liền hướng tiêu phàm đánh tới. Chỉ tiếc, kết quả của nó cùng đồng bạn của nó so sánh với, chút nào đều cũng không khá hơn chút nào, chỉ chớp mắt, đồng dạng bị tiêu phàm gần hơn, thân chém gỡ yêu ta chi thuật đánh ngã xuống đất, vừa định đứng dậy, liền bị từ sau đổi tới thổ ma ngẫu dơ lên cự trùy, đánh cho đứt gân gãy xương, đi đời nhà ma. Thu thập xong hai đầu thú vương, trong sơn động, cuối cùng là triệt để an tính. Tiêu phàm phân phó thổ ma ngẫu đem tất cả độc nhãn ma thú đều mở ngực bể bụng, lấy ra nội đan, Cùng ma sao sao chiến không phải đầu một hồi, tiêu phàm sớm đã biết, những này ma thú yêu đan cũng là khó được vừa thấy thứ tốt, nhất là những kia ma đạo tu sĩ, đối với ma thú yêu đan nhu cầu, cực kỳ tràn đầy. Tại đây mấy chục khỏa thất cấp đã ngoài ma thú yêu đan, nếu có cơ hội lúc này rời đi thôi đi ra ngoài bên cạnh, này tướng là một số cực kỳ khả quan linh thạch. Tiêu phàm nếu không tham tài, cũng sẽ không cự tuyệt cái này đưa tới cửa tới tốt lắm nơi. Sau đó, tiêu phàm nuốt vào hai khỏa đan dược, bắt đầu ngồi xuống điều tức, khôi phục pháp lực, mà thổ ma ngẫu tác chính là đứng ở bên cạnh hắn, im áng đích, trên người linh quang lập lòe, nhưng lại tại luyện hóa tiêu phàm giao cho hắn trung giai thổ linh thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sơn động im lặng, không tiếp tục mặt khác tiếng động. Audio điện tử võ tấn bền chương 891, mắt cho tiêu phàm một mình chiến đấu hăng hái thời điểm, âm thành thế giới dưới lòng đất, khắp nơi đều tại phát sinh kịch chiến nhạc vui mừng, đọc, tiểu thuyết, 23, C. Nói như vậy, cả đàn cả lũ yêu thú, tung tính toán thực lực thấp vừa đọc, đều là thất cấp bát cấp yêu thú, không có cấp yêu thú đầu lính, cũng có thể kiên trì một thời gian ngắn. Vì chuẩn bị lúc này đây tầm bảo, 30 năm đến, những kia biến hóa yêu thú sớm đã đối với chính mình dưới chướng tiến hành rồi nghiêm khắc huấn luyện, chẳng những đẳng cấp xâm nghiêm, còn chỉ định chuyên môn thủ lĩnh. Cái này vừa đọc, rất quan trọng yếu chỉ cần thủ lĩnh bất tử, hàng ngũ không tiêu tan sẽ có sức chiến đấu. duy chỉ có những kia lạc đàn yêu thú, chỉ cần không phải hóa hình kỳ yêu tu bình thường rất nhanh cũng sẽ bị diệt sát. chỉ có số rất ít phi thường cường hãn cấp đỉnh phong yêu thú có thể miễn cưỡng gờ yêu taét ra lớp lớp phòng vây. cũng gần kề chỉ là gờ yêu taét ra luồng thứ nhất lớp lớp phòng vây, phải chăng có thể còn sống rời đi âm thành, rời đi phong ấn chi địa? cái kia thật đúng là ai cũng không biết đối với chấn nhạc thần quân mà nói, trước mắt còn không có đụng phải chính thức có thể đối với hắn tạo thành uy hát yêu ta ép quỷ vật hoặc là ma thú. Âm thanh đại trận khởi động thời điểm, chấn nhạc thần quân thi triển đại thần thông, đem bên người phạm vi trên dưới 100 trượng trong yêu thú đều cuốn đi vào, đại trận biến ảo về sau, bên cạnh hắn như trước tụ tập không ít nhân thủ. Hắn biến hóa yêu thú muốn tên nhiều, còn có hơn 10 đầu cấp yêu thú. Quần đỏ nữ tử thích phu nhân hòa điền tính áo bảo sám nam tử, đều ở hắn nhóm. Một gã hóa hình hậu kỳ yêu thú cầm đầu, một gã hóa hình kỳ đỉnh phong yêu thú cùng năm tên hóa hình sơ kỳ yêu thú phụ tá, tăng thêm hơn 10 đầu cường hãn cấp yêu thú, vô luận ở nơi nào, đây đều là một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Vì vậy, chấn nhạc thần quân bọn hắn tại dưới mặt đất động quật gờ yêu ta ra lớp lớp vòng vây tốc độ, phi thường cực nhanh, ngắn ngủn một canh giờ trong. Tự diệt sát hai nhóm quỷ vật, tàn sát hết mấy trăm đầu dai ma thú, Trấn Nhạc Thần Quân cùng Thích Phu Nhân đều còn không có tự mình ra tay. Trấn Nhạc Thần Quân là tự trọng thân phận, những này chính là hạ đẳng quỷ vật cùng dai ma thú, ở đâu đáng giá hắn tự mình ra tay. Về phần quần đỏ nữ tử Thích Phu Nhân thì là có. Khác, trách nhiệm, từ đầu đến cuối, trong tay đều nâng một cái tinh xảo vô cùng la bàn, na la bàn cũng không lớn, lại thật dày, chia làm rất nhiều tầng. Thích Phu Nhân một đôi đôi mắt đẹp, một mực chăm chú vào la trên bàn, đối ngoại gian tranh đấu, không chút nào để ý. Chấn nhạc thần quân một mực cùng nàng cùng một chỗ, nhìn về phía trên. Tựa hồ chấn nhạc thần quân có lẽ hay là nàng, bảo tiêu. Nếu như tiêu phàm ở chỗ này, liếc có thể nhìn ra được, thích phu nhân là đang làm cái gì? Thân là trận pháp đại sư, thích phu nhân không thể nghi ngờ là đang tìm kiếm cấm chế này đại trận mắt trận. Chỉ cần có thể tìm được mắt trận, nghĩ cách phá vỡ, cả cấm chế đại trận lập tức sụp đổ, bị khốn trụ yêu thú lập tức có thể chạy ra tìm đường sống. Hướng đông, đại đội đi vào một cái lối rẽ khẩu, thích phu nhân cũng không ngẩng đầu lên, lập tức nói ra. Một gã thân hình cao lớn hóa hình sơ kỳ yêu thú. Cầm trong tay một thanh dao hai lưỡi phá núi phủ búa, xuất lĩnh lấy bốn đầu cấp yêu thú, trước mở đường. Mặt khác yêu thú đem chấn nhà thần quân cùng thích phu nhân túng tụng tại gian, một loạt mà trước. Không bao lâu, liền tại huyệt động đụng phải một đoàn ma thú. Những này ma thú số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn trăm đầu khoảng chừng gì đó, lại mỗi người đều có kim đan kỳ đã ngoài tiêu chuẩn. Hắn mấy cái dài đến hơn 10 trượng ba thủ cự mãng, càng là có thêm kim đan hậu kỳ thực lực. Ba cái đầu nhất tề dơ lên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Mắt nhỏ ở phía trong lộ ra sẳng rộng quang mang. Hướng đông, thích phu nhân lạnh như băng nói. Hơn trăm đầu ma thú, tự ngăn ở hướng đi về hướng đông trên đường. Hét lớn một tiếng. Cầm trong tay giao hai lưỡi phá núi phủ bố, biến hóa yêu thú, trước hướng các ma thú đánh tới. Cứ việc bọn này ma thú tu vi cũng không thấp, nhưng tuyệt đối thực lực cùng chấn nhạc thần quân người liên can so sánh với, có lẽ hay là thiên xoa địa viễn, rất nhanh tiểu bị diệt sát hơn phân nửa, bất quá cũng có hai đầu cấp yêu thú tại giao chiến quá trình chi, bị ma thú hủ máu tươi đến, thương thế nghiêm trọng, cơ hồ chết. Đây là bị vây hãm về sau, chấn nhạc thần quân thân lính đội ngũ chi lần đầu tiên xuất hiện thương vong ngay sau đó, lại có khiến người ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Còn lại tiểu bộ phân ma thú, vậy mà trong chớp mắt chạy trốn. Tiến vào phòng ấn chỉ địa hơn nửa năm, quỷ vật thỉnh thoảng có chạy trốn đích, nhưng ma thú, lâm trận bỏ chạy, nhưng vẫn là đầu một hồi đụng phải. Những này ma thú sở dĩ so bình thường yêu thú càng thêm đáng sợ, ngay tại ở chúng thật sự hung hãn không sợ chết. Loại này ma hóa biến dị, đem chúng huyết mạch chi cuồng bạo phát huy đắc vô cùng tinh tế, ít biết rõ sợ hãi là vật gì. Mà hiện tại, ma thú cũng sẽ chạy trốn. Chấn nhạc thần quân hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Hội chạy trốn ma thú, nhưng không có thể là cái gì chuyện tốt, chỉ có thể nói rõ, những này ma thú linh trí đã mở, so ma thú bình thường khó đối phó hơn. Trên thực tế, chấn nhạc thần quân tâm lý nắm chắc, biết rõ thương kỳ lúc trước cảnh cáo đúng, rất có dự kiến trước tại âm thành lâm vào cấm chế đại trận chi, rõ ràng cho thấy quỷ vật quỷ kế. Từ lúc mấy tháng trước kia, những này quỷ vật ngay tại tính toán bọn hắn, đưa bọn chúng từng bước một dụ dỗ đến âm thành đến. Nhìn cái này tư thế, rõ ràng chính là muốn đưa bọn chúng một cổ bao vây tiêu diệt. Có thể như thế làm việc quỷ vật, linh trí độ cao, tuyệt đối không khi bọn hắn phía dưới, càng tại trên của hắn. Bất quá chấn nhạc thần quân cũng không hối hận. Đã đến một bước này, hối hận có làm được cái gì đừng khiến chúng nó chạy trốn trấn nhạc thần quân lạnh quát lạnh nói vài tên biến hóa yêu tu lập tức xuất lĩnh lấy cấp yêu thú thẳng đuổi đi lên lại là một hồi kịch liệt chém g ta s đúng là vẫn còn không thể toàn diệt lại hai cái ba thủ cự mãng cùng mặt khác hai đầu ma thú mang thương chạy mất vài tên biến hóa yêu tu cũng không dám đuổi đến quá xa sợ cấm chế thay đổi đưa bọn chúng cùng trấn nhạc thần quân ngăn cách đến cái này đương lúc Chấn nhạc thần quân là đoàn người người tâm phúc, ôm thành đoàn sống sót tỷ lệ tuyệt đối so với lạc đàn về sau tỷ lệ muốn lớn. Lại là hơn một canh giờ đi qua thích phu nhân trên mặt dần dần lộ ra một tia mừng rỡ, là bàn kim đồng hồ rung động, dần dần kịch liệt. Như thế nào? Chấn nhạc thần quân cũng nhịn không được nữa thấp giọng hỏi. Nên vậy ngay tại phía trước cách đó không xa liếu tương đương. Chỉ cần công phá chỗ này mất trận, cho dù vẫn không thể hoàn toàn phá giải cả cấm chế, Ít nhất chúng ta đã bị áp chế muốn nhẹ hơn rất nhiều. Nếu như có thể phá vỡ hai nơi mắt trận lời mà nói, có thể dùng cậy mạnh công phá đại trận liếu tương đương. Thích phu nhân nghiêm mặt nói ra. Tốt, chấn nhạc thần quân đọc đọc đầu, tựa hồ đối với thích phu nhân thoại ngữ rất tin được. Mặt khác vài tên biến hóa yêu thú cũng hào hào lộ ra vẻ mừng rỡ. Lời nói thật nói, cái này một chuyến tầm bảo thu hoạch, xác thực tương đương khả quan thậm chí vượt qua bọn hắn trước đây nhiều năm như vậy tích xúc. Chỉ cần có thể còn sống trở về, sau này thời gian nhất định sẽ trôi qua đặc biệt làm dịu. Một đám yêu thú tiếp tục hướng đông mà đi. Không bao lâu, tựu xa xa thấy được một cái cửa đại huyệt động, huyệt động chính có một nơi cao cao tế đàn, dùng màu nâu đen nham thạch xây thành, có vẻ cực kỳ trầm trọng phong cách cổ xưa, thỉnh thoảng theo tế đàn cuối cùng xuất hiện ti ti hắc khí, lại vì hắn tăng thêm một chút u ám sắc thái. Trên tế đàn dựa theo thất tinh phương vị cắm bảy mặt màu đen hình chữ nhật kỳ phiên, lượn lờ lấy cuộn cuộn ma khí. Chỗ đó chính là mắt trận. Thích phu nhân hai mắt gắt gao nhìn thẳng thất tinh tế đàn, thấp giọng nói ra. Chấn nhạc thần quân hai hàng lông mày chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy. Thích phu nhân cũng một chuyển tay liền đem la bàn thu hồi, đứng ở bên cạnh hắn, một cổ nghiêm nghị khí, nhập vào cơ thể ra. Liền vào lúc này, cười ha ha chi tiếng vang lên, chấn đắc cả cái huyệt động đều ở ầm ầm rung động, một cái cực kỳ hào phóng thanh âm nói ra, chư vị đạo hữu nhanh như vậy tựu đến nơi này, thật là có đọc lên hồ dữ liệu của ta. Xem ra, vị này phu nhân là tinh thông trận pháp đại hành gia liễu tương đương. Theo cái này hào phóng thanh âm, một gã thân cao 7 xích hắc y đại hán, chậm rãi tự tế đàn trung tâm đi ra, đứng ở cán kỳ phiên trong lúc đó, dưới cao nhìn xuống mà nhìn sang. Người này bề ngoài hào phóng, một ngụm hàm răng tuyết trắng lóe sáng, nhìn về phía trên cùng nhân loại tu sĩ độc nhất vô nhị. Nhưng hắn châu cổ hai khỏa giữ tận đầu sói, đem đây hết thảy đều phá hư hầu như không còn, minh bạch tỏ rõ của hắn thú tộc thân phận. Cái này hai khỏa đầu sói, một khỏa màu đen, một khỏa màu xám, đều đều ánh mắt hung tàn, miệng đầy răng nanh. Dĩ nhiên là một đầu ba thủ ma lang. Vừa thấy được người này, chấn nhạc thần quân hai mắt nhẹ nhàng híp mắt một chút, thích phu nhân đợi một đám biến hóa yêu thú, nhưng lại hoảng sợ thất sắc lần này người khí tức trên thân chút nào cũng không có tiến hành che giấu, một cổ cường đại tuyệt luân áp lực, đập vào mặt. Cùng chấn nhạc thần quân đồng dạng, này đầu ba thủ ma lang, trên người vậy mà lộ ra hóa hình hậu kỳ ma thú cường đại linh lực chấn động. Cùng lúc đó, lại có hai gã hình người ma thú, ra hiện tại ba thủ ma lang bên cạnh thân, một trái một phải, không nói gì đứng thẳng. Cái này hai đầu hình người ma thú, một đầu hóa hình sơ kỳ tiêu chuẩn, bên kia lại cùng thích phu nhân tương đương, rõ ràng là hóa hình kỳ cảnh giới. Mà ở huyệt động bốn phía chỗ tối tăm, lại càng không biết có bao nhiêu ánh mắt tại lóng lánh lấy lục oánh oánh sáng bóng, một mực chằm chằm vào chấn nhạc thần quân đợi một lũ yêu thú, không nghĩ qua là bọn hắn tự lâm vào ma thú vòng vây. Chấn nhạc thần quân hai tay liền ôm quyền, cao giọng nói ra, tại hạ lục ngô, trời xanh núi đứng đầu, mấy vị này đều là ta trời xanh núi đồng đạo. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Ba thủ ma lang ha ha cười một tiếng, nói ra, núi Nomurafu, tại sao tên họ? Nhận được âm thành đạo hữu không chê, đều gọi hô ta một tiếng lão sói, lục đạo hữu cũng có thể như vậy xưng hô ta. Nguyên lai là sói huynh, thất kính, tại hạ trước đây cùng sói huynh cũng không gặp mặt một lần, ngày gần đây không thù ngày xưa không oán, sói huynh cớ gì. Muốn thi triển quảng đại thần thông, đem tại hạ cùng với trời xanh núi chư vị đồng đạo đồng loạt vây khốn. Đối mặt cùng hắn hóa hình hậu kỳ ma thú, chấn nhạc thần quân cũng trở nên rất là khách khí. Tại một cường giả vi tôn hoàn cảnh chi, người có nhiều hơn thực lực, có thể tìm được bao nhiêu tôn trọng. Ba thủ ma lang cười nói, lục đạo hiếu, lời nói không phải nói như vậy. Cái này phong ấn chi địa, là của chúng ta khu vực. Lục đạo hiếu lại nổi lên tam quân, hơn nửa năm gian quét ngang phong ấn chi địa, vơ vét không ít bảo vật, cũng gợi yêu ta ít hại chúng ta không ít ma tộc tử tôn. Bất quá những này ta cũng có thể không so đo lần này muốn phải chăm chỉ đối với trả cho các người đích cũng cũng không phải ta lão sói mà là âm thành thiên minh đạo hiếu thiên minh đạo hiếu tu luyện là quỷ đạo cùng huyết đạo hỗn hợp đại thần thông đối với mới lạ huyết thực thực tế coi trọng lục đạo hiếu người hiện tại đã biết rõ đi à nha hắc hắc không sợ chư vị đạo hiếu chê cười lão sói là người tham của thiên minh đạo hiếu hứa cho ta không ít chỗ tốt tục ngữ đều nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn vì nhiều như vậy chỗ tốt không thể nói trước, lão sói cũng chỉ tốt cố mà làm, vì thiên minh đạo hữu đương làm một hồi tay chân liếu tương đương. Bị chê cười, bị chê cười. Nói xong, ba thủ ma lang hai tay ôm quyền thở dài, tựa hồ thật sự đầy cõi lòng ái náy. chương 892, Ngân Cầu Vùng Tiên Tử Thất tinh tế đàn nơi dương cung bạt kiếm, cửu âm thành dưới mặt đất không biết nơi nào, nhưng lại một mảnh khác thường xanh ngắt, màu xanh hoa cỏ như đệm, cây cối thành rừng, chim hót hoa nở, tựa như một cái đại hoa viên, đẹp không sao tả xiết. Tại không khí trầm lặng cửu âm thanh, rõ ràng còn sẽ xuất hiện cảnh đẹp như vậy, quả thực làm cho người khó có thể tin. Hòn non bộ về sau, trong lương đình, một nữ tử khoanh chân mà ngồi, chính nhẹ dơ lên cổ tay trắng, mười ngón thon dài, đặt tại một cụ ngọc trên đàn, tiếng đàn róc rách, du dương êm tai. Cái này người nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, da thịt non mịn như hài nhi, hồng nhuận phơn phớt nước trượt, tựa như hai tám năm hoa tuyệt thế giai nhân, nhưng lại đầu đầy tóc trắng, ngân quang lóng lánh. Hết lần này tới lần khác còn một thân màu đen cung trang, ngân bạch, đen nhánh, hồng nhuận phơn phớt, ba dạng hoàn toàn bất đồng nhan sắc tập trung ở một người trên người, lệnh cái này người nữ tử toàn thân đều tràn đầy khác hấp dẫn. Hai gã khác khoanh tay đứng thẳng ở sau lưng nàng nữ tử, tuy nhiên cũng là khó gặp giai nhân, lại hoàn toàn bị cái này cô gái áo đen tuyệt thế dung quang che lại rồi, cơ hồ biến thành trong suốt đích, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nhân để ý. Tóc bạc nữ tử mười ngón thon dài, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy đàn ngọc, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại cầm trong tiếng, đẹp như tranh vẽ. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiếng đàn chuyển gấp, ẩn ẩn lộ ra sát phạt chi âm, một cổ mắt thường khó có thể trông thấy bén nhọn sóng âm, hướng về đối diện đình nhỉ mắt hòn non bộ hơi nghiêng, kích bắn đi. Một hồi nhàn nhạt khói đen, đột nhiên từ hòn non bộ hơi nghiêng tuôn ra hiện ra đợi đến khói đen tiêu tán, một cụ trắng noãn khô lâu hiện thân ra, toàn thân khung xương, trắng muốt như ngọc, thậm chí còn ẩn ẩn lóng lánh lấy nhàn nhạt màu vàng ký hiệu, có vẻ cực kỳ thần bí. Vừa thấy được bộ xương khô này, tóc bạc nữ tử sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói ra, nguyên lai là khổ thành chủ đại giá quang lâm, ngân cầu vòng không có từ sa tiếp đón, tội mạc đại yên. Trắng muốt khô lâu ha ha cười một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lảo đảo về phía cảm lạnh đình thổi đi, Hai tay liền ôm quyền, nói ra, tại hạ sợ quấy nhiễu ngân cầu vùng tiên tử nhã hứng, lúc này mới trốn ở một bên nghe lén tiên nhạc. Nhưng lại không biết lượng sức rồi, tại ngân cầu vùng tiên tử như vậy ảo thuật đại tông sư trước mặt ẩn nấp hành tung. Ha ha, tại hạ cũng không có chút nào ác ý, tiên tử chớ trách là may mắn. Bộ xương khô này, đúng vậy lúc trước lập kế hoạch dụ một lũ yêu thú vào trong ba gã quỷ vật thủ lĩnh một trong, tóc bạc nữ tử gọi hắn là khổ thành chủ có thể thấy được xác thực là cửu âm giữ trật tự đô thị sự tình đại nhân vật, tại tóc bạc nữ tử trước mặt lại có chút khách khí, cũng không có chút nào nắm đại diễn xuất. Cái này tóc bạc thân phận của cô gái, đương làm không tại hắn phía dưới. Khổ Thành chủ khiêm tốn rồi, có thể tại ta đây vạn hoa trong trận qua tự nhiên, lại ở bên cạnh ta cách đó không xa nghe xong lâu như vậy cầm, cả cửu âm thành, chỉ sợ cũng tự khổ thành chủ một người có thể làm được. Coi như là Thiên Minh thành chủ tự mình đến rồi, cũng khó có thể làm được. Trắng muốt khô lâu cười ha hả nói ra, đắc tiên tử một lời chi bao, quang vinh tại hoa cổn. Tóc bạc nữ tử sắc mặt bỗng nhiên lại là trầm xuống, nhàn nhạt, nhạt nói ra, khổ thành chủ hôm nay đến nơi này của ta, không phải là vì cùng th yêu ta ép thân nói chuyện phiếm nói chuyện A. Rốt cuộc có gì phân phó, nhưng thỉnh nói rõ. Trắng muốt khô lâu cười cười, nói ra, ngân cầu vùng tiên tử khách khí, khổ nào đó yên dám phân phó tiên tử người nào không biết tiên tử năm đó là chúng ta trong mọi người thần thông lớn nhất đích tóc bạc nữ tử lại cũng không cảm kích lạnh lùng nói ra năm đó sự tình dẫn ra hắn làm chi hôm nay ngân cầu vồng bất quá là một đám tàn hồn mà thôi trắng muốt khô lâu cười khổ một tiếng nói ra tiên tử nói đúng khổ nào đó cũng không nghĩ tới một ngày kia hội dùng bộ dạng này bộ dáng kỳ nhân nghe trong lời nói ý bọn hắn trước kia đều là kinh thiên động địa đại nhân vật Xa xa không chỉ dưới mắt điểm ấy thần thông Bất quá Ngân cầu vòng tiên tử có lẽ có chỗ không biết Một cái trở về thất dạ giới cơ hội Đã muốn bày tại trước mắt Trắng muốt khô lâu rốt cuộc không hổ Là thủ lĩnh loại người Cảm thán một câu lập tức liền cắt nhập chính đề Ah à hát cơ hội gì Tóc bạc nữ tử hai hàng lông mày Có chút sơ lên cảm thấy kinh ngạc Trắng muốt khô lâu lo lắng Lấy tìm từ rất cẩn thận nói Ngay tại hơn nửa năm trước kia chỗ này phong ấn chi địa, có người ngoài sông vào. Có loại sự tình này. Tóc bạc nữ tử lắp bắp kinh hãi. Xác thực, đoạn thời gian trước, tiên tử một mực đều đang bế quan tu luyện, vạn hoa đại trận hoàn toàn phong bế, tại hạ cố tình cùng với tiên tử thương nghị thoáng một tí đối sách, cũng là không được kỳ môn mà vào. Tóc bạc nữ tử có chút vuốt cầm, nhíu mày nói ra, không nghĩ tới ta bế quan cái này một năm, rõ ràng đã xảy ra trọng đại như vậy biến cố. Nhưng là, khổ thành chủ cũng nên biết, có người ngoài sông vào tại đây, nhưng không có thể là chuyện tốt. Dưới mắt phong ấn chi địa thực lực, nhưng xa xa so ra kém năm đó. Coi như là năm đó, bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, còn không phải như vậy bị thoi ma giới nhân loại tu sĩ cùng yêu thú liên thủ, diệt sát cái sạch sẽ. Hôm nay chỉ còn lại có chút ít tàn hồn khô lâu, thực lực đại tổn, ngoại giới người nếu là rất nhiều sông tới tầm bảo, đối với bọn hắn những này tàn hồn khô lâu mà nói, nhưng chỉ có tai họa ngập đầu. Tiên tử lo lắng rất đúng, cho nên nhóm này người ngoại lai, phải không còn một mống, toàn bộ diệt gỡ yêu ta ít sạch. Nếu để cho bọn hắn chạy trốn mấy cái, trở về một tuyên dương, chúng ta phong ấn chi địa tựu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh liếu tương đương. Tóc bạc nữ tử nhẹ gật đầu, nói ra cái này các người ba vị thành chủ đi an bài chính là, ta là không có hứng thú tham dự. Bất quá, khổ thành chủ vừa rồi nói, trở về thất dạ giới, là nói như thế nào? đây mới là nàng chính thức quan tâm đích nếu không một mực phây ở chỗ này được đại trận phong ấn chi lực áp chế vĩnh viễn đều chỉ có thể dừng lại tại trước mắt cảnh giới muốn hồi phục đến năm đó toàn thịnh thời kỳ thần thông thủ đoạn đó là muốn cũng không muốn muốn không dối gạt tiên tử nói những năm gần đây này chúng ta một mực đều ở tế luyện một kiện bảo vật cái gì bảo vật cửu âm bạch cốt hoàn tóc bạc nữ tử lập tức đôi mi thanh tú cao lại nói ra cửu âm bạch cốt hoàn cùng thiên âm bạch cốt hoàn có quan hệ gì trắng muốt khô lâu liền vươn ngón tay cái tán thán nói không hổ là ngân cầu vồng tiên tử tuệ nhãn như đuốc cái này cửu âm bạch cốt hoàn là thiên âm bạch cốt hoàn phỏng chế phẩm tiên tử cũng biết thiên âm bạch cốt hoàn là thông huyền linh bảo hơn nữa tại thông huyền linh bảo bên trong bài danh tương đối gần phía trước uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng cái này cửu âm bạch cốt hoàn đại ca của ta đã muốn tế luyện trên vạn năm lâu một khi triệt để luyện chế hoàn thành không sai biệt lắm có thể phát huy ra thiên âm bạch cốt hoàn ba bốn thành uy lực. Ba bốn thành, điều này sao có thể? Thật muốn có loại uy lực này, há không phải có thể cùng bài danh dựa vào vãi lúa sau thông huyền linh bảo đánh đồng rồi. Tóc bạc nữ tử vừa nghe, lập tức đại giao động đầu của nó, xinh đẹp việt luân trên mặt đẹp, lộ ra rõ ràng không tin thần sắc. Cũng khó trách nàng không tin, bình thường phỏng chế bình thường bảo vật, có thể có bản thể ba bốn thành uy năng, cũng đã rất rất giỏi liễu tương đương. Phòng chế bảo vật, sai càng cao, độ khó lại càng lớn. Tượng thiên âm bạch cốt hoàn như vậy tại thông huyền, linh bảo chi trung đô bài danh hàng đầu trí bảo, phòng chế phẩm có thể có một hai thành uy lực, cũng đã tuyệt đối có thể nói nghịch thiên. Ba bốn thành uy lực, tại đây thế giới cơ hồ đồng đẳng với vô địch đại danh từ. Nếu như là tại thất dạ giới, dùng thiên minh tử năm đó toàn thịnh thời kỳ thần thông thủ đoạt, muốn luyện chế ra một món đồ như vậy phỏng chế trí bảo đến, có lẽ còn có mấy phần khả năng. Dù sao thất dạ giới không có lớn như vậy trận phong ấn. Hiện nay tại đây thoi ma giới, có phong ấn đại trận áp chế, thiên minh tử lại cùng nàng đồng dạng, bất quá là theo trên thi thể sống lại một đám tàn hồn, so sánh với năm đó suốt ngã xuống một cái đại cảnh giới. Chính là Nguyên Anh Kỳ Tu Vi, đã nghĩ luyện chế ra như vậy nghịch thiên bảo vật, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trắng muốt khô lâu vội vàng nói, tiên tử có chỗ không biết, cái này phỏng chế phẩm đương nhiên không phải toàn diện phát huy thiên âm bạch cốt hoàn ba bốn thành uy lực, nhưng ở đặc thù nào đó trong hoàn cảnh, không tiếp thúc dục bổn nguyên chi lực, toàn lực kích phát, vẫn có khả năng đạt tới. Ý của ngươi là bất kể hậu quả kích phát bảo vật toàn bộ uy năng. Đúng, đúng vậy ý này. Tóc bạc nữ tử khẽ gật đầu một cái, nói ra, nếu như mạo hiểm bảo vật bị hủy phong hiểm làm như vậy, thật cũng không là hoàn toàn không có khả năng. Đả thông không gian giới diện, cái kia là bực nào đại sự, vì thế không chỉ nói một kiện bảo vật rồi, tung tính toán lớn hơn nữa phong hiểm đều đáng giá bốc lên. Đả thông không gian thông đạo, các người thật đúng là cảm tưởng a hát. Trắng muốt khô lâu nghiêm mặt nói ra, tuy nhiên rất không dễ dàng, nhưng vô luận như thế nào đều muốn thử thượng thử một lần. Bằng không thì, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn vây ở chỗ này. Giống như tiên tử nói, đợi càng ngày càng nhiều ngoại giới người tràn vào tại đây về sau, chúng ta sợ rằng cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Tóc bạc nữ tử trầm ngâm, hơi khoảnh, nói ra, đã mấy vị đạo hữu đều có như vậy ý định, th yêu ta ép thân tự không biết ngăn trở. Bất quá tính tình của ta, khổ đạo hữu cũng là biết đến, trước sau như một lười nhác, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì liếu tương đương. Trắng muốt khô lâu không khỏi vui vẻ, ôm quyền nói ra, có tiên tử những lời này, khổ nào đó lần này sẽ không có đến không. Những chuyện khác, cũng không dám làm phiền tiên tử. Chính là chỗ này một đám người từ ngoài đến bên trong, quả thực có không ít hảo thủ, hóa hình kỳ đã ngoài yêu thú, đều có hai mươi mấy tên. Thiên minh đại ca đã muốn nói động đầu kia ba thủ ma lang cùng hắn ma tử ma tôn liên thủ giúp đỡ. A à hát, ngay ba thủ ma lang đều mời được rồi, thiên minh đạo hữu thật đúng là có thể nói hội nói. Ha ha, bất quá là dụ chi dùng lợi mà thôi tiên tử cũng biết, luyện chế cửu âm bạch cốt hoàn cần đại lượng mới lạ máu huyết. Cho nên tại hạ hy vọng tiên tử có thể giúp một việc, phàm là xông vào tiên tử cái này vạn hoa đại trận yêu thú, thỉnh tiên tử ra tay đưa bọn chúng nắm bắt, sao do chúng ta tới xử trí. Tóc bạc nữ tử hai mắt có chút nhíu lại, lạnh nhạt nói ra, đều giao cho các ngươi. Trắng muốt khô lâu bề bộn tức nói ra, thỉnh tiên tử minh giám, cửu âm bạch cốt hoàn luyện chế, đã đến cuối cùng trước mắt, máu huyết quá ít lời mà nói, nhất định sẽ sắp thành lại bại. Vì có thể sớm ngày đả thông thông đạo, trở về thất dạ giới, còn muốn thỉnh tiên tử to lớn tương trợ. Chỉ cần tiên tử có thể chu toàn việc này, chúng ta tất có giải báo. Hơi khoảnh, trắng muốt khô lâu lại tăng thêm một câu. Tóc bạc nữ tử khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia ngạo nghễ dáng tươi cười, nhàn nhạt, nhạt nói ra, khổ thành chủ đương làm th yêu ta ép thân là người tham của sao không dám không dám, tại hạ tuyệt không ý này. Trắng muốt khô lâu vội vàng nói. Tóc bạc nữ tử chậm rãi nói ra, đã lại nói đến nơi này cái phân thượng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hấp thụ những này yêu thú tinh hồn, thân thể nội đan đều quy các ngươi xử trí. Hảo hảo, thật tốt quá, chính là như vậy, một lời đã định. Trắng muốt khô lâu lập tức vui mừng quá đỗi, hai tay ôm quyền, luôn miệng nói. chương 893, Vạn Hoa Đại Trận tại dưới mặt đất huyệt động kịch chiến hai ngày hai đêm động vừa nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt tiêu phàm không khỏi sướng sở ngơ ngác một chút màu xanh hoa cỏ như đệm nhiều loại hoa giống như gấm ánh mặt trời ấm áp mềm mại như xuân làm cho người ta vừa thấy phía dưới tự kìm lòng không được mà nghĩ muốn ngồi xuống hảo hảo nghỉ chân một chút tốt nhất là su ig sứ ig ngủ thượng một giấc bất quá tiêu phàm cũng không bị cái này cảnh đẹp say mê ống tay áo run lên hắc lân kích xạ ra hắc lân mắt to mọi nơi vung mạnh, tiêu phàm trong đầu lập tức vài vang lên đầy đặn hắc y thiếu nữ thanh âm quen thuộc, chủ nhân, đây là ảo trận. Cứ việc tiêu phàm tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao, nhưng đơn tự ảo trận mà nói, dung hợp ngọc uyển nhi nguyên thần hắc lân càng mạnh một ít. Cuống hồ, hắc lân quỳ nước hắc kỳ lân huyết mạch, cũng làm cho nàng tại phá giải ảo trận phương diện này, có thường nhân khó có thể với tới thiên phú thần thông. Người có thể phá giải sao? Tiêu phàm trầm giọng hỏi. Cái này khó mà nói, cái này ảo trận phi thường cao minh, muốn phá giải lời mà nói cần không ít thời gian. Mấu chốt là, ta không cho rằng người ta hội cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Hắc lân ăn ngay nói thật. Như vậy tinh xảo ảo trận, rõ ràng cho thấy có người chủ chỉ đích. Làm sao trơ mắt xem của bọn hắn chậm rãi phá trận. Tiêu phàm vô cùng có quyết đoán, lập tức nói ra, bất kể như thế nào, tổng muốn đi ra ngoài. Chúng ta bắt đầu đi, ta là người hộ pháp lập tức tay run lên, một cổ màu vàng cắt bụi cuồn cuộn ra, bỗng nhiên gian chui vào lòng đất không thấy bóng dáng. dưới mắt ngoại trừ thổ ma ngẫu cùng hắc lân, tiêu phàm không có cái khác giúp đỡ liếu tương đương. lưng sắt còn bạo ngựa như trước tại linh thú hoàn ở phía trong ngủ say, vừa đọc đọc mà thoát xác, linh trùng tiến dài khó khăn, xem như lại để cho tiêu phàm triệt để cảm nhận được liễu tương đương. mà muội muội cũng đồng dạng tại ngủ say chi, bất quá muội muội ngủ say, cùng lưng sắt còn bạo ngựa bất đồng. Lưng sát con bọ ngựa là một ngủ mấy năm bất tỉnh, chậm rãi lột ra thoát xác. Mặc cho thiên lôi đánh xuống, ta tự sừng sững bất động. Muội muội càng giống là một cái mới sinh hài nhi, đặc biệt thích ngủ, nhưng nếu quả thật có động tính, rất dễ dàng đã bị giựt mình tỉnh lại. Tiêu Phàm tự không biết thật sao đi bừng tỉnh hắn. Cứ việc muội muội tại thần thức chi tỏ vẻ thập phần thân cận ý, bởi vì Tiêu Phàm đối với loại này sinh vật tạm thời được coi là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên thủy chung đều phi thường cẩn thận tuyệt không tùy tiện đi làm nhiễu hắn hàng ngày hành vi. Cũng nên đợi vừa đọc đọc giải đắc thấu triệt rồi, mới tốt nói. Dưới mắt tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt nguy hiểm. Cần đem tất cả giúp đỡ đều gọi ra đến trợ quyền. Vừa nghe tiêu phàm phân phó, Hắc Lân không nói hai lời, cái chán màu ngân bạch bộ lông gian hào quang lóe lên, chính chính đánh cách đó không xa một cây đại thụ rể cây. Lập tức một hồi vần nước loại chấn động tuôn ra hiện ra, trước mắt tình hình bỗng nhiên biến đổi, biến thành một đầu ruột dê đường mòn, đi thông xa xa một cái không biết thế giới. Tiêu phàm lập tức cùng hắc lân cùng một chỗ, bước lên ruột dê đường mòn. Cảm giác, cái này là một đầu chân thật vô cùng đường nhỏ. Vô luận dưới chân đá cuội, có lẽ hay là bốn phía cảnh vật, đều cực kỳ rõ ràng rất thật. Thậm chí thân thủ đi chạm đến, xúc cảm cũng cực kỳ chân thật. Cùng bên ngoài gian chân thật thế giới sở đến hoa cỏ cây cối, không có bất kỳ khác nhau ảo trận có thể chân thật đến trình độ như vậy, chẳng những đã lừa gạt bị nhốt người con mắt. Còn đã lừa gạt bị nhốt người mặt khác cảm quan, cái này ảo trận tiêu chuẩn độ cao. Có thể nghĩ, ngay Ngọc Uyển Nhi tại Hỏa Long động dùng thiên huyễn lưu ly li bảo thụ bố trí ra tới cái kia ảo trận, tựa hồ cũng hơi có không bằng. Dựa vào cùng tiêu phàm thần niệm gian liên lạc, thổ ma ngỗ tại dưới mặt đất theo sát bọn hắn. Kỳ thật từ dưới đất phá giải ảo trận cấm chế, cũng là một cái rất không tệ lựa chọn đại đa số ảo trận cũng không có ở dưới mặt đất bố trí cấm chế, không phải không nguyện ý bố trí, mà là lực có không bắt bớ. Nhưng từ dưới đất chạy ra ảo trận cấm chế phạm vi, nguy hiểm thực sự thật lớn. Nhất là đối với lực thông thổ độn thuật tiêu phàm mà nói, thì triển thổ độn thuật thời điểm, công kích cùng phòng ngự năng lực đều giảm xuống đến thấp nhất giá trị. Chỉ cần bị tinh thông thổ độn thuật đối thủ công kích, liền lập tức ở vào cực độ nguy hiểm chi, cơ hồ không có gì chống đỡ chi công, lại càng không cần phải nói sức hoàn thủ liếu tương đương. Như vậy phong hiểm, tiêu phàm cũng không dám bốc lên. Có thể bố trí ra như thế cao minh ảo trận người, tại phương diện khác tạo nghệ, chắc hẳn cũng sẽ không quá thấp. Một khi tại dưới mặt đất bị khốn trụ, hắn toàn thân bản lĩnh cùng thần thông, trên cơ bản chẳng khác nào chính mình phế bỏ hơn phân nửa. Tại đường hẹp quanh co chạy về thủ đô đi không lâu, Hắc Lân lại một lần thi triển thần thông, xé rách ảo trận, mang theo tiêu phàm tiến nhập một mảnh vô biên vô hạn liên hải chi. Tiêu phàm thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được dưới chân hồ nước cảm giác mát tập kích người, nhịn không được xoay người xuống dưới, nhẹ nhàng cúc khởi thổi phồng hồ nước đến, trong trèo trong suốt, đang cùng hút ánh mắt hạ, lóng lánh lấy đọc đọc kim quang. Hết thảy đều cùng chân thật tình hình giống như đúc. Cái này tấm liên biển, minh mông, không hiểu ảo trận loại người, hãm tại đây chính là hình thức địa phương, cơ hồ cũng đã lâm vào tuyệt cảnh ngoại trừ nếm thử dùng cậy mạnh bài trừ ảo trận, lại không có biện pháp khác có thể tưởng tượng liếu tương đương. ngay hắc lân trên mặt đều lộ ra nhân cách hóa lo nghĩ biểu lộ. cái này ảo trận chi cao minh vẫn còn tại ngoài dự lưu của nàng phá giải đi đại không dễ dàng. tiêu phàm cùng hắc lân ở bên cạnh đau đầu, bên kia mái hiên mấy vị nhưng lại nhàn nhã tự tại đắc vô cùng. tóc bạc nữ tử như trước đứng ở đình nhỉ mắt chi chỉ là miến cưỡng đã không có đàn ngọc mà là dựa vào lan can trông về phía xa thần sắc lạnh nhạt sau lưng một gã thị nữ cách ăn mặc áo trắng thiếu nữ kho người nói ra khởi bẩm chủ nhân lại có người ngoại lai xông vào vạn hoa trận liếu tương đương tóc bạc nữ tử nhàn nhạt lên tiếng cũng không quay đầu lại chỉ hỏi nói đây là nhóm thứ mấy rồi bao nhiêu người hồi chủ nhân lời mà nói đây là đệ phê liễu tương đương lần này chỉ có một người còn mang theo một đầu linh thú tóc bạc nữ tử cảm thấy kinh ngạc chậm rãi xoay người lại chằm chằm vào áo trắng thiếu nữ hỏi một người người nói là nhân loại tu sĩ vâng lúc này là nhân loại tu sĩ áo trắng thiếu nữ vội vàng đáp top 5 phê sông trận đích đều là yêu thú như thế nào bỗng nhiên chui đi ra một nhân loại tu sĩ này nhân loại tu sĩ là một gã nam tử nhìn về phía trên rất tuổi trẻ chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng tu vi thật cũng không yếu có kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Cái kia đầu Hắc Miêu Linh sủng cũng có cấp yêu thú tiêu chuẩn, tựa hồ hiểu được phá giải ảo trận nào đó thiên phú thần thông. Áo trắng thiếu nữ cấp cấp đem tiêu phàm cùng Hắc Lân tình hình làm cái đơn giản rõ ràng nói tóm tắt bẩm báo. "Chủ nhân, phải chăng tự mình đi qua nhìn một chút?" Một danh khác đứng hầu áo vàng thiếu nữ nhịn không được hỏi một câu. Tóc bạc nữ tử cười nhạt một tiếng nói ra chính là một gã kim đan hậu kỳ nhân loại tu sĩ cùng một đầu cấp yêu thú, đã muốn xông vào ta vạn hoa đại trận chi, còn dùng đắc lấy ta tự mình đi xem sao. Làm cho bọn họ lung tung xông lấy A, dùng không được bao lâu, tự không còn khí lực rằng co. Ngô ý, đối với vạn hoa đại trận tin tưởng 10 phần. Vâng, chủ nhân. Áo trắng thiếu nữ cùng áo vàng thiếu nữ đồng loạt khom người. Chọn vẹn một canh giờ đi qua Hắc Lân mới rốt cuộc tại Liên Hải chi tìm được rồi mất trận dùng thực ánh mắt thông, xé rách ảo trận, tiến vào đến khác một hoàn cảnh chi. Vừa mới vừa hiện thân đi ra, tiêu phàm tự chứng kiến một đội xe ngựa. Cái này đội xe ngựa tạo thành phi thường kỳ lạ, mỗi thời đại xe chế tác đều rất thô giáp, trên xe loạn thất bát tao mà chất đống lấy yêu thú thi thể, hình thể có lớn có nhỏ. Loại nhỏ yêu thú 3 năm cổ thi thể trồng chất tại một thời đại trên xe, hình thể cực lớn yêu thú, một thời đại xe cũng chỉ có thể phóng một cỗ thi thể. Thực tế lại để cho tiêu phàm giật mình chính là, người kéo xe không phải nhân loại, mà là vô số cỗ cương thi. Những này cương thi nguyên một đám da thịt thối giữa, toàn thân chảy xuôi theo nước ngủ, tản mát ra đặc hơn tanh tưởi, xông vào mũi, người muốn ói. Mặt khác còn có một phê cương thi, cầm trong tay đại đao, tại xe ngựa đội hai bên xếp thành hàng hành tẩu, hình cùng hộ vệ. Tiêu phàm thần niệm quét qua đi có thể phát hiện, nhóm này cương thi tu vi đều rất thấp kém. Người kéo xe cương thi, trên người linh lực chấn động cực yếu, chỉ tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ, mà ở hai bên hộ vệ cương thi, tu vi tương đối cao, cũng không quá đáng là tương đương với trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Trừ lần đó ra, còn có một đội bạch cốt khô lâu cùng vài tên nhân loại bình thường bộ dáng hộ vệ, cũng đi theo tại xe ngựa đội về sau. Một đội kia bạch cốt khô lâu, tình hình đại chí hòa cương thi không sai biệt lắm, đều đều là trúc cơ luyện khí kỳ khoảng chừng gì đó tiêu chuẩn, ngược lại cái kia vài tên nhân loại bình thường bộ dáng hộ vệ, linh lực chấn động lược cường, cơ hồ tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển, lập tức tự xem thấu cái kia vài tên nhân loại bình thường bộ dáng hộ vệ, nhưng thật ra là do âm minh khí ngưng kết mà thành, chính là mạnh mẽ quỷ vật. Tại đây phong ấn chi địa, không phải quỷ vật tự là ma thú, ngược lại thấy nhưng không thể trách rồi, nếu như thật sao nhìn thấy nhân loại tu sĩ, ngược lại sẽ để cho tiêu phàm chấn động. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, tiêu phàm thật là có đọc khó có thể phán đoán, đây là thật tình hình, có lẽ hay là ảo trận huyễn hóa ra đến đích. Nếu như là ảo trận chi lực, lại không biết biến ảo như vậy một loại tràng cảnh, rốt cuộc có gì công dụng. Chủ nhân, chúng thật sự, không phải ảo giác. Lập tức, hắc lân thanh âm tại tiêu phàm trong đầu vang lên. Liền vào lúc này, hộ vệ cương thi cũng đã nhận ra tiêu phàm cùng hắc lân tồn tại, lúc này một tiếng rú lên lồng lộn, dơ lên cao đại đao, không hỏi mọi việc, liền hướng bên này phốc đem tới. Vậy đối với khô lâu cùng vài tên hình người hộ vệ phản ứng cũng không chút nào chậm, đồng dạng hướng về bên này chen chúc mà đến. Tiêu phàm ánh mắt lạnh lẽo, tinh viêm quyết muốn phát ra, bỗng nhiên linh thú hoàn ở phía trong một hồi sao động, nhưng lại, muội muội đã muốn tỉnh lại, hưng phấn mà hừ hừ lấy. Tiêu phàm tâm vừa động, tiện tay run lên, béo em bé loại muội muội bắn ra, vừa thấy được cái này rất nhiều cương thi khô lâu cùng quỷ vật, không khỏi cao hứng đắc mặt mày hớn hở thân thể đi phía trước nhảy lên đảo mắt hóa thành một đoàn xám vân mang tất cả về phía trước tiêu phàm liền là hai tay ôm ngực hắc lần ghé vào đầu vai của hắn đều lộ ra dù bận vẫn ung dung thần sắc trước mắt những này cương thi khô lâu quỷ vật tu vi cũng không cao ngay một gã kim đan kỳ quỷ vật đều không có muội muội vừa ra tay ở đâu còn cần bọn hắn tham dự mắt thấy sám vân gió cuốn mây tan giống nhau mang tất cả đi qua cương thi ào ào phốc ngã xuống đất, tiếng động đều không có, khô lâu tác chính là hóa thành một đống toai cốt, loạn thất bát tao mà tán lạc nhất địa, ngay nửa phần kháng cự chi lực đều không có. Quả nhiên là hoành tảo thiên quân như quyển tịch. Tiêu phàm chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng kêu lên, muội muội lưu một cái người sống. Lập tức tay run lên, đen nhánh tụ hồn bát tế ra, vào đầu hướng một gã thất kinh hình người quỷ vật bao phủ mà hạ, không đợi cái kia quỷ vật phục hồi tinh thần lại, đã bị tụ hồn bát thả ra màu đen nước xoáy thoáng một tí hút vào. Trong khoảng khắc, Sám Vân đã đem tất cả quỷ vật diệt sát đắc không còn một mảnh, đảo mắt hóa thành nhân hình, đứng ở tiêu phàm trước mặt, ngẩng đầu, đánh giá đen kỳ tụ hồn bát, tựa hồ đối với lần này đại cảm thấy hứng thú. chương 894, Cái xác không hồn. Thấy muội muội bộ dáng như vậy, tiêu phàm trong nội tâm vừa động. Cái này tụ hồn bát là linh cảm tông truyền thừa trí bảo, theo uy linh lão ma nói, từ xưa đến nay, không biết hấp thu bao nhiêu âm quỷ lệ phách, có thể nói thiên hạ trí huyệt. Tiêu phàm tương chi luyện hóa vì chính mình bảo vật về sau, cũng có thể phát giác được, cái này tụ hồn bát ở phía trong, âm khí rất nặng, xa không phải bình thường cái gọi là âm minh chi địa có thể so sánh đích. Nếu tụ hồn bát có, đỉnh càn khôn, như vậy không gian thần thông, thậm chí tại bình bát chén ăn của sư trong tự hành hình thành một cái nho nhỏ âm minh thế giới cũng có thể. Muội muội là quỷ thai biến thành, đối với hết thảy trí âm chi bảo đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, chính là đương nhiên. Có lẽ cái này bình bát chén ăn của sư có thể trợ giúp muội muội nhanh hơn phát triển, cũng cũng chưa biết. Bất quá trong lúc này, tiêu phàm tự nhiên chẳng quan tâm cái này, lúc này chỉ một ngón tay, đem tên kia hình người quỷ vật câu đi ra. Cái này tụ hồn bát không hổ là trí âm chi bảo, gần kề cái này một lát công phu, quỷ ảnh tựu trở nên uể oải không chịu nổi, tựa hồ bị hấp thu rơi hơn phân nửa tinh hoa. Tiêu Phàm cũng không nói nhảm, thần niệm chi lực thò ra, bắt đầu đối với cái này quỷ vật thi triển siêu hồn thuật. Bởi vì quỷ vật không có thân thể, tương đối mà nói, đối với chúng thi triển siêu hồn thuật, muốn thuận tiện nhiều lắm, cũng muốn dùng ít sức rất nhiều. Chỉ là cái này quỷ vật cảnh giới như thế thấp, biết rõ mấy cái gì đó cũng cực kỳ có hạn. Một lát trong lúc đó, Tiêu Phàm liền siêu hồn xong, một điểm tụ hồn bát, lần nữa đem quỷ vật thu vào tụ hồn bát, không đợi Tiêu Phàm đem tụ hồn bát thu lại, muội muội liền khẽ vươn tay, đem tụ hồn bát chảo trong tay, khoảng chừng gì đó giò xét, trong mắt tất cả đều là ý tò mò. Tiêu phàm cười cười, cũng cho phép hắn đi. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Hắc lân nhịn không được hỏi, vũ nghị hai mắt chừng đắc sâu sắc đích. Tiêu phàm nhíu mày nói ra, chúng ta khả năng thật sự có phiền toái, nơi này là vạn hoa đại trận, từ một vị gọi ngân cầu vùng tiên tử đẳng cấp cao quỷ tu tự mình bố trí đích. Tại tòa thành thị này quỷ tu bên trong, ngân cầu vòng tiên tử tự thành hệ thống, cũng không được người khác quản hạt. Đẳng cấp cao quỷ tu, là nguyên anh tu sĩ sao? Hẳn là, nếu không, giống nhau kim đan tu sĩ không có khả năng bố trí ra lợi hại như vậy ảo trận. Những này yêu thú, chính là tại chúng ta trước kia xông vào cái này ảo trận đích, đều bị bắt giữ liếu tương đương. Tiêu phàm ánh mắt, rơi vào những kia đại trên xe. Muội muội ở chỗ này đại khai sát giới, đem một đám cương thi khô lâu quỷ ảnh đều thôn vệ đắc sạch bong, gây ra to như vậy động tính, xe ngựa thượng yêu thú như trước im ắng đích, không có bất kỳ phản ứng, nhưng nhìn về phía trên, những này yêu thú cũng đều hay sống đích, ngược có phập phồng, không phải vật chết. Những này quỷ vật, thật giống như là muốn đem yêu thú vận đến mặt khác địa phương đi, làm cái gì huyết tế các loại. Tiêu phàm hai hàng lông mày chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy. Cái kia quỷ vật thần trong thức hải, Biết rõ mấy cái gì đó thật sự rất có hạn, có quan hệ một đoạn này chính là mơ mơ hồ hồ đích, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể biết rõ cái đại khái. Lúc này đi ra phía trước, cẩn thận điều tra những kia yêu thú tình hình. Hơi khoảnh, Tiêu Phàm con người mãnh liệt co rút lại một chút. Thể xác, những này yêu thú đã muốn chỉ còn lại có thể xác, trong cơ thể tinh hồn sớm đã không còn sót lại chút gì. Đây mới thực là cái xác không hồn. Quỷ vật hấp người máu huyết, Tiêu Phàm sớm đã không chỉ một lần được chứng kiến, nhưng đem yêu thú tinh hồn hấp sau khi đi, thân thể rõ ràng còn còn sống, cũng không có lập tức tử vong, thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Đảo là có chút cùng người sống đời sống thực vật tình hình tương tự Phật. Xem ra thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Tiêu Phàm móc ra một cái linh thú hoàn, không chút khách khí mà đem xe ngựa thượng yêu thú thân thể đều thu đi vào. Hoàn toàn mất đi linh hồn, những này yêu thú trên thực tế chẳng khác nào đã không có tánh mạng tiêu phàm cũng sẽ không khiến chúng nó trở thành quỷ vật huyết tế nguyên vật liệu. Nhiều như vậy cửu cấp bát cấp yêu thú nguyên vẹn thân thể, đúng vậy khó được thứ tốt, so bình thường yêu thú nội đan cùng tài liệu đều muốn chân quý nhiều lắm. Tương lai đi bên ngoài, cái này là một số lớn linh thạch. Tiêu chân nhân lại là quân tử, cũng sẽ không cự tuyệt tới tay tài, tài phú. Liền vào lúc này, muội muội bỗng nhiên nhẹ, hư, một tiếng, lại hóa thành một đoàn sám vân, hướng tụ hồn bát bao phủ xuống đi. Tiêu Phàm lắp bắp kinh hãi, nhìn cái này tư thế, muội muội là muốn đem tụ hồn bát trong âm minh tinh hoa đều hít vào chính mình trong bụng. Tại muội muội loại này, ăn hàng, trong mắt, tụ hồn bát chính là một tràn đầy tốt ăn cái gì đại cả mên. Bất quá lúc này đây, không hướng mà không lợi xám vân rốt cuộc đụng phải đối thủ, tụ hồn bát đen nhánh quang mang lóng lánh, không chút khách khí mà đem xám vân chắn bên ngoài, vô luận xám vân như thế nào bốc lên, đều thủy chung không có cách nào xâm nhập đến tụ hồn bát ở phía trong đi. Không hiểu được bảo vật đem ra sử dụng khẩu quyết, muốn đem bình bát chén ăn của sư, bên trong âm minh tinh hoa đều cấp lấy ra, tự nhiên không đại khả có thể. Tiêu Phàm mỉm cười, đối với muội muội nói ra, không cần phải quá tham ăn, chờ ngươi về sau trường lớn một chút, ta lo lắng nữa có phải là đem bả tụ hồn bát tặng cho ngươi làm lễ vật. Muội muội là trời sinh kế hoạch nham hiểm, do âm minh khí ngưng kết mà thành, tụ hồn bát tắc chính là là quỷ đạo chí bảo, giao cho muội muội sử dụng, thích hợp nhất chỉ có điều dưới mắt muội muội bất quá cầm lên kế hoạch nham hiểm bên trong thoát xác ra còn ở vào hài nhi thời kỳ liền đem tụ hồn bát giao cho hắn còn quá sớm điểm liền vào lúc này dị biến nảy sinh một bích lục lưới lớn từ trên trời giáng xuống trực tiếp hướng sám vân hòa tụ hồn bát bao phủ xuống đến cái này bích lục lưới lớn là lăng không từ không trung xuất hiện đích trước đó một điểm dấu hiệu đều không có dù là tiêu phàm phản ứng lại nhanh nhẹn cái này điện quang thạch hỏa lập tức cũng đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sám vân trong khoảnh khắc lại hóa thành ba thước cao trắng trẻo mập mạp tiểu nhân, hai tay ôm lấy tụ hồn bát, thân thể nhoáng một cái, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiểu nhân đã kinh trải qua chui vào trong ngực của hắn, màu đỏ hai mắt, mãnh liệt nhìn thẳng một cái hướng khác. Chỗ đó chỉ là một phiến hư không, cái gì đó đều không có. Kỳ quái chính là hắc lân ánh mắt cũng đồng thời nhìn thẳng này bên cạnh thân thể một cung toàn thân bộ lông chuẩn bị đứng đấy mà dậy một bộ như lâm đại địch bộ dạng cái kia từ trên trời giáng xuống bích lục lưới lớn thoáng một tí rơi vào không trung lục mang lóe lên liền là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tựa hồ hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không xuất hiện qua mèo ô hắc lân bỗng nhiên kêu to một tiếng cái chán ngân bạch sắc quang mang lóe lên mãnh liệt đánh về phía một mảnh kia hư không một hồi vần nước loại chấn động, vốn là không có vật gì hư không nơi, bỗng nhiên lộ ra ba người nữ tử thân ảnh, trước một người, đầu đầy tóc bạc, hồng nhan kiều nộn, toàn thân màu đen cung trang, đúng vậy ngân cầu vồng tiên tử. Nàng bên cạnh một trái một phải đứng vững một gã áo trắng thiếu nữ cùng một gã áo vàng thiếu nữ. Thực mắt ánh sáng, ngân cầu vồng tiên tử bỗng nhiên bị hắc lân xé rách hư không, lộ ra tướng mạo sẵn có, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này không ngờ linh thú, rõ ràng còn có thể thi triển quý thủy thánh linh thực mắt hắc kỳ lân đại thần thông, tuy nhiên so sánh với chính thức thực ánh mắt thông còn kém đắc cách xa vạn dặm, nhưng thật sự là thực mắt ánh sáng. Chuyên phá các loại ảo thuật cùng không gian thần thông, đợi một thời gian, sắp có được xé rách hư không, phá giải hết thảy hư ảo chi cảnh tuyệt đại uy năng. Vừa thấy được ba người nữ tử hiện thân, tiêu phàm hai mắt lập tức có chút nhíu lại, sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng cây ếch yêu ta ép sợ ý trước người này hắc y cung trang nữ tử, trên người khí tức thâm bất khả chắc, tiêu phàm trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà vô pháp điều tra ra nàng chân thật cảnh giới, thần niệm chi lực tìm tòi đi ra ngoài, giống như bùn như nhập hải nhất loại, không tiếp tục tin tức. Chỉ có điều cho tiêu phàm áp bách, xa so bình thường nguyên anh tu sĩ cùng biến hóa yêu thú muốn tới gay gắt. Tiêu phàm lập tức kết luận, cái này cung trang nữ tử thực lực chân tránh, tối thiểu nhất cũng có thể cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ tương đương đây là một lệnh tiêu phàm giật mình, lại lệnh tiêu phàm có chút khẩn trương phán đoán. Như nếu như đối phương chỉ tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cảnh giới, dùng tiêu phàm nắm giữ vài loại chuyên khắc quỷ tu đại thần thông, tăng thêm đã muốn đột phá đến tầng thứ ba, tinh viêm quyết, đã muốn có thể bộ phận nắm giữ Nguyên Anh kỳ thực lực, chưa hẳn sẽ không có một trận chiến chi năng, thậm chí còn có thể chiến mà thắng chi. Nhưng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tranh lệch thì có điểm đại liễu tương đương nhưng lại thân ở đối phương bố trí trong đại trận, yêu khuyết đối lập càng thêm rõ ràng. Không biết tóc bạc nữ tử còn có bao nhiêu thuộc hạ, giấu ở huyễn trong trận. Nhưng trong lúc này, tiêu phàm cũng không lộ có thể đi, chỉ có thể kiên trì đối mặt như vậy một vị thâm bất khả chắc đại cao thủ liếu tương đương. Nhân loại tu sĩ, không nghĩ tới nhiều như vậy yêu thú bên trong, xen lẫn một vị nhân loại tu sĩ, còn còn trẻ như vậy. Các hạ rất đặc biệt a xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Tóc bạc nữ tử ánh mắt, chỉ ở hắc lân trên người một chút dừng lại, liền đã rơi vào tiêu phàm trên mặt, mang theo mỉm cười mở miệng nói ra, thanh âm mềm mại bên trong không mất đoan trang, có khác một phen bộ dạng tùy mị. Tiêu phàm hai tay ôm quyền nhún, cao giọng nói ra, không dám nhận tiền bối xin hỏi, tại hạ tiêu phàm, bái kiến tiền bối. Nguyên lai là tiêu đạo hiếu, th yêu ta ép thân ngân cầu vòng. Tiêu phàm lại khách khí mà ôm quyền làm lễ, ngân cầu vòng tiên tử tiền bối tiêu phàm hữu lễ. Ngân cầu vòng tiên tử tự nhiên cười nói, ánh mắt lại chuyển đến tiêu phàm trong ngực hai tay ôm tụ hồn bát tiểu trúc chít trên người, vũ nghị trong mắt phượng, sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng tham lam ý, trên mặt vui vẻ lại càng thêm nắng động lòng người rồi. Tiêu đạo hiếu, cái này oán linh là người đào tạo ra tới sao? Oán linh, tiêu phàm nao nao, lập tức liền ý thức được, ngân cầu vòng tiên tử nói rất đúng trong lòng ngực của hắn cái này kế hoạch nham hiểm. Như thế nào, tiêu đạo hữu không biết loại này quỷ linh lai lịch. Đây là vô tận âm minh khí ngưng kết mà thành kế hoạch nham hiểm, biến hóa về sau, tự kêu là oán linh, cũng gọi là tức phách, là trong thiên địa trí âm linh vật. Ngân cầu vòng tiên tử một bên cho tiêu phàm đơn giản giải thích, một bên nhiều hứng thú mà đánh giá tiểu trúc chít. Làm cho người ta thập phần im lặng chính là, oán linh một đôi huyết hồng con mắt, đã ở nhìn không chuyển mắt mà chầm chầm vào ngân cầu vòng tiên tử, trong mắt đồng dạng lộ ra tham lam ý, thật giống như hắn vừa mới xem tụ hồn bát ánh mắt tương tự, nhiễm nhiên đem ngân cầu vòng tiên tử cũng trở thành đại bổ vật. Tiểu gia hỏa, như người vậy nhìn xem bổn cung là có ý gì? Chẳng lẽ người còn muốn thôn phệ ta không được? Hắc hắc, người nếu đã muốn trường đại thành người, bổn cung có lẽ còn có thể sợ hãi ba phần, tự người hiện tại như vậy điểm đạo hạch, có lẽ hay là ngoan ngoãn a, à, tránh khỏi chịu khổ. Ngân cầu vòng tiên tử rõ ràng xem thấu oán linh tâm tư, cũng không tức giận, mỉm cười, trêu chọc nói. Oán Linh trong miệng mị mị mà kêu lên hai tiếng, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ có thể nghe hiểu được Ngân Cầu Vòng Tiên Tử thoại ngữ, liền lập tức đối chọi gay gắt mà làm lên. Ngân Cầu Vòng Tiên Tử nhẹ nhẹ cười cười, lập tức lại chuyển hướng Tiêu Phàm, nhàn nhạt nói ra, "Tiêu đạo hiếu, muốn mạng sống lời mà nói, chúng ta làm giao dịch a." À? Nghe đi lên như là đàm phán, nhưng cái này lời nói được thật sự là quá dưới cao nhìn xuống rồi nửa phần mặt tử đô chưa cho. chương 895, mạnh được yếu thua quy tắc. Cứ việc tiêu phàm đã đi tới thoi ma giới hơn 30 năm, cũng đã đối với cái này giới diện mạnh được yếu thua quy tắc có chỗ hiểu rõ, nhưng như cũng rất khó nhận đồng. Đối với ngân cầu vùng tiên tử loại này dưới cao nhìn xuống, tựa hồ tay cầm người khác sinh tử quyền hành nữ khí, tự nhiên nửa phần hảo cảm cũng thiếu khiếm dâng tặng. Chỉ có điều người này cảnh giới thật sự rất cao, Tiêu Phàm Tử cũng sẽ không dễ dàng đi chọc giận nàng, chỉ là nhàn nhạt nói ra tiên tử muốn làm gì giao dịch. Rất đơn giản, người đem này đầu oán linh lưu lại, bổn tiên tử tự tha các ngươi lúc này rời đi thôi. Ngân cầu vòng tiên tử hời hợt nói, tựa hồ chính mình nói ra được mỗi câu lời nói đều là không thể kháng cự nghiêm lệch, tiêu phàm ngoại trừ hết thảy nghe theo phân phó, không còn có mặt khác lựa chọn. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra, tiên tử không biết là giao dịch này quá không công bình sao. A -hat có cái gì không công bình. Ngân cầu vòng tiên tử tựa hồ không nghĩ tới tiêu phàm hội dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện, tinh xảo hai hàng lông mày có chút nhăn lại, có chút không kiên nhẫn nói. Nếu như tại hạ không có đoán sai, tại đây như cũng là tại cửu âm thành cấm chế đại trận trong, cho dù tiên tử thả chúng ta rời đi ảo trận, vẫn là nguy hiểm nặng nề. Cái này oán linh là đúng giao lần này địa âm minh quỷ vật khắc tinh, tiên tử cảm thấy ta sẽ đáp ứng như vậy giao dịch sao? Tiêu phàm bình tĩnh nói ngân cầu vòng tiên tử không khỏi nở nụ cười, dáng tươi cười trong lúc đó mang theo rõ ràng khinh miệt cùng khinh thường, lãnh đạm nói tiêu đạo hữu ngược lại rất biết tính toán, duy chỉ có có một chút, tiêu đạo hữu lại không nghĩ tới. Chẳng lẽ ngươi không đáp ứng, bổn tiên tử sẽ thúc thủ vô sách sao? Ngươi đang ở đây ta trên địa đầu, gợi yêu ta ít chết ta thuộc hạ, cướp đi những kia yêu thú thân thể, ngươi cảm thấy bổn tiên tử hội nhìn như không thấy không được. Gợi yêu ta ngươi, này đầu oán linh cũng đồng dạng là ta đích đã như vậy, cái kia cũng không sao không dám liễu tương đương. Tiên tử cứ việc động thủ. Tiêu phàm sắc mặt cũng trầm xuống, thanh âm trở nên lạnh lùng đích. Hắc hắc, rất tốt, bất quá là một gã kim đan tu sĩ mà thôi, cũng dám như vậy cùng bổn tiên tử nói chuyện, tình hình như vậy, đã có tốt mấy vạn năm không có phát sinh qua rồi. Ngân cầu vòng tiên tử cũng không tức giận, ngược lại nhiều hứng thú mà đánh giá đến tiêu phàm đến. Nói thực ra, tiêu đạo hiếu, ngay từ đầu ta cũng không có gợi yêu ta ít tính toán của ngươi. Nếu như bổn tiên tử không có nhìn lầm lời mà nói, ngươi là rất hiếm thấy phong hỏa linh thể, loại này linh thể, sao chỉ do tính hỏa linh thể còn muốn càng mạnh ba phần, gió trợ thế lửa, ích tăng hắn uy. Vài ngàn năm đến, bổn tiên tử cũng chỉ thấy được qua một cái như vậy phong hỏa linh thể, tiền đồ không thể số lượng có hạn. Từ lúc nhiều năm trước kia, hắn tự tu luyện tới ngộ linh hậu kỳ, phi thăng huyền linh thượng giới đi không nghĩ tới đã cách nhiều năm, bổn tiên tử lại thấy được phong hỏa linh thể, thực muốn gợi yêu ta ít ngươi, bổn tiên tử thật là có điểm không nỡ. Tiêu phàm không khỏi thoảng qua sững sờ. Phong hỏa linh thể, đây cũng là một loại mới thuyết pháp. Tỳ sa môn thiên vương nói hắn là lôi linh thân thể. Mình rốt cuộc ra sao chủng chồng, linh căn thuộc tính, ngay tiêu phàm mình cũng bị làm hồ đồ rồi. Tiêu phàm chỉ biết là, cho tới bây giờ, vô luận chính mình tu luyện loại nào thuộc tính thần thông, đều có thể rất dễ dàng thượng thủ, không hề trở ngại. Phong độn thuật, thủy độn thuật, thổ độn thuật, tinh viêm quyết, lôi điện thần thông, kim cương chi lực thậm chí băng thuộc tính công pháp, hắn đều có thể kiêm tu cũng xúc, không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Bất quá dưới mắt, tự nhiên không phải nghiên cứu thảo luận những điều này thời điểm. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, nói ra tiên tử không bỏ được gợi yêu ta -E ta, chẳng lẽ còn có thể như vậy thả ta rời đi sao? Đó là đương nhiên không được, nhưng chúng ta còn có thể làm tiếp một cái giao dịch. Tiêu phàm có chút im lặng, nhìn qua nàng, không rên một tiếng. Ngân cầu vòng tiên tử lại phối hợp nói ra, oán linh phải lưu lại, đây là điều kiện tiên quyết. Loại này trời sinh quỷ linh, tiềm lực vô cùng, đợi một thời gian, thần thông to lớn, không thua trời sinh thánh linh. Về phần tiêu đạo hiếu, ta nhưng có thể cam đoan người đang ở đây cửu âm thành thậm chí cả phong ấn chi địa đều bình yên vô sự. Chắc hẳn những kia lão quái vật, kể cả thiên minh đạo hữu cùng đầu kia ba thủ ma lang ở bên trong, đều muốn cho bổn tiên tử vài phần chút tình mọn. Bất quá tiêu đạo hữu cũng phải lại để cho bổn tiên tử gieo xuống cấm chế, cam đoan tại tương lai, vì bổn tiên tử xử lý ba kiện đại sự. Thế nào, giao dịch này tự hợp lý đi à nha? Tiêu phàm không khỏi bật cười, nhẹ khẽ lắc đầu. Những này đẳng cấp cao tu sĩ, luôn như vậy tự cho là đúng, hết thảy dùng chính mình làm trung tâm, tựa hồ tất cả cùng bậc so với bọn hắn thấp tu sĩ, đều phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của bọn hắn. Tại một cái tu chân văn minh phát triển vài ngàn năm thậm chí tính ra 10 vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm thế giới, nguyên vốn hẳn nên tiến hóa ra càng thêm hợp lý xã hội quy tắc, trợ giúp lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ, ai biết lại thủy chung là loại này dã man rất lại phía sau luật rừng. Thỉnh tiên tử tha thứ, người cái này điều kiện, trong mắt của ta, đều phi thường vớ vẩn. Quán linh là đồng bọn của ta, ta không có khả năng đem hắn giao cho người khác. Về phần đang trên người của ta gieo xuống cấm chế, đã từng đã có một vị nguyên anh tu sĩ làm như vậy qua rồi, bất quá kết cục không tốt lắm. a à hát, cái gì kết cục? Chết, rồi, bị ta diệt sát rơi, thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra, không dối gạt tiên tử, tại hạ rất phản cảm loại này lấy mạnh hát yêu ta ép yếu cách làm. Tự chính mình không phải làm như vậy, nhưng là tuyệt không tiếp thụ người khác làm như vậy. Vậy người tự đi chết đi. Ngân Cầu vòng tiên tử cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng bị Tiêu Phàm ma điệu liếu, xinh đẹp mặt trầm xuống, không chút do dự đưa tay một điểm, một đóa hoa tươi di động hiện ra, quay tròn mà bay lên giữa không trung, lập tức đón gió nổ phóng, ngay sau đó tất cả cánh hoa bắn ra, hóa thành hơn 10 đóa đồng dạng hoa tươi, những này hoa tươi lại đón gió nổ phóng, trong nháy liền hiện lên ra vô tận biển hoa, hướng về Tiêu Phàm tịch cuốn tới. Chỉ có điều từ nơi này chút ít hoa tươi bên trong, lại ngửi không thấy chút nào hương hoa lại ẩn ẩn xen lẫn một cổ khó tả tử khí, u ám đích, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, viêm linh chi lưỡi kiếm nắm trong tay. liền vào lúc này, trong ngực oán linh một tiếng bén nhọn gáy minh, thả người mà dậy, hóa thành một đoàn sám vân, hướng về biển hoa cuồn cuộn mà đi. Tiêu phàm trong nội tâm vừa động, tạm thời nhấn xuống hỏa diễm đao. Nghe được đi ra, ngân cầu vùng tiên tử đối với, muội muội đánh giá cực cao, trời sinh quỷ linh, bốn chữ càng làm cho tiêu phàm kinh ngạc, tại ngân cầu vồng tiên tử trong miệng, cái này là có thể cùng trời sinh thánh linh cùng với trời sinh yêu linh đánh đồng siêu cấp lớn có thể, cùng ngân rực lôi bằng là cùng một cái cùng bậc. Hôm nay oán linh lại càng chủ động nghênh chiến, tiêu phàm cũng là muốn nhìn một chút, muội muội rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Sám vân hòa biển hoa chợt tự đụng vào nhau, lập tức hít kha zzz hí zzz, thanh âm vang lên, sám vân trong nháy tự cắn nuốt một mảng lớn biển hoa, ngân cầu vồng tiên tử trong mắt dị sắc lóe lên, trong lỗ mũi một tiếng hử nhẹ, thủ đoạn một phen, một đầu xanh ngắt nhánh cây ra hiện tại nàng trắng noãn như ngọc trong tay, trên nhánh cây có hơn 10 cái nụ hoa chớm nở nụ hoa. Ngân cầu vồng tiên tử cổ tay trắng run lên, trên nhánh cây hai đoá nụ hoa bắn ra, trong khoảnh khắc lại đón gió nộ phóng, hóa thành càng nhiều là hoa tươi, mang tất cả mà đi, dũng mãnh vào đến trong biển hoa. Sau một khắc, hoa hải uy có thể đại cái gì, phản đem sám vân bao vây lại, không ngừng thôn phệ, sám vân trong chốc lát tự rút nhỏ gần nửa nhiều. Tiêu phàm thấy thế chấn động, không chút do so dự mà năm ngón tay bắn ra, nhiều đóa diễm lệ hỏa hoa bắn ra, thoáng qua hóa thành nắm tay quả đấm loại lớn nhỏ màu xanh ra trời hỏa cầu, gào thét lên hướng biển hoa phóng đi, đồng thời quang hoa đại phóng, chung quanh độ ấm gấp gáp lên cao. Hoa hải nhất đụng phải hỏa cầu, tự phảng phất đụng phải khắc tinh giống nhau, lập tức dâng lên một cổ khói xanh, đại đóa đại đóa hoa tươi héo rũ biến mất. Tinh viêm quyết là từ viêm linh chi trên mũi dao có được, phía nam cách hỏa tinh linh chủ tu công pháp, lại có hỏa vân thường luồng nội đan tăng thêm, tuy nhiên vẫn không thể xem như trí dương chi hỏa, nhưng đối với giống nhau quỷ đạo thần thông, đều đều có khắc chế chi lực. Mắt thầy oán linh vừa ra tay tựu chống đỡ ngân cầu vòng tiên tử thế công, tựa hồ cùng cái này tu vi cao thâm quỷ vật rất có một trận chiến chi năng, tiêu phàm tự không biết ngồi nhìn muội muội bị bắt phục, khẳng định phải trợ thượng giúp một tay. Kỳ quái chính là, Hỏa cầu đối với hoa tươi có rõ ràng khắc chế chi lực, vừa tiếp xúc với cái kia đoàn sám vân, tắc chính là giống như bùn như nhập hải nhất loại, không có chút nào động tính. Thật không hiểu là vì oán linh cùng tiêu phàm tâm thần tương thông, đối với tiêu phàm pháp thuật có được miễn chi lực, còn là vì sám vân bao gồm âm minh khí so biển hoa càng thêm tinh thuần, vì vậy có thể đối với tiêu phàm hỏa cầu nhìn như không thấy. Hỏa thuộc tính công pháp khắc chế bình thường quỷ đạo thần thông đương nhiên có phần có hiệu quả, nhưng không thuộc về trí dương chi hỏa hỏa thuộc tính thần thông đụng với trí âm chi lực, lại sẽ bị trái lại khắc chế liễu tương đương. Ngoại trừ cái loại này đã sớm nhất định tốt rồi sinh tử thắng bại thiên địch quan hệ, đại đa số tương khắc công pháp, kỳ thật đều là lẫn nhau khắc chế đích. Đừng quấy rối Ngân cầu vòng tiên tử khuôn mặt phát lạnh, khẽ quát một tiếng, cổ tay trắng dương lên, một mảnh hà sáng lóng lánh, dù là tiêu phàm tu luyện thiên nhãn thần thông, lập tức cũng bị đâm vào hai mắt có chút nhíu lại, tránh được cái kia tấm hào quang. Đợi đến hắn lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ thời điểm, quanh thân cảnh trí dĩ nhiên đại biến, nơi thân tại một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện, tiêu phàm cúi đầu xem xét chính mình, lòng bảo phục, đầu đội mũ nguyện, nghiễm nhiên vương giả. Đan tê phía dưới, đủ loại quan lại ngồi vây quanh, bốn phía ánh nến hừng hực, trong đại điện, một đám dáng người uyển chuyển quần áo cách ăn mặc cực kỳ bạo lộ khêu gợi vũ nữ, ống tay áo như nước, đang tại nhiệt vũ mà ở giữa cái kia múa dẫn đầu nữ tử, một thân hắc y, dáng người đầy đặn, hai vú cao ngất, tuyết trắng làn ra tại ánh nến phía dưới lóng lánh lấy cực kỳ mê người sáng bóng, tay nâng tỉ bà, bên cạnh bên cạnh hát bên cạnh nhảy, tiếng ca quấn xà, mỹ diệu vô cùng. Xem khuôn mặt, rõ ràng cực kỳ giống hắc lân chỗ biến ảo hắc y thiếu nữ, chỉ là trên mặt thiếu vài phần trẻ trung, nhiều vài phần thành thục bộ dạng tùy mị, sóng mắt lưu chuyển, mê người đến cực điểm. Trước ghế rồng, bày đặt án vài, án vài phía trên, các loại món ngon rượu ngon, trồng chất như núi, nùng hương sông vào mũi. Tiêu phàm trong mắt không khỏi hiện lên một vòng không biết giải quyết thế nào ý. Liền vào lúc này, tay trái một gã dâu tóc trắng muốt quan viên run rẩy mà đứng dậy, hai tay bưng lấy cổ xưa thanh đồng rượu tước, hướng tiêu phàm dơ lên cao cao, kêu lớn, phía trước trình chiến đắc thắng, tin chiến thắng liên tiếp báo về, lần này thiên hữu ta bang, bọn thần cần vì bệ hạ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả đại thần đồng loạt đứng dậy, vung tay hô to, thanh thế kinh người. Tên kia cực giống hắc lân đầy đặn thiếu nữ, cởi bỏ một đôi trắng như tuyết gót sen, thon thả nhẹ uốn éo, cái mông đầy đặn ve vẩy, khải đàn lấy tỉ bà, phong tình vạn trùng mà đi đến đan tê, cười nhẹ nhàng đất đến trước ghế rồng, buông tỉ bà, nhẹ nhàng bưng lên một chén rượu, đưa đến tiêu phàm trước mặt, bờ môi khẽ mở, hàm răng khẽ nhúc nhích, vạn tuế, thỉnh ẩm lần này chén, vì thiên hạ. Audio điện tử võ tấn bền chương 896, quỷ thân thể khó diệt Suy, thoáng như liệt bạch thanh âm Một đạo ngân sáng quang mang kích xạ mà qua Đầy đặn mỹ nữ một tiếng thét kinh hãi Toàn thân khói đen nổi lên Trong khoảnh khắc liền bay ngược đến hơn 10 triệu bên ngoài Đảo mắt hóa thành một gã áo vàng thiếu nữ Kinh ngạc mà nhìn qua tiêu phàm khuôn mặt gian ẩn ẩn có sắc mặt giận dữ. Đúng vậy vừa rồi đi theo tại ngân cầu vùng tiên tử bên người cái kia tên áo vàng thị nữ. Mà giờ khắc này tiêu phàm, từ lâu khôi phục màu trắng nho sinh bảo phục trang phục, ở đâu là cái gì hoàng đế rồi. Nhưng đại điện có lẽ hay là này tòa đại điện, chỉ có điều cả điện đại thần, biến thành một đám si mị võng lượng, quỷ ảnh lay động, đều tự cua hình thù kỳ quái binh khí cùng pháp khí, nhìn chằm chằm mà nhìn thẳng tiêu phàm. Hắc Lân ghé vào Tiêu Phàm đầu vai, cực đại mèo trong mắt lóng lánh lấy phẫn nộ ngọn lửa. Áo vàng nữ tử cũng dám giả trang hình dạng của nàng dụ dỗ Tiêu Phàm, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Yêu mèo. Áo vàng nữ tử liếc Hắc Lân liếc, khinh thường nói. Hắc Lân giận dữ, thân thể run lên, vô số hắc sắc quang mang hướng về áo vàng nữ tử kích bắn đi. Chút tài mọn. Áo vàng nữ tử cười lạnh một tiếng, dựng thẳng lên trong tay ngọc thạch tỷ bà, Năm ngón tay Như Luân nhẹ nhàng bắn ra, lập tức từng đợt tà âm truyền ra, hắc sắc quang mang giống như gặp nào đó không thể phá vỡ ngăn cản, ào ào tại trong hư không bạo liệt mà mở. Tại Tiêu Phàm Thiên Nhãn thần thông nhìn quét phía dưới, cái này áo vàng nữ tử bất quá là một cái hư ảnh mà thôi, cũng là quỷ vật chi thân thể. Trên người linh lực chấn động, lại không thua Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, thực tế cái kia kiện ngọc thạch tỷ bà cũng không phải là biến ảo vật, mà là thật sự pháp bảo theo uy năng để phán đoán rất có thể có lẽ hay là thượng phẩm pháp bảo bên trong hàng thượng đẳng sắc hắc lân một kích không chúng càng thêm phẫn nộ cái cổ gian lông màu đen chuẩn bị dựng thẳng lên một đạo mãnh thú hư ảnh phóng lên trời ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng lập tức dưới lên trầm xuống chui vào hắc lân trong cơ thể không thấy bóng dáng sau một khắc hắc lân thân hình liền vội đột nhiên lớn lên trong khoảnh khắc liền hóa thân thành một đầu chiều cao hai trượt thân thể thon dài yêu nhã cử thú toàn thân da lông đen nhánh tỏa sáng, tựa như màu đen mãnh hổ, thép sang lợi trảo, uy phong lẫm lẫm. Loại này biến thân thần thông, là hắc lân tiến giai cửu cấp linh thú về sau mới có thể năng lực thi triển thần thông, biến thân về sau hắc lân, trên người khí tức tăng vọt, khí thế bức nhân. Mà cái chán cái kia một nắm màu ngân bạch bộ lông, giờ phút này đã muốn biến thành viên thứ ba dựng thẳng mục, chăm chú khép kín, không có mở ra. Cảm nhận được hắc lân biến thân về sau cuồng bạo khí tức, áo vàng nữ tử sắc mặt hơi đổi, nếu không dám nắm đại, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng SSI. Y ngắn, y ngắn, âm thanh, giống như giống như dã thú. Trong đại điện sớm đã vận sức chờ phát động một nhóm lớn quỷ vật, dơ lên cao pháp khí binh khí, ào ào hướng tiêu phàm cùng hắc lân gợi Iota S đem tới. Những này quỷ vật, cứ việc số lượng không phải quá nhiều, lại đều đều có kim đan sơ kỳ cùng chúc cơ hậu kỳ tu vi, từng binh sĩ chiến lực không kém. Hắc lân biến thành cự thú không sợ hãi chút nào, thả người tiến lên, lập tức liền cùng những này quỷ vật gợi yêu ta làm một đoàn. Quỷ vật đều là hư vô chi thân thể, bình thường công kích đối với chúng mà nói, cơ bản không có hiệu quả. Nhưng Hắc lân biến thân về sau, thực lực đại trướng, màu đen bộ lông ngưng tụ ra đến quang mũi tên, mỗi lần phát ra, đều có thể đem quỷ vật trực tiếp xuyên thủng. Cứ việc không thể đem quỷ vật một lần diệt sát, quỷ vật muốn nặng tổ thân thể, cũng cần một chút thời gian hơn nữa theo diệt sát số lần gia tăng, quỷ vật gây dựng lại thân thể thời gian cũng càng ngày càng dài. Không hề nghi ngờ, chỉ cần diệt sát số lần đủ nhiều, những này quỷ vật cuối cùng hội không cách nào nữa sinh. Chỉ là như vậy thứ nhất, tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ kinh người, rốt cuộc cái đó một phương có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng sẽ rất khó nói. Chỉ có điều nhìn về phía trên, cục diện đối với hắc Lân không phải đặc biệt có lợi. Một mực đứng ngoài quan sát áo vàng nữ tử, rốt cục nhịn không được, nhất cử trong tay Ngọc Thạch tỷ bà, một cổ tà âm phát ra, đang tại cùng quỷ vật kịch chiến hắc lân, chỉ cảm thấy đầu một chóng mặt, động tác lập tức chậm nửa nhịp. Hai gã có kim đan sơ kỳ tu vi quỷ vật, thừa cơ cấp tốc đi phía trước vừa sông, lập tức đột phá hắc lân quang mũi tên vòng phòng ngự, ở trên mặt đất nhất quyền, hóa thành hai cổ màu đen xương mù, hướng hắc lân cái bọc xuống dưới. Xâm nhập địch trong cơ thể con người, thôn vệ thần hồn của địch nhân máu huyết, là tất cả quỷ vật cùng quỷ đạo tu sĩ sở trường nhất chiêu số. Hắc Lân rất nhanh liền từ trong mê muội khôi phục lại, cái chán đóng chặt dựng thẳng mục, mãnh liệt mở ra, lộ ra một khỏa huyết hồng con mắt, bá, một đạo huyết quang đảo qua, lập tức chi chi, quỷ kêu thanh âm nổi lên, hóa thành khói đen quỷ vật, bị huyết quang nhất quyền, lập tức liền thất linh bát lạc, biến thành cực kỳ mỏng manh sương mù, trong khoảnh khắc liền biến mất tại trong hư không. Lại bị huyết quang một kích diệt sát bất quá dựng thẳng mục lập tức lại chăm chú nhắm lại, hắc lân màu vàng trong hai mắt, thần quang lập tức mở đi vài phần. Có thể thấy được loại uy lực này thật lớn, thực ánh mắt thông, cũng không thể tùy ý thi triển, nếu không toàn thân pháp lực lập tức sẽ hao hết. Áo vàng nữ tử vốn là chấn động, dưới chân khói đen bốc hơi, lập tức hướng lui về phía sau ra mấy trượng xa, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Thấy bộ dáng như vậy, tự nhiên lập tức tự hiểu được, lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra cũng muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu nói xong thon dài năm ngón tay lại đặt tại cầm trên dây muốn lần nữa đối với hắc lân phát động công kích muốn lấy nhiều đánh thiếu sao còn phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không liền vào lúc này áo vàng nữ tử bên người bỗng nhiên vang lên tiêu phàm nhàn nhà thanh âm không biết lúc nào tiêu phàm đã muốn thần không biết quỷ không hay mà đến bên cạnh của nàng áo vàng nữ tử trước đây vậy mà chút nào đều không có phát giác đây là tiêu phàm tham khảo yêu đao tông thần thông, cận thân chém gỡ yêu ta ết, tiến thối như điện, so sánh với lưng sắt con bọ ngựa thiên phú thần thông, cũng không kịp nhiều lại để cho. Không tốt, áo vàng nữ tử không khỏi quá sợ hãi, không cần suy nghĩ, dưới chân khói đen cùng một chỗ, muốn lui tránh tránh xa. Chỉ tiếc, tiêu phàm như là đã đến bên cạnh của nàng, lại ở đâu còn có thể làm cho nàng tránh qua, tránh né. Suy, một tiếng vang nhỏ, màu xanh ra trời đao mang lóng lánh. Áo vàng nữ tử chỉ cảm thấy bốn phía không khí, bỗng nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng, phảng phất một cái hỏa lò, mãnh liệt đem nàng bao phủ trong đó. Đúng vậy tiêu phàm đã muốn tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới, viêm linh chém. Tinh viêm quyết đột phá đến tầng ba cảnh giới về sau, toàn lực thúc giục viêm linh chi lưới kiếm, hừng hực bay vút lên liệt diễm, không còn là hỏa hồng sắc, mà là màu lam nhạt, độ ấm xa xa muốn cao hơn nhiều, hơn nữa đao mang chém ra tốc độ nhanh hơn thường thường đối thủ còn chưa có lấy lại tinh thần đến đao mang dĩ nhiên gần người hôm nay áo vàng nữ tử chính là loại tình hình này mắt thấy đao mang gần người áo vàng nữ tử thủ đoạn vừa động tựa hồ muốn tế ra cái gì phòng ngự pháp bảo lại như thế nào đắc phà hết thảm một tiếng màu xanh ra trời đao mang đem nàng từ đó hết thảy vì hai lập tức vô số màu đen xương mù giống như nấu phí nước sôi giống nhau bốc hơi mà dậy, áo vàng nữ tử xinh đẹp thân hình, đảo mắt hóa thành một mảnh khói đen. Tầng thứ ba, tinh viêm quyết, nhiệt độ cao, coi như là nguyên anh tu sĩ cùng biến hóa yêu thú cũng khó khăn dùng chính diện thừa nhận, nàng chính là một cái quỷ vật, tự nhiên không hề kháng cự chi lực, bị tiêu phàm chém tự phá vỡ quỷ thân thể. Bất quá bốc lên hắc trong sương mù, một đạo màu vàng quang mang kích xả ra, đảo mắt đã đến mấy trượng bên ngoài. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, thấy rõ ràng, cái kia hoàng sắc quang mang bên trong, vậy mà bao vây lấy một đạo nhàn nhạt hư ảnh, là một cái vài tấc cao nữ tử, đúng vậy áo vàng nữ tử tinh hồn. Còn muốn chạy, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, dưới chân vừa động, thân thể nhanh như thiểm điện loại kích bắn xuyên qua, giữa ngón tay ngân hình cung lè lè, một đạo điện quang muốn đánh ra. Vốn là đối phó quỷ vật tinh hồn, tốt nhất là sử dụng tụ hồn bát, có thể diệt sát quỷ vật, lại có thể vì tụ hồn bát cung cấp, tẩm bổ, nhất cử lưỡng tiện chỉ là vừa mới tụ hồn bát bị muội muội cầm trong tay chơi đùa, lập tức cùng ngân cầu vòng tiên tử động thủ, lại chưa kịp thu hồi lại. Cũng may lôi điện thần thông, cũng là đối phó quỷ vật đòn sát thủ. Tiêu phàm ngón tay bắn ra, một đạo vừa thô vừa to hồ quang điện mãnh liệt đánh ra, nếu không phải hướng về phía áo vàng nữ tử tinh hồn mà đi, mà là đánh về phía bên trái ngoài mấy trượng trong hư không. Xoẹt A, à, một hồi loạn hưởng. Trong hư không một tiếng nổi giận quát, chấn động khởi nơi, một gã tướng mạo đẹp như hoa áo trắng thiếu nữ hiện thân ra, trong tay nắm lấy một đầu bạch cốt nguyễn tiên, hung dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm, tóc mai tán loạn, có phần có vài phần chật vật. Người này áo trắng thiếu nữ, cũng là ngân cầu vùng tiên tử thị nữ một trong, cùng áo vàng nữ tử đồng dạng, trên người linh lực chấn động biểu hiện nàng đồng dạng có kim đan hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Áo trắng thiếu nữ vừa rồi trốn tại trong hư không, muốn thừa cơ đánh lén tiêu phàm, không ngờ lại bị tiêu phàm khám phá, không hề dấu hiệu mà cho nàng một cái lôi điện, nếu không phải nàng xem thời cơ đắc nhanh, chỉ sợ lập tức muốn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Thừa dịp cái này một lát thở dốc cơ hội, áo vàng nữ tử tinh hồn cuối cùng chạy ra tìm đường sống, xa xa bắn đến đại điện một góc, mới ở trên mặt đất nhất quyền, lại lại ngưng tụ ra quỷ thân thể đến, chỉ có điều nhìn về phía trên so vừa rồi muốn hư nhạt nhiều lắm, trên người hắc khí lượn lờ, ngay cả mặt mũi cho đều che lấp rơi hơn phân nửa. Kinh sợ nảy ra mà nhìn về phía tiêu phàm, ánh mắt cực kỳ oán độc. Này nhân loại tu sĩ, cũng không quá đáng là kim đan hậu kỳ cảnh giới, ra tay lại như thế tàn nhẫn, một cái đối mặt, tự hủy diệt rồi nàng quỷ thân thể, cơ hồ ngay tinh hồn đều bị diệt sát. Nếu không phải ở chỗ sâu trong quỷ trong thành, vạn hoa đại trận âm khí nồng đậm, cái này thân thể cũng không có dễ dàng như vậy một lần nữa ngưng tụ ra đến. Tiêu Phàm hai mắt có chút nhíu lại. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, áo vàng nữ tử khuôn mặt muốn rõ ràng nhiều lắm quỷ thân thể chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên dày đặc bắt đầu đứng dậy, tựa hồ dùng không được bao lâu tựu có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại đây âm minh chi địa, quỷ vật quả nhiên chiếm cứ địa lợi, khó có thể diệt sát. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, trên người bạch sáng lóng lánh, huyền tinh giáp, di động hiện ra, đưa hắn toàn thân đều cái bọc trong đó, phải giơ tay lên, vài tắc cao hoàng kim bảo tháp bắn ra, lên đỉnh đầu chậm rãi chìm nổi chuyển động, tháp thân không ngừng lóe ra ti ti lôi hồ đồng thời trong tay cầm viêm linh chi lưới kiếm, ra phủ nón trụ cái bọc đắc nghiêm nghiêm thực thực bộ mặt, lộ ra hai con mắt, lóe ra lạnh lùng quang mang. Trong khoảng khắc, tiêu phàm cũng đã pháp bảo ra hết. Thế cuộc trước mắt rõ ràng, hôm nay hãm thân huyễn trong trận, tu vi bí hiểm ngân cầu vòng tiên tử đang tại cùng oán linh kích đấu, áo vàng nữ tử hòa áo trắng thiếu nữ cũng có thể cùng hắn mang xuống, hắn nhưng bây giờ là trì hoãn không dậy nổi. Một khi đợi ngân cầu vùng tiên tử thật sự thu phục được rồi oán linh, phiền phức của hắn tựu đại liễu tương đương. Tiêu phàm cũng không nhận ra chính mình trước mắt đã muốn chuẩn bị cùng Nguyên Anh Trung Kỳ quỷ tu một trận chiến năng lực. Về phần oán linh cuối cùng nhất cắn nuốt sạch ngân cầu vùng tiên tử, đại hoạch toàn thắng, loại khả năng này tính cũng không phải là không có, tiêu phàm lại không thể như vậy đánh bạc. Đây là rất không đáng tin cậy sự tình. Chỉ có nhanh chóng giải quyết hết ngân cầu vùng tiên tử những này mới được là chính đồ chương 897, 36 cương sát đại trận. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, tinh không vạn lý. Loại này tại cửu âm thành thế giới dưới lòng đất tuyệt đối không thể có thể xuất hiện cảnh sắc, lại thật sự hiện lên hiện tại oán linh trước mặt. Bất quá oán linh tựa hồ không phải rất để ý bộ dạng, đối đầu đỉnh kim sáng nóng lánh mặt trời, phảng phất giống như không thấy. Cái này nguyên vốn là ngân cầu vòng tiên tử điều khiển vạn hoa đại trận cấm chế, huyễn hóa ra đến tình cảnh, làm như vậy là để đảo loạn oán linh cảm xúc, lộ ra sơ hở đến. Nếu như là chính thức trắng bóc ngày nhô lên cao, không chỉ nói oán linh chịu không được, đều là quỷ vật chi thân thể ngân cầu vùng tiên tử, càng thêm chịu không được. Nhưng giống như tác dụng cũng không rõ ràng. Oán linh vừa mới thoát thai ra, tựa như mới sinh hài nhi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có hình thành chính mình chính thức ý thức, trên căn bản là bằng vào bản năng tại hành động. Loại này đảo loạn tâm thần chiêu số, dùng tại hắn trên người, nhất định là làm nhiều công ít. Nhìn qua cách đó không xa trắng trẻo mập mạp ba thước trẻ mới sinh, ngân cầu vùng tiên tử một khuôn mặt hoàn toàn trầm xuống, trong mắt lóng lánh để ý nộ quang mang. Cái này tức phách không hổ là trời sinh quỷ linh, thiên phú thần thông mạch, xa xa vượt quá ngân cầu vùng tiên tử dự kiến, coi hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, đã từng ngộ linh kỳ kinh nghiệm kiến thức, lại tìm lâu như vậy thời gian, cũng không có thể thuận lợi đem cái này vừa ra, từ trong bụng mẹ tiểu ra hỏa nắm bắt, ngược lại có chút làm tức giận tiểu trúc chít liễu tương đương. Quán linh phiêu phù ở ngân cầu vùng tiên tử trước người cách đó không xa, trắng nõn non hai tay bưng lấy đen nhánh tụ hồn bát, một đôi huyết hồng con mắt gắt gao nhìn thẳng ngân cầu vùng tiên tử diễm như hoa đào khuôn mặt, mơ hồ không rõ trên gương mặt, hiện ra phẫn nộ thần sắc. Một mực bị ngân cầu vùng tiên tử đè nặng đánh, cũng không trách cái này tiểu chút chít trong nội tâm đại vi xanh khí liễu tương đương. Tiểu chút chít, quá mà khó chơi. Ngân cầu vòng tiên tử trong miệng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết vẻ, tựa hồ rốt cục đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm, thon dài bàn tay trắng nõn vừa nhấc, ngắt cái lan hoa chỉ loại pháp quyết, bờ môi nhẹ động, một hồi tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, chậm rãi tung bay ra. Vốn là trên không trung dạng rỡ sáng chói mặt trời, đột nhiên trở nên ảm đạm xuống dưới, đảo mắt liền biến thành một vòng huyết sắc trăng tròn, tràn đầy tia sáng yêu dị, ngàn dặm trời quang bỗng nhiên biến thành tối như mực bầu trời đêm. Âm âm, chi tiếng vang lên, một cây vừa thô vừa to cột đá, tự lòng đất sông ra, những này cột đá tính ra ôm phẩm chất, tạo hình cực kỳ phong cách cổ xưa, trên mặt điêu khắc các loại cổ xưa đồ án cùng thần bí ký hiệu, cầm lên lòng đất toát ra, một cổ viễn cổ tang thương khí tức, liền đập vào mặt. Cột đá chừng 36 đầu nhiều, tại phạm vi trăm trượng trong phạm vi, bố thành một cái phức tạp dị thường đại trận ngân cầu vồng tiên tử đầy mặt nghiêm nghị trong miệng chú ngữ thanh âm dần dần vang dội trên người màu đen cung trang không gió mà bay hai cái băng thẳng tắp về phía hai bên bắn ra từng đợt đen kịt sương mù tự sau lưng nàng không ngừng tuôn ra hóa thành từng đạo màu đen màu cầu vồng hướng bốn phương tám hướng cột đá bắn tới những kia cột đá mặt ngoài điêu khắc thần bí ký hiệu bắt đầu lóe sáng phóng xạ ra nhu hòa quang mang theo ngân cầu vồng tiên tử chú ngữ thanh âm dần dần chuyển gấp ký hiệu càng thêm sáng dọi tươi sáng, chậm rãi giống như sống lại giống nhau, vây quanh cột đá cao thấp bay múa bắt đầu đứng dậy, hơn nữa một chút trước bốn phía lan tràn mở đi ra, hiển nhiên cột đá trong lúc đó sẽ bị loại này thần bí ký hiệu lất đầy. Oán linh trong mắt hồng mang lóe lên, tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, lập tức hóa thành một đoàn sám vân, đập vào toàn tử, sẽ cực kỳ nhanh hướng về phương hướng ngược nhau kích bắn đi. Ngân cầu vòng tiên tử cũng không ra tay ngăn trở, khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai vui vẻ. Xoẹt A, à, một hồi loạn hưởng, thần bí ký hiệu cấp tốc lóng lánh, ngay sau đó, sám trong mây liền truyền ra, mị mị, gọi bậy thanh âm, đảo mắt lại hóa thành ba thước cao trắng trẻo mập mạp hài đồng, trong mắt cũng lộ ra sợ hãi ý, tựa hồ vừa mới ăn thiệt thòi nhỏ. Hắc hắc, cái này 36 cương sát đại trận, cơ hồ thay đổi vạn hoa đại trận bảy thành linh lực, cái này phạm vi trăm trượng trong phong ấn lực lượng mạnh mẽ, coi như là tự chính mình, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, người nếu có thể xông ra đi, mới được là quái sự. Nhìn qua loạn nhảy nhảy loạn oán linh, ngân cầu vồng tiên tử một tiếng cười khẽ, thì thào tự nói loại nói ra. Cùng lúc đó, vạn hoa đại trận địa phương khác, cũng đang tại phát sinh biến hóa kinh người. Vốn là như đệm màu xanh hoa cỏ, giống như gấm nhiều loại hoa, đình đài lâu các, cầu nhỏ nước chảy, như vẽ phong cảnh lập tức tan thành mây khói, lộ ra màu nâu đen vô cùng hoang vu thổ địa, không khí trầm lặng nhìn không tới nửa điểm sinh cơ. Vạn hoa đại trận bao trùm phạm vi vậy mà lập tức tựu rút nhỏ một nhiều hơn phân nửa. Vốn là bị nhốt tại trong trận vài đầu bảy tám cấp yêu thú, vốn đã tinh bị lực tấn, mắt thấy sẽ bị vài cấp thấp quỷ vật một cổ thành cầm, bỗng nhiên trước mắt biến đổi, tất cả ảo cảnh biến mất đắc không còn một mảnh, lập tức vui mừng quá đỗi, phấn khởi dư uy, đem vài trợn mắt há hốc mồm cấp thấp quỷ vật thoáng một tí diệt sát thành cho, sau đó vung ra tứ chi, chạy đi như bay mất xa rời đi xa cái này tử vong chi địa. 36 cương sát đại trận đã rút đi vạn hoa đại trận 7 thành đã ngoài linh lực, vạn hoa đại trận rất nhiều cấm chế, tự nhiên liền duy trì không nổi nữa. Bất quá chạy trốn và chính là 78 cấp yêu thú, cùng trước mắt trời sinh quỷ linh tương đối mà nói, tự nhiên cái gì đều không tính là, ngân cầu vòng tiên tử hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu sẽ không để ý. Nhưng là chính là vài 7-8 cấp yêu thú tuy cái gì cũng không tính toán, đang cùng tiêu phàm cùng hắc lân kích đấu áo vàng nữ tử hòa áo trắng thiếu nữ, đã có thể sụp đổ hỏng bét. Áo trắng thiếu nữ cầm trong tay bạch cốt nguyễn tiên, tàng hình tại đại điện một cây cự cây cột lớn bên trong, hít mắt hai mắt, một mực nhìn thẳng cách đó không xa tiêu phàm, cây cột chậm rãi di động tới, chậm rãi hướng tiêu phàm tiếp cận. Cả đại điện cấm chế, đều đang không ngừng di động bên trong. Tiêu phàm giờ phút này chú ý, hoàn toàn bị áo vàng nữ tử hòa nàng ngọc thạch tỷ bà hấp dẫn, chính hết sức chăm chú mà chống cự ngọc thạch thì bà phát ra câu hồn ma âm đối với cây cột di động tựa hồ không hề có cảm giác tới gần chỉ cần lại gần một điểm bạch y nữ tử liền có thể xuất kỳ bất ý mà phát động đột nhiên tập kích nàng cùng áo vàng nữ tử tại huyễn trong trận liên thủ diệt sát cường đại đối thủ cũng không phải một hồi hai hồi rồi lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý cái này họ tiêu nhân loại tu sĩ mặc dù chỉ là kim đan hậu kỳ cảnh giới thủ đoạn lại quả thực rất cao minh cùng đầu kia hắc miêu phối hợp, vậy mà sau các nàng còn muốn ăn ý, một hồi kịch chiến xuống, tiêu phàm cùng hắc lân hào phát vô thương, áo vàng nữ tử hai người thủ hạ chính là một đám quỷ vật, lại bị diệt sát đắc thất linh bát lạc, còn thừa không có mấy. Làm cho hai người rất là kinh hoàng lên. Chủ nhân đang tại thu phục chiếm được đầu kiệu oán linh, cho tới nay còn không có tin tức chuyển đến, hẳn là chưa đắc thủ, nếu như các nàng không thể khiên chế trụ tiêu phàm, lại để cho tiêu phàm phá vòng vây mà đi, kết cục đúng vậy sâu sắc không ổn. Về phần tiêu phàm qua đi trợ giúp oán linh cùng một chỗ đối kháng ngân cầu vòng tiên tử, hai nàng đảo là không có nghĩ như vậy qua. Dù sao song phương cảnh giới tranh lệch còn tại đó, tiêu phàm cho dù lại điên cuồng, cũng sẽ không chủ động đi tìm chết. Nguyên Anh Trung kỳ tu sĩ cùng oán linh ở giữa tranh đấu, chính là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ làm sao có thể nhúng tay đi vào. Nhưng oán linh là cái này kim đan tu sĩ tùy thân mang theo đích, hoặc hứa hòa người này quan hệ không phải là nông cạn, ngân cầu vùng tiên tử cuối cùng nhất muốn thu phục oán linh, có khả năng còn muốn tin tức manh mối, rơi vào tại tiêu phàm trên người, nếu như đi tiêu phàm, nhưng lại không tốt báo cáo kết quả công tác. Áo vàng nữ tử hòa áo trắng thiếu nữ dưới tình thế cấp bách, liền là đi hiểm. Mắt thấy tiêu phàm đối với dần dần tới gần cây cột giống như chưa tỉnh, áo trắng thiếu nữ mừng rỡ trong lòng, áo vàng nữ tử mặt chìm như nước, năm ngón tay loạn câu hồn ma âm càng thêm gấp gáp, làm cho tiêu phàm toàn bộ tinh thần ứng đối. Áo trắng thiếu nữ lặng lẽ triển khai bạch cốt nguyễn tiên. Liền vào lúc này, một hồi không hề dấu hiệu vần nước loại vặn vẹo, cả đại điện ảo cảnh, bỗng nhiên mất đi hiệu lực, kim bích huy hoàng đại điện, mấy người ôm hết phẩm chất bàn long trụ, thoáng cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Áo trắng thiếu nữ cứ như vậy thanh tú động lòng người mà ra hiện tại tiêu phàm trước mặt, cách xa nhau chưa đầy ba trượng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra loại nào biến cố. Không tốt. Sau một khắc, áo trắng thiếu nữ rốt cuộc có chỗ tỉnh ngộ, không khỏi lên tiếng kinh hô, thủ đoạn run lên, muốn vung vẩy bạch cốt nguyễn tiên tự vệ. Chỉ tiếc, gần như vậy khoảng cách, hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt đó chố mắt, tiêu phàm đã muốn không đại khả có thể một lần nữa cho nàng cơ hội như vậy. Bóng người nhoáng một cái. Áo trắng thiếu nữ bạch cốt nguyễn tiên chưa vung lên, tiêu phàm liền đã đến nàng miễn cưỡng, cùng đối diện nàng mà đứng, cái mũi đối với cái mũi, con mắt đôi mắt con ngươi, hô hấp tương nghe thấy, cách tuyết trắng lóe sáng mũ bảo hiểm, áo trắng thiếu nữ thậm chí có thể thanh sở địa chứng kiến tiêu phàm trong mắt lạnh lùng hàn quang. Mà tiêu phàm ngón tay thon dài tay phải, đã muốn nhéo ở cổ của nàng. Xét đánh một tiếng, lôi điện bay vút lên, tia sáng gai bạc trắng trói mắt. Đây là áo trắng thiếu nữ cuối cùng nhìn qua tình hình. Vô số vừa thô vừa to lôi hồ, Tự tiêu phàm giữa ngón tay bắn ra, lập tức tựa như cùng ngân bạch mãng xả giống nhau, quấn đầy áo trắng thiếu nữ nhìn về phía trên đầy đặn lồi lõm thân thể mềm mại, tại trên người nàng hình thành một kiện ngân sắc lôi bào. Áo trắng thiếu nữ hét lên một tiếng, trước mắt tối sầm, lập tức liền cái gì cũng không biết liếu tương đương. Sau một khắc, lôi hồ liền chui vào trong cơ thể của nàng, một mảnh dài hẹp khe hở trên thân thể của nàng bạo tràn ra đến, từng đạo ngân bạch quang mang nhập vào cơ thể ra, oanh, mà một tiếng bạo liệt mà mở, áo trắng thiếu nữ lập tức hóa thành vô số màu đen sương mù, tứ tán phi dương. Lại bị lôi điện nhất quyển, liền là quét đắc sạch sẽ, tan thành mây khói, tựa hồ người này cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại qua. Lạch kẹt, một tiếng, bạch cốt nguyễn tiên rơi xuống tại mà. Không, áo vàng nữ tử mắt thấy đây hết thảy, nhịn không được hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Từ ngưng kết quỷ thân thể mà đến, áo vàng nữ tử chưa bao giờ biết rõ tử là vật gì. Tại đây cửu âm chi địa, các nàng cơ hồ là bất diệt chi thân thể. Mà hiện tại, nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được, áo trắng thiếu nữ là triệt để vẫn lạc, thần hồn câu diệt, không còn có bất luận cái gì sống lại khả năng. Một cổ trước nay chưa có hẳn ý, bỗng nhiên sông lên đầu. Nguyên lai, tử, là một loại như vậy cảm giác. Chỉ tiếc, áo vàng nữ tử kinh ngạc cùng sợ hãi, cũng không có tiếp tục bao lâu. Bá, một đạo ngân bạch sắc quang mang, bỗng nhiên tự phía sau nàng phóng tới, lập tức xuyên thủng thân thể của nàng. Ngay sau đó, áo vàng nữ tử thân thể cũng cùng áo trắng thiếu nữ đồng dạng, mãnh liệt nổ ra, hóa thành đại đoàn màu đen sương mù. Một đạo màu vàng bóng người, tại màu đen trong sương mù lóe lên, muốn viễn độn mà đi. Một lòe lòe tỏa sáng lưới điện, vào đầu bao phủ mà xuống. Tiêu phàm sao có thể có thể lại lại để cho nàng nguyên thần đào thoát a hát tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm áo vàng nữ tử nguyên thần bị lôi điện chi lực diệt sát đắc sạch sẽ tiêu phàm ống tay áo nhất quyền đem rơi xuống tại mà ngọc thạch tỳ bà cuốn bắt đầu đứng dậy nắm trong tay chương 898, biển hoa vây hãm linh 36 cương sát trong đại trận ngân cầu vùng tiên tử dưới chân hắc khí cuồn cuộn vô số khói đen phía sau tiếp trước tự lòng đất tuôn ra hiện ra mà ngân cầu vùng tiên tử bản thân lại đủ dẫm một đóa cực lớn màu hồng phấn hoa sen, tự lơ lửng tại khói đen phía trên. Nồng đậm âm hàn khói đen liên tục không ngừng mà tràn vào hoa sen bên trong. Hoa sen hiện tại hắc hi y phiêu động, tóc bạc như bọc, trên không trung bay múa tung bay, trong tay nắm lấy một đầu nhánh cây, trên nhánh cây là nụ hoa chớm nở mấy chục đóa hoa lôi, một đóa tiếp một đóa mà theo trên nhánh cây bay ra, dung nhập đến cách đó không xa trong biển hoa. Cái này tấm mấy trượng lớn nhỏ biển hoa, cô số hoa tươi trong đó phi dương quay cuồng, tựa như màu điệp giống nhau, cao thấp bay múa, diễm lệ phi thường. mà ở biển hoa ở giữa, một đoàn sám vân tả sung hữu đột, dốc sức liều mạng muốn xông ra biển hoa vây quanh. không hề nghi ngờ, đây là oán linh biến thành sám vân. cùng tiêu phàm trước đây nhìn thấy sám vân, có rõ ràng khác nhau. cái này đoàn sám vân diện tích rất nhỏ, bất quá vài thước lớn nhỏ, giống như thực chất giống nhau, thỉnh thoảng hiện ra muội muội vậy có chút ít mơ hồ khuôn mặt xa không phải tiêu phàm đã thấy cái loại này thôn vệ hết thảy phách đạo khí thế. Xám nụn mây đỉnh, đen kỳ tụ hồn bát chậm rãi xoay tròn, lóng lánh lấy hắc sâu kín quang mang. Vô luận biển hoa như thế nào bốc lên nhấp nhô, tụ hồn bát đều vững vàng mà huyền đậu ở chỗ này, sừng sững bất động. Mỗi khi xám vân đối kháng không ngừng, bị hoa biển một chút ăn mòn thời điểm, liền từ tụ hồn bát trong sao sao ra một cổ hắc mang, bắn vào xám vân bên trong. Sám vân lập tức phóng đại, tựa hồ nhận được rồi nào đó cường hữu lực trợ giúp, lại một lần nữa cùng biển hoa bất phân thắng bại. Ngân cầu vòng tiên tử mặt mày so sánh với lúc trước càng thêm tuyết trắng, nhưng không có cái loại này như như trẻ con kiều nộn hồng nhuận phơn phớt, tựa hồ thoáng cái tăng trưởng rất nhiều tuổi, đủ thấy thúc dục hoa này biển tấn công địch, có chút hao phí pháp lực. Bất quá ngân cầu vòng tiên tử thần sắc, như trước chấn định tự nhiên, một đôi đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng chăm chú nhìn tụ hồn bát. Cái này bình bát chén ăn của sư, bên trong hấp thu âm minh chi lực đương làm thật không ít, kiên trì cái này hứa trường thời gian, như trước có thể liên tục không ngừng mà bổ sung oán linh tiêu hao. Xem ra hẳn là nào đó quỷ đạo tông môn truyền thừa trí bảo, chỉ có điều cái kia họ tiêu nhân loại tu sĩ, tựa hồ tu luyện chính là chính đạo thần thông, tại sao có thể có như vậy tinh thuần quỷ đạo pháp bảo. Chỉ là muốn muốn, tiêu phàm mấy ngày liền sinh quỷ linh loại này nghịch thiên mấy cái gì đó đều có thể có được, chính là một kiện quỷ đạo pháp bảo, thì không coi vào đâu liếu tương đương Nhưng ngân cầu vòng tiên tử thật cũng không gấp tung tính toán tụ hồn bát ở phía trong tụ tập âm minh chi lực nhiều hơn nữa Luôn có hắn thực hạn Nàng nhưng lại cước đạp âm minh chi địa Dựa vào cái này vạn hoa đại trận uy lực Có thể tìm được liên tục không ngừng tinh thuần âm khí bổ sung Hai người như vậy giữ lẫn nhau xuống dưới Cuối cùng nhất chiến thắng đích Nhất định là nàng mà không phải là oán linh Đợi tụ hồn bát ở phía trong âm minh chi lực hao hết chính là nàng bắt giữ oán linh thời điểm. Một nghĩ đến đây, ngay trước sau như một mây trôi nước chảy ngân cầu vòng tiên tử, cũng có chút hưng phấn lên. Trời sinh quỷ linh rốt của có nhiều nghịch thiên, không có người so nàng rõ ràng hơn liễu tương đương. Thu phục chiếm được cái này oán linh về sau, nếu như có thể đem oán linh bên trong cái kia một điểm thần thức luyện hóa rơi, lập tức chính là một cụ tuyệt hảo thể xác. Chính mình nhập vào thân trên của hắn, cùng quỷ linh chi thân thể tan ra làm một thể, Tu luyện nhất định làm chơi ăn thật. Đợi một thời gian, một lần nữa đột phá bình cảnh, tiến giai đến Ngộ Linh kỳ cảnh giới, cũng không phải là cái gì việc khó. Thậm chí vô tiến giai đến Ngộ Linh hậu kỳ, như vậy phi thăng Huyền Minh thượng giới cũng sắp tới. Cho dù không thể luyện hóa trở thành thể xác, đem cái này Oán Linh giam cầm lại, chậm rãi hấp thu trong đó trời sinh quỷ linh khí, cũng đủ làm cho chính mình dưới mắt tốc độ tu luyện nhanh lên gấp bội, sớm ngày đột phá bình cảnh tiến vào Ngộ Linh kỳ tỷ lệ rất lớn. Nếu không được, đem cái này oán linh thu phục được rồi, thành vì chính mình linh sủng, đó cũng là cường đại vô cùng hộ thân trí bảo. Ít nhất tại đây phong ấn chi địa, nàng là không cần phải e ngại bất kể đối thủ nào liếu tương đương. Như vậy đồ tốt, cả nhân loại kia tu sĩ vậy mà hai tay dâng tặng đến trước mặt của mình, xem đến cơ duyên của mình quả thực không nhỏ. Cả nhân loại kia tu sĩ lập nhiều như thế, đại công, chính mình tựa hồ nên vậy đối với hắn tốt một chút mới được là ngân cầu vòng tiên tử khóe miệng không khỏi hiện lên một tia trêu chọc loại dáng tươi cười. Liền vào lúc này, khoác suy, một tiếng, 36 cương sát đại trận bên ngoài cách đó không xa trong lương đình, ảo cảnh không gian bỗng nhiên bị xé nứt, tiêu phàm hiện thân ra, hắc lần hóa thân màu đen mãnh hổ, uy phong lẫm lẫm đứng ở bên cạnh hắn, cái chán đệ tam dựng thẳng mục vừa mới khép lại. Ô, vừa thấy tiêu phàm, ngân cầu vòng tiên tử trên mặt thoảng qua lộ ra vẻ kinh ngạc mình không phải là làm cho người ta đem tiểu tử này cuốn lấy sao, như thế nào bỗng nhiên tựu đến nơi này. Chẳng lẽ, tiêu đạo hiếu, tới rất nhanh nha, xem ra ta cái kia hai cái tỷ nữ, thật đúng là quấn không ngừng ngươi. Ngân cầu vòng tiên tử lập tức tự nhiên cười nói, nhàn nhạt, nhạt, nói ra. Không có ý tứ, tiên tử hai vị tỷ nữ, tại hạ đã muốn trợ các nàng binh giải, đưa các nàng vãng sinh cực lạc đi. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, cử động giơ tay lên, một đầu bạch cốt nguyễn tiên cùng một kiện ngọc thạch tỷ bà bắn ra trên không trung không ngừng xoay tròn nhìn thấy hai thứ này binh khí ngân cầu vồng tiên tử sắc mặt trầm xuống hư một tiếng nói ra thực là đồ vô dụng mượn nhờ đại trận chi lực còn có nhiều như vậy giúp đỡ đều thu thập không được chính là một gã nhân loại tu sĩ đối với hai gã thị nữ bị diệt sát vậy mà không có chút nào đồng tình ý đủ thấy trong đó tâm là bực nào lãnh khốc cái gọi là rắn giết mỹ nhân chỉ chỉ sợ sẽ là ngân cầu vòng tiên tử các loại nữ nhân người đã đã muốn chiến thắng vì cái gì còn không chạy nhanh bỏ trốn mất dạng lại chạy về tới làm cái gì chui đầu vô lưới sao hơi khoảnh ngân cầu vòng tiên tử nhàn nhạt hỏi trên mặt không có chút nào biểu lộ thậm chí ngay ánh mắt đều thu trở về trực tiếp nhìn thẳng trong biển hoa đau khổ trèo trồng oán linh không bao giờ nửa hướng tiêu phàm bên kia nhìn lên một cái tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra ta làm việc không thích bỏ vở nửa chừng như là đã bắt đầu muốn có một kết quả hào một cái không thích bỏ vở nửa chừng vậy các ngươi tự đợi đến a à, chờ ta thu phục được rồi oán linh cho ngươi thêm cái kết quả ngân cầu vồng tiên tử như trước nhàn nhạt nói ra đầu cũng không trở lại hắc lân giận dữ ngưỡng thiên nhất thanh âm ngao hai đầu lông mày đệ tam dựng thẳng một lần nữa mở ra một đạo huyết quang bắn thẳng đến ra nặng nề oanh kích tại 36 cương sát đại trận bình chướng phía trên. Hắc Lân tiến dài thành cửu cấp linh thú về sau, thi triển loại này cùng hư ảnh hợp nhất đại thần thông, thực mắt ánh sáng, uy lực cũng phóng đại không ít. Ai ngờ lần này, thực mắt ánh sáng xuất tại cương sát đại trận bình chướng phía trên, chỉ thấy một hồi ký hiệu loạn tránh, đại trận bình chướng bất quá lắc lư vài cái, liền là một lần nữa vững chắc xuống, không. Nữa mặt khác dị thường. Hắc Lân vàng óng ánh trong hai tròng mắt, hiện lên một vòng vẻ giật mình. Vừa rồi, thực mắt ánh sáng, đúng vậy hao phí nàng hơn phân nửa pháp lực, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không cách nào nữa phát ra kích thứ hai, ai ngờ đối với cái này cương sát đại trận bình chướng lại không làm nên chuyện gì. Thực mắt ánh sáng, ngân cầu vòng tiên tử khóe miệng mỉa mai ý càng đậm. Người bất quá là kế thừa một chút như vậy quý thủy hắc kỳ lân huyết mạch, còn pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, cho rằng thật có thể thi triển thực mắt ánh sáng đại thần thông sao hiểu được một điểm ra lông cho dù gặp may mắn thiên chi may mắn liễu tương đương. Ta đây 36 cương sát đại trận, hấp thu cả vạn hoa đại trận bảy thành đã ngoài linh lực, là ngươi chính là một đầu cửu cấp yêu thú có thể phá giải được hay sao? Hắc lân giận dữ, hung dữ chừng mắt nhìn ngân cầu vòng tiên tử liếc. Tiêu phàm không nói hai lời, thủ đoạn một phen, viêm linh chi lưới kiếm di động hiện ra, hai tay hoành cầm đao chui, miệng lẩm bẩm viêm linh chi lưới kiếm màu đỏ sậm ngọn gió, bỗng nhiên tránh sáng lên, liệt diễm bốc hơi, lập tức liền ký hiệu lập lòe, làm mang chói mắt. Trong khoảnh khắc, tiêu phàm liền đem viêm linh chi lưới kiếm vận chuyển tới cực hạn. Viêm linh chém, tiêu phàm thả người mà dậy, một tiếng hét to, hai tay cử động đao, đem hết toàn lực đi phía trước chém. Một đạo dài đến hai trượng màu xanh ra trời đao mang, phi chém ra. Tung tính toán thân ở 36 cương sát trong đại trận, ngân cầu vồng tiên tử cũng có thể cảm nhận được vẻ này nóng bỏng vô cùng hỏa linh lực, không khỏi sắc mặt hơi đổi, thủ đoạn run lên, trên nhánh cây bay ra bốn năm đóa hoa lôi, đón gió nộ phóng, hóa thành nắm tay quả đấm đại thịnh mở hoa tươi, hướng về màu xanh ra trời đao mang đón đánh đi lên. Xuy, màu xanh ra trời đao mang hung hăng chém tại bình chướng phía trên, vô số cổ xưa ký hiệu một chút lập lè, chưa tới kịp phát huy ra uy lực chân chính. Màu xanh ra trời đao mang liền đã thẳng chém mà qua, tại khó có thể tưởng tượng dưới nhiệt độ, bình chướng lập tức liền quay cong lên đến, phát ra trận trận tiêm minh thanh âm, tựa hồ muốn ngăn cản không nổi, tùy thời đều sụp đổ. Liền vào lúc này, cái kia bốn năm đoán nở rộ hoa tươi bay vụt tới, đón đầu cùng màu xanh ra trời đao mang đụng vào nhau. Xuy suy không ngừng, trong nháy hoa tươi cùng với đao mang đồng loạt chôn vùi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bản đã không tại ở vạn vẹo bình chướng. Lập tức một lần nữa vững chắc xuống, nếu không lắc lư mảy may tiêu phàm sắc mặt, lập tức cũng trở nên âm trầm bắt đầu đứng dậy. Có chút y tứ, rõ ràng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, lại có thể thi triển ra nguyên anh kỳ một chút thần thông, thậm chí có như vậy ba bốn thành uy lực. Tình hình như vậy, ngay bổn tiên tử trước kia đều thấy không nhiều lắm. Xem ra người phong hỏa thân thể, thật đúng là có chút ít đặc thù. Ngân cầu vòng tiên tử lại tấm tắc tán thưởng, trọng lại biến trở về dù bận vẫn ung dung bộ dáng bất quá như vậy uy lực cực lớn tuyệt chiêu, dùng ngươi tu vi hiện tại, tối đa cũng có thể phát ra một hai lần a. À. Hắc hắc, nói xong, ngân cầu vòng tiên tử lạnh cười rộ lên, mang theo rõ ràng khinh thường ý. Tiêu phàm không lên tiếng, sắc mặt âm u đích. Ngân cầu vòng tiên tử nói không sai, tại được chứng kiến 36 cương sát đại trận phòng hộ uy lực về sau, vừa rồi, viêm linh chém, xác thực kích phát tiêu phàm chín thành đã ngoài pháp lực, không có lưu cái gì chuẩn bị ở sau. Nếu như không là vì ngân cầu vòng tiên tử phát giác không đúng, kịp thời ra tay bổ cứu, chỉ sợ cái này 36 cương sát đại trận thật đúng là sẽ bị hắn chém mà phá. Thừa dịp ngân cầu vòng tiên tử vừa phân thần, biển hoa lực lượng lập tức tự trở nên bạc nhược yếu kém ba phần, oán linh bỗng nhiên phát lực, hóa thành một cổ màu xám gió lốc, bao vây lấy đen nhánh tụ hồn bát, mãnh liệt hướng về cùng ngân cầu vòng tiên tử tương đối phương hướng kích bắn đi. Tụ hồn bát lóng lánh đích, bỗng nhiên thả ra một cổ hắc khí, hình thành một cái nước xoáy, không chút khách khí mà đem những kia huyễn hóa ra đến hoa tươi hút vào, trong nháy cùng với oán linh cùng một chỗ, bắn ra hai ba trượng xa, đến biển hoa biên giới khu vực. Hiển nhiên chỉ cần lại thêm một bả kinh, sức lực liền có thể triệt để lao ra biển hoa liễu tương đương. Lúc này còn muốn đi, không chê quá muộn sao. Ngân cầu vòng tiên tử cười lạnh một tiếng, trong tay nhánh cây mãnh liệt hướng trong biển hoa ném đi, lập tức bạo liệt mà mở, mấy chục đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa lập tức tách ra, dung nhập đến trong biển hoa, hoa hải nhất thanh âm nổ vang, bỗng nhiên hướng chính giữa siết chặt, lập tức lại đem tụ hồn bát cùng sám vân chăm chú bao vây lại, lại cũng khó có thể phá vòng vây. Ngân cầu vòng tiên tử thủ đoạn một phen, lại một đầu dài đầy nụ hoa nhánh cây ra hiện tại trong tay nàng. chương 899, tranh chấp một bước. Sám vân một chút thu nhỏ lại, cuối cùng nhất co lại thành một đoàn, giống như một quả thú noán, trứng ngỗng lớn nhỏ, lóng lánh lấy xám mông mông sáng bóng, mặc cho biển hoa như thế nào cái bọc ăn mòn, cũng khó có thể lại suy yếu một điểm. Ngân cầu vòng tiên tử cử động tay khẽ vẫy, biển hoa không ngừng bốc lên, màu xám thú noãn lại tựa như mọc rể giống nhau, định tại đó, không di động mảy may. Hừ, ngoan cố chống cự mà thôi, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ngân cầu vòng tiên tử lạnh lùng cười một tiếng, nhánh cây vung lên, Mấy chục đoá nụ hoa chớm nở nụ hoa lần nữa bắn vào trong biển hoa, hoa hải huy có thể đại thịnh, ngân cầu vùng tiên tử tuyệt Mỹ dung nhan, tựa hồ lại thoảng qua giả nua ba phần. Nhìn về phía trên nàng huy sái tự nhiên, dù bận vẫn ung dung, trên thực tế lặp đi lặp lại nhiều lần mà tăng lớn biển hoa huy năng cũng đã nghiêm trọng tiêu hao. Nếu như không phải mượn nhờ vạn hoa đại trận cấm chế chi lực, hai cái đại trận linh khí liên tục không ngừng mà hấp thu đến trong cơ thể mình tung tính toán nàng tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ hùng hậu pháp lực, từ lâu tiêu hao đắc sạch bong liễu tương đương. Ngân cầu vòng tiên tử tựa hồ không có phát giác, tụ hồn bát đã muốn không thấy. Có lẽ, ngân cầu vòng tiên tử nhận định tụ hồn bát đã bị sám vân thu vào thú noãn bên trong, dù sao loại này truyền thừa trí bảo, tự nhiên có thể lớn nhỏ tùy ý. Không có tụ hồn bát ở phía trong vô tận âm minh chi lực trèo trống, oán linh đã sớm ngăn cản không nổi liễu tương đương lại là trời sinh quỷ linh, vừa mới xuất thế, cũng không có dùng lực nguyên anh trung kỳ quỷ tu năng lực. Mắt thấy hoa biển một chút khỏa nhanh, tì tì phấn hồng sắc quang mang, dần dần hướng thú noãn trung tâm ăn mòn, ngân cầu vòng tiên tử khóe miệng nở một nụ cười, nhịn không được hướng đại trận bên ngoài tiêu phàm nhìn lại, không khỏi hơi sướng sờ. Chỉ thấy tiêu phàm tay trái nâng một cái tuyết trắng mai rùa, tay phải niết quyết, miệng lẩm bẩm. Con mắt một mực nhìn thẳng 36 cương sát đại trận cột đá, dưới chân bước cương đạp đấu, chậm rãi di động. Cửu cung suy diễn, Ngân Cầu vòng tiên tử thì thào tự nói một tiếng, hai hàng lông mày dương bắt đầu đứng dậy. Lại không nghĩ tới, này nhân loại tu sĩ có lẽ hay là thuật pháp truyền thừa, vậy mà dùng cửu cung suy diễn phương pháp, đang tìm kiếm 36 cương sát đại trận sơ hở, thì ra là tìm kiếm sinh môn chỗ. Bất luận cái gì đại trận, đều có một sinh môn, chỉ cần từ nơi này cái sinh môn bắt tay vào làm, cuối cùng nhất liền có thể phá hủy cả đại trận. Chỉ có điều càng là lợi hại đại trận, sinh môn tự che giấu đắc càng nghiêm mật, theo thời gian địa điểm chủ trì loại người không ngừng biến hóa, cái này sinh môn cũng đang không ngừng biến hóa vị trí, người bình thường tuyệt đối tìm tìm không thấy. Coi như là đều là trận pháp đại sư, nếu như không nhìn được đắc trận pháp này, phá giải đi cũng là độ khó nặng nề. Nhưng cửu cung suy diễn chi thuật, không thể nghi ngờ là phá trận tốt nhất thủ đoạn cũng là nhất đường đường chính chính thủ đoạn. Theo tiêu phàm tầm mắt đạt tới, ngân cầu vùng tiên tử thầm giật mình, đã muốn nhanh phải tìm được 36 cương sát đại trận sinh môn chỗ liếu tương đương. Vốn là 36 cương sát đại trận xa không chỉ như vậy đơn giản. Mấu chốt ở chỗ, ngân cầu vùng tiên tử đem đại trận tuyệt đại bộ phận cấm chế chi lực đều điều động, bức bách hoán linh đi vào khuôn khổ, đại trận bản thân phòng hộ năng lực, đã muốn hàng đến thấp nhất. Tăng thêm tiêu phàm thân mình cũng là trận pháp đại sư, lại tinh thông cửu cung suy diễn chi thuật rất dễ dàng tự có thể tìm tới đại trận cách phá giải thật vất vả mới điều oán linh áp bách đến như vậy hoàn cảnh chỉ kém một bước cuối cùng có thể triệt để thu phục chiếm được trong lúc này tuyệt đối không thể thất bại trong gang tắc ngân cầu vòng tiên tử thật sự đằng không ra tay đến ngăn cản tiêu phàm tiếp tục suy diễn biện pháp duy nhất chính là tại tiêu phàm phá trận trước kia trước một bước triệt để thu phục chiếm được oán linh đến lúc đó nàng có thể dọn ra tay đến, đem cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại tu sĩ một trường gạt bỏ, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Một nghĩ đến đây, ngân cầu vòng tiên tử mãnh liệt cắn răng một cái, quát một tiếng, gót sen nặng nề một trầu dưới chân hoa sen bảo tọa, hoa sen bảo tọa lập tức hào quang tỏa sáng, chậm rãi xuống phía dưới, hoàn toàn chìm vào đến cuồn cuộn, cuộn hát trong sương mù. Bất quá một lát trong lúc đó, màu hồng phấn hoa sen bảo tọa đã bị âm minh khí nhuộm thành màu đen, đại lượng khói đen tắc chính là liên tục không ngừng mà rót vào hoa sen bảo tỏa trong. Chỉ thấy này cổ hắc khí, theo ngân cầu vòng tiên tử hai chân rất nhanh lan tràn lên phía trên, nơi đi qua, ngân cầu vòng tiên tử ra thịt trắng noãn đảo mắt tự biến thành đen kịt vẻ. Rất nhanh, hắc khí liền tràn ngập đến cái cổ chỗ, thậm chí ngay ngân cầu vòng tiên tử trơn bóng khuôn mặt, cũng trở thành màu đen, chỉ có một đầu tóc bạc, đón gió bay múa, cả người do cao cao tại thượng không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, lập tức biến thành hoàng tuyển quỷ mẫu giống nhau, quỷ dị vô cùng. Cùng lúc đó, 36 căn bản cột đá phía trên phong cách cổ xưa ký hiệu cũng bay múa bắt đầu đứng dậy, giống như vật còn sống, ào ào hướng biến thân làm hoàng tuyển quỷ mẫu ngân cầu vòng tiên tử trong cơ thể chui vào. Ngân cầu vòng tiên tử nhẹ dơ lên cánh tay phải, vươn một nước sơn đen như mực ngón trỏ, trực tiếp chỉ hướng trong biển hoa màu xám thú noãn. Một đạo tinh xảo hắc mang, tự ngân cầu vòng tiên tử tay phải trên ngón trỏ ép đi ra, một tấc thốn đi phía trước kéo dài, tựa hồ mỗi một thốn sinh trưởng đều rất không dễ dàng, cần tiêu hao mạc đại pháp lực. Một cổ trước nay chưa có khủng bố khí tức, bỗng nhiên bạo phát đi ra, ngay bị ngăn cách tại 36 cương sát đại trận bên ngoài tiêu phàm cùng hắc Lân đều cảm nhận được, cả thần hồn đều vì chi giao động động. Là câu hồn chi thuật. Tiêu phàm trong đầu, vang lên hắc Lân lo nghĩ vô cùng thanh âm. Tiêu phàm mặc dù chỉ là kim đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng hạo nhiên chính khi đối với thần thức đào tạo chi lực, không giống tiểu khả, dưới mắt thần niệm mạnh, sớm đã không tại bình thường nguyên anh tu sĩ phía dưới, thậm chí còn hơi có qua, nhưng như cũng bị cái này câu hồn chi thuật huyễn hóa ra đến hắc mang dung chuyển thần hồn, bởi vậy có thể thấy được, ngân cầu vòng tiên tử cái này tay thần thông đáng sợ. Rất hiển nhiên, ngân cầu vòng tiên tử cũng bắt đầu thi triển mạnh nhất đòn sát thủ, chuẩn bị nhất cử đem oán linh thu phục chiếm được, thậm chí vì thế không tiếc tiến thêm một bước suy yếu 36 cương sát đại trận phòng hộ năng lực. Thần hồn công kích, cho tới bây giờ đều là lập phán sinh tử đích. Cao thủ tranh chấp, tranh giành kỳ thật cũng là cái này trong chốc lát tranh lệch. Nếu như tại ngân cầu vùng tiên tử thu phục chiếm được oán linh trước kia, tiêu phàm liền phá trận mà vào, ngân cầu vùng tiên tử tự nhiên là sắp thành lại bại, muốn thu phục chiếm được oán linh, phải cái khác nghĩ cách, thậm chí vĩnh viễn đều sẽ không còn có cơ hội như vậy. Nếu như đợi ngân cầu vòng tiên tử thu phục được rồi oán linh, tiêu phàm mới phá trận mà vào, cái kia cũng không phải là đến hỗ trợ, mà là đến chịu chết. Ngân cầu vòng tiên tử một khi dọn ra tay đến, chính là kim đan tu sĩ, như thế nào là nguyên anh trung kỳ tu sĩ chi địch. Tiêu phàm sắc mặt thay đổi, tay phải sẽ cực kỳ nhanh bắt đầu chuyển động, hai hàng lông mày nhíu chặt, không thể nghi ngờ đang tại nhanh hơn suy tính. Cái này 36 cương sát đại trận uy lực, hắn đã muốn thử qua một lần, biết rõ bằng cậy mạnh khó có thể phá hư, tìm ra sinh môn vị trí mới được là phá trận chính đồ. Hiện tại, tự xem ai có thể đoạt tại trước. Sau một lát, tiêu phàm suy diễn đã đến mấu chốt nhất một bước, mà ngân cầu vòng tiên tử trên ngón trỏ lộ ra cái kia cổ lam mang, cũng đã tiếp cận oán linh biến thành thú noãn, chỉ kém cuối cùng vài thốn, có thể vào thú noãn bên trong, triệt để phục tùng cái này quỷ linh vừa mới hình thành một chút bản năng cùng cái kia một tia tự chủ linh trí mồ hôi lạnh theo tiêu phàm lưng chảy xuôi xuống. Liền vào lúc này, bỗng nhiên, khoác suy, một tiếng, một đạo vừa thô vừa to bóng người, theo ngân cầu vòng tiên tử dưới chân chui ra, làn da hiện lên màu vàng đất, cực kỳ thô giáp, đúng vậy tiêu phàm thổ ma ngẫu. Bất quá giờ phút này thổ ma ngẫu trong tay cũng không nắm song trùy, mà là dơ lên cao đen nhánh tụ hồn bát, hướng về ngân cầu vòng tiên tử dưới chân màu đen hoa sen bảo tỏa dương lên, một cái màu đen nước xoáy di động hiện ra, không ngừng xoay tròn lấy, lập tức liên tục không ngừng hướng hoa sen bảo tọa bên trong dũng mãnh lao tới âm minh khí, bỗng nhiên chuyển hướng về phía tụ hồn bát, chen chúc mà trước, rất nhanh đã bị tụ hồn bát hấp thu đi vào. Nguyên vốn đã có chút ảm đạm vô quang tụ hồn bát, nhanh chóng trở nên hào quang bắn ra bốn phía, cho thấy đắc đang tại tìm được đại lượng bổ sung. Ngân cầu vòng tiên tử hết sức chuyên chú đối phó oán linh, đối với thổ ma ngẫu lần này đánh lén hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị, trong khoảng khắc, vô số âm minh khí đã bị tụ hồn bát từ đó lấy ra tới, màu đen hoa sen bảo tọa nhanh chóng biến thành màu hồng phấn, cùng lúc đó, ngân cầu vùng tiên tử trên người hắc khí đã ở rất nhanh biến mất. Theo ngân cầu vùng tiên tử ngón trỏ đem lộ ra cái kia đạo hắc mang, đã muốn sắp pha chạm vào màu xám thú noán, bỗng nhiên mất đi khổng lồ pháp lực trèo trống, nhàn nhạt lóng lánh vài cái, liền tiêu tán ở vô hình. Lớn mật, hiển nhiên ly thành công chỉ thiếu chút nữa xa, cũng tại cuối cùng trước mắt sắp thành lại bại, dù là ngân cầu vòng tiên tử trước sau như một trấn tĩnh tự giữ, cũng nhịn không được nữa nộ phát như điên, tuyết trắng khuôn mặt trong chốc lát biến thành tái nhật sắc, tiện tay một trưởng đánh ra. Chỉ thấy một cực lớn màu đen bàn tay, mãnh liệt tại trong hư không di động hiện ra, mang theo một cổ cực kỳ khủng bố sức lực, gào thét lên xuống phía dưới phương thổ ma ngẫu mãnh liệt đánh mà đi. Một trưởng này nhanh như thiểm điện, không chỉ nói linh trí cực thấp thổ ma ngẫu, coi như là một gã chính thức kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ ở chỗ này, cũng tuyệt đối tránh không khỏi cái này kinh thiên nhất kích. Phốc một tiếng, cự trưởng đánh trung thổ ma ngẫu, thổ ma ngẫu cứng rắn hậu thổ chi thân thể như vậy bạo liệt ra đến hóa thành vô số màu vàng cắt bụi hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Ngân cầu vòng tiên tử hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn một phen kích thứ hai muốn phát ra, nàng mặc dù không có tự tay luyện chế qua ma ngẫu, nhưng đối với tại ma ngẫu nguyên lý lại nhất thanh nhị sở biết rõ ma ngẫu là do tu sĩ tinh hồn đến khống chế đích, cái này kích thứ hai, tự nhiên là chuẩn bị đem hỗn tạp tại hoàng trong các tinh hồn trực tiếp diệt sát. Tại thổ ma ngẫu đã muốn giải thể dưới tình hình, trực tiếp diệt sát tinh hồn, thổ ma ngẫu coi như là triệt để hủy diệt, lại cũng khó có thể ngưng tụ thành hình. Liền vào lúc này, tiêu phàm thân hình tăng vọt, trong nháy liền hóa thành thân cao 10 trượng, bàng rộng rãi eo tròn, toàn thân màu trắng chiến giáp ma thần, dơ lên cao viêm linh chi lưới kiếm, một tiếng kinh thiên động địa hét to, mãnh liệt một đao bổ ra. Tại đồng thời kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông về sau, tiêu phàm đem tầng thứ ba tinh viêm quyết vận chuyển tới cực hạn, cái này chém ra oai, không thể thắng được vừa rồi, viêm linh chém. Một vòng nóng bỏng vô cùng màu xanh ra trời viêm sóng, giống như trời long đất nở giống nhau, cuồn cuộn về phía trước. Vốn là thần diệu vô cùng 36 cương sát đại trận ký hiệu bình chứng tại này cổ màu xanh ra trời viêm sóng trước mặt, huyền như giấy mỏng giống nhau, thoảng qua ngăn cản một chút, liền là gào thét một tiếng, bạo liệt ra đến, hóa thành điểm một chút hắc mang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Viêm linh chém, tự uy lực vô cùng, tiêu phàm rốt cuộc tìm được đại trận cấm chế sinh môn, tăng thêm ngân cầu vòng tiên tử được ăn cả ngã về không, đem đại trận tuyệt đại bộ phận linh lực đều điều mà đi, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Nhìn như không thể phá vỡ cương sát đại trận, kỳ thật đã là miệng cọp gan thỏ, cứ như vậy bị chém mà phá. Cuồn cuộn viêm sóng, mang theo khủng bố uy năng, hào không ngừng lại, hướng về ngân cầu vòng tiên tử mang tất cả mà đi. chương 900, uy linh lão ma tính toán. Muốn chết, mắt thấy cuối cùng trước mắt thất bại trong gan tắc, ngân cầu vòng tiên tử nổi trận lôi đình, lông mày đứng đấy, quay mắt về phía cuồn cuộn mà đến màu xanh ra trời viêm sóng, không tránh không né, thon dài bàn tay trắng nõn vừa nhấc, một cuộc tiêu đuôi đàn ngọc di động hiện ra, tay phải năm ngón tay như luân, mãnh liệt tại dây đàn thượng vẽ một cái, một tiếng chói tai tiêm minh, một vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm, mãnh liệt ra, hướng về màu xanh ra trời viêm sóng đón đánh đi lên. Sóng âm chưa đánh trúng viêm sóng, tiêu phàm bên tai cũng đã vang lên cực kỳ bén nhọn tiếng kêu to, đâm thẳng màng nhĩ. Dù là tiêu phàm thần niệm chi lực xa so cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, bỗng nhiên bị lần này một kích, lập tức cũng hiểu được ý nghĩ một chóng mặt, thiếu chút nữa xoay người ngã quỷ. Trong khoảnh khắc, sóng âm cùng viêm sóng tự đụng vào nhau. Nhìn như vô kiên bất tồi viêm sóng, bị sóng âm vừa sông, làm sắc quang mang trói mắt mà lập lè vài cái, liền là chôn vùi. Sóng âm lại không có chút nào dừng lại, hướng về tiêu phàm, cuồn cuộn mà đi. Tiêu phàm hít sâu một hơi, hạo nhiên chính khí phi tốc lưu chuyển, cầm lên đầu váng mắt hoa trung định ra thần trí, sóng âm đã đến trước mắt mèo một tiếng phẫn nộ tiếng ssi y ngắn y ngắn âm thanh hắc lân mãnh liệt mà phía sau gấp phốc trên xuống ngăn ở tiêu phàm trước người yêu nhã cao mất thân hình hết sức giãn ra cái chán dựng thẳng mục mãnh liệt mở ra một đạo vừa thô vừa to tia máu hướng về sóng âm mãnh liệt bắn ra hắc lân tiêu phàm chỉ tới kịp gọi hô một tiếng liền trơ mắt nhìn thực mắt ánh sáng bị sóng âm quét qua mà diệt lập tức nặng nề đánh tại hắc lân trên thân thể hắc lân toàn thân chấn động, bị một kích mà bay, dài đến hai trượng thân hình, ở giữa không trung gấp gáp thu nhỏ lại, khoảng cách liền hồi phục thành hắc miêu, lăng không phun ra một cổ huyết vũ. Sóng âm tiếp tục cuồn cuộn mà trước, đánh tại tiêu phàm trên người. Trong chốc lát, huyền tinh giáp, hào quang tỏa sáng, đem sóng âm hướng một bên đi vòng quanh. Chiến giáp này phía trên dung nhập băng tinh thú bổn mãng lân phiến quả nhiên thần diệu phi thường, đối với bất luận cái gì pháp bảo công kích đều có thể tiêu mất hơn phân nửa, chỉ là đối với binh khí trực tiếp công kích không có hiệu quả. Bất quá binh khí trực tiếp công kích, đều có mặt khác chống cự thủ đoạn, hoàng đường tại đây kiện chiến giáp cao thấp rất lớn công phu, các loại tài liệu đều là tốt nhất. Huyền tinh giáp tiêu mất hơn phần nửa âm ba công đánh, vẫn có một phần nhỏ uy lực thông qua chiến giáp, nặng nề đánh tại tiêu phàm trên ngực. Tại huyền tinh giáp bên trong, tiêu phàm còn mặc vào bích huyết thiên tầm giáp mềm mỏng. Tung tính toán như thế, Tiêu Phàm cũng có lẽ hay là chỉ cảm thấy ngực rung mạnh, đằng 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 mà lui về sau 7 tám bước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể, một vòng khác thường ửng đỏ tại trên mặt hắn chợt lóe lên. Âm ba công địch, Tiêu Phàm trước kia cũng đã được nghe nói, nhưng vẫn là đầu một hồi tự mình kinh nghiệm, không nghĩ tới như vậy sắc bén. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì ngân cầu vòng tiên tử tu vi rất cao, đổi thành áo vàng nữ tử thời điểm, cái kia ngọc thạch tỷ bà cũng chỉ có thể phát ra tà âm, quả quyết không thể như thế phách đạo liền vào lúc này, bên kia mái hiên cũng là dị biến nảy sinh. Đen nhánh tụ hồn bát ở phía trong, một đạo hắc khí bay nhanh ra, mãnh liệt hướng đã bị ngân cầu vòng tiên tử một trường đập thành phi xám thổ ma ngẫu bay đi. Lớn mật, ngân cầu vòng tiên tử lại là một tiếng quát chói tai, thân thể một chút chuyển, năm ngón tay vẽ một cái, lại là một hồi chói tai sóng âm hướng xuống đất ma ngẫu đánh tới. Cái này thổ ma ngỗ tuy nhiên chỉ tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, lại cơ hồ là bất diệt chi thân thể, tăng thêm tinh thông thổ độn thuật, thỉnh thoảng ở một bên ám thi đánh lén, nhưng cũng là khó lòng phòng bị. Huống chi theo tụ hồn bát ở phía trong phi ra tới đạo này hắc khí, ngay ngân cầu vòng tiên tử đô cảm thấy có chút uy hát yêu ta ép, tự nhiên có lẽ hay là triệt để diệt sát tốt. Cuồn cuộn cát vàng lại sẽ cực kỳ nhanh hướng một bên mang tất cả mà đi, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm tránh thoát sóng âm đuổi gờ yêu ta ngân cầu vòng tiên tử lông mày dựng lên, tựa hồ cảm thấy sai biệt, cái này thổ ma ngẫu chẳng những là bất diệt chi thân thể, phản ứng rõ ràng còn là như thế nhanh nhẹn, vậy mà có thể lẫn mất qua nàng sóng âm đuổi gờ yêu ta hết. Cánh tay phải dương lên, muốn lần nữa phát động công kích. Đang lúc lúc này, thổ ma ngẫu miệng hơi mở, phát ra một cái thanh âm giả nua, ong ong nói, đạo hữu chậm đá, lão phu thật vất vả trùng hoạch tự do, nhưng không muốn lẫn vào đến các ngươi trong tranh đấu đi, Đạo hữu cứ việc chậm rãi thu thập cái này họ tiêu ra hỏa, lão phu xin lỗi không tiếp được. Nói xong, hai tay ôm quyền nhún, đờ đẫn trên mặt lộ ra một tia nhân cách hóa dáng tươi cười. Uy linh lão ma. Tiêu Phàm chấn động, kêu lên. Thanh âm này, dĩ nhiên là uy linh lão ma vọng lại. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cảm giác mình cùng thổ ma ngẫu trong cơ thể hai hồn năm phách liên lạc, đột nhiên trở nên như có như không bắt đầu đứng dậy, tựa hồ tùy thời đều đứt rơi. Cái này cả kinh không giống tiểu khả, tiêu phàm sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt. Hắc lân vì hắn ngăn trở ngân cầu vùng tiên tử sóng âm một kích, đã muốn bản thân bị trọng thương, tiêu phàm trong lúc cấp bách cho Hắc lân cho ăn. Ba khỏa chữa thương đan dược, sau đó thu vào linh thú hoàn ở phía trong đi chậm rãi khôi phục, tại đây quan trọng hơn trước mắt, uy linh lão ma bỗng nhiên làm khó dễ, đem thổ ma ngẫu quyền khống chế lại chiếm đi, thật đúng là phòng bị rột trời mưa cả đêm a hát tiêu phàm đắc lực nhất vài tên giúp đỡ, hôm nay thoáng một tí tử toàn đều phế đi. Ngoại trừ như trước chăm chú co lại thành một đoàn oán linh, hắn hiện tại phải đồng thời đối mặt hai gã đáng sợ đối thủ. Uy linh lão mà đúng vậy nguyên anh kỳ kiến thức cùng kinh nghiệp, một khi đã khống chế thổ ma ngẫu, phát huy ra đến uy lực khẳng định không giống tiểu khả. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, uy linh lão mà một mực ngoan ngoãn mà đứng ở tụ hồn bát trong, tiêu phàm từ lâu đối với hắn buông lỏng cảnh giác, rốt cuộc không nghĩ tới, vào lúc đó sẽ phát sinh như thế biến cố. bất quá lập tức tiêu phàm liền hiểu được uy linh lão ma kỳ thật một mực đều ở dễ dàng tha thứ chờ thời. mắt thấy hắn bị ngân cầu vòng tiên tử ngăn chặn liền lập tức ra tay khống chế được thổ ma ngẫu. đối mặt ngân cầu vòng tiên tử lớn như vậy địch, tung tính toán tiêu phàm trong nội tâm lại phẫn nộ cũng tuyệt đối đằng không ra tay để đối phó hắn. hắc hắc, tiêu tiểu hiếu không nghĩ tới a, à. ta kỳ thật một mực đều đang chờ đợi cơ hội này ngươi cho rằng dựa vào ngươi chính là một gã kim đan kỳ tiểu bối, tựu thật có thể để cho ta cam tâm tình nguyện chờ chết, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Những năm gần đây này, người đối với ta thái độ như thế ác liệt, theo lý ta nên hảo hảo cùng ngươi tính toán thoáng một tí khoản này sổ sách. Bất quá ngươi đã đắc tội ngân cầu vòng tiên tử, cũng là không cần phải lão phu bao biện làm thay liếu tương đương. Hắc hắc, bản thân mình cầu nhiều phúc a, à, hy vọng chúng ta còn có gặp lại một thiên. Ha ha, nói xong thổ ma ngỗ thủ đoạn bắt lấy tụ hồn bát, thân thể nhoáng một cái, hóa thành cuồn cuộn cát vàng, bỗng nhiên gian tiến vào dưới mặt đất, không thấy bóng dáng, lưu lại một chuỗi, ha ha ha, cuồng tiếu thanh âm, đắc ý vô cùng. Cái này lão ma ngược lại cực kỳ quả quyết, rõ ràng trong nội tâm đối với tiêu phàm hận thấu xương, một chút suy nghĩ hạ trước mặt cuộc diện, liền là lui tránh tránh xa, tuyệt không chờ lâu một lát. Dù sao hắn và ngân cầu vòng tiên tử cũng không phải là bằng hữu đợi cái này quỷ mẫu thu thập xong tiêu phàm, kế tiếp khẳng định tựu đến phiên hắn. Thấy uy linh lão ma đi được như vậy kiên định, ngân cầu vòng tiên tử cũng không ngăn trở, uy linh lão ma cứ việc chỉ còn lại có một cái nguyên thần, lại rõ ràng lộ ra nguyên anh kỳ tu sĩ khi tức. Đã người này không phải tiêu phàm bằng hiếu, ngân cầu vòng tiên tử tự không biết vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhất định phải đem lưu lại, cho mình cây một cái đại địch. Dưới mắt, diệt sát tiêu phàm, thu phục chiếm được oán linh, mới được là cần gấp nhất đích. Người bản có cơ hội chạy trốn, lại nhất định phải ba ba địa đuổi đi tìm cái chết, cái kia bổn tiên tử sẽ thanh toàn ngươi. Ngân cầu vòng tiên tử lập tức nhìn về phía tiêu phàm, liên quan xương lạnh, lạnh như băng nói. Hóa thành cự ma thần tiêu phàm dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua nàng, trong đôi mắt cũng bắn ra ra lốm đa lốm đốm hàn mang. Một cái kim đan kỳ tiểu bối, ở trước mặt mình loại thái độ này, ngân cầu vòng tiên tử đã muốn rất nhiều năm không có trải qua rồi, hai mắt nhíu lại, gót sen nhẹ nhẹ một chút dưới chân hoa sen bảo tọa, bay lên trời, lập tức liền cao hơn tiêu phàm một đầu, tay trái ôm ấp tiêu đuôi đàn ngọc, tay phải nam ngón tay thay đổi liên tục, dóc sách cầm tiếng vang lên, từng vòng vô hình sóng âm, thẳng đến tiêu phàm mà đi. Tiêu phàm hai tay dơ lên cao viêm linh chi lưới kiếm, toàn thân pháp lực liều lĩnh về phía tinh viêm thần binh bên trong cuồng tập trung vào đi, đối với cuồn cuộn mà đến sóng âm, nhìn như không thấy. Kim đàn hậu kỳ đối với Nguyên Anh Trung Kỳ, trọn vẹn kém hai cái cảnh giới, lại là đối mặt sóng âm loại này thần có mặt ở khắp nơi vô hình công kích, vô luận tiêu phàm áp dụng loại nào du đấu hit and run biện pháp, đều là chỉ còn đường chết. Tiêu phàm không chút do dự áp dụng lấy cứng trọi cứng, thậm chí có thể nói là đồng quy vô tận đấu pháp. Binh pháp có mây, tìm đường sống trong cõi chết. Ngân cầu vòng tiên tử chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem hắn, khóe miệng hiện lên một tia diễu cợt. Tiêu phàm tâm tư, nàng đương nhiên nhất thanh nhị sở, tồn tại thế mấy vạn năm, cái gì chưa thấy qua. Chỉ là, trên thực lực tuyệt đối tranh lệch, quyết không là dựa vào dốc sức liều mạng có thể san bằng đích. Tiêu phàm cứng như vậy hợp lại, chỉ là tự nhanh chóng hắn tử mà thôi. Viêm linh chi lưới kiếm chưa vận chuyển tới cực hạn, đệ nhất quyền vòng sóng âm đã muốn không chút khách khí mà đánh tại tiêu phàm trên người. Huyền tinh giáp vầng sáng bắn ra bốn phía, đem hơn phân nửa công kích đều hóa giải mất. Tiêu phàm một tiếng kêu đau đớn, chỉ cảm thấy ngực ngòn ngọt, một ngụm nhiệt huyết tràn ra, lại bị ngạnh xanh xanh mà nuốt trở vào. một đạo tơ máu theo khóe miệng tràn ra đến ngọn lửa đao phong lưới kiếm phía trên bắt đầu lóe ra chói mắt ký hiệu. từ đêm tinh viêm quyết tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới, tiêu phàm đã muốn rất ít toàn lực thúc giục viêm linh chi lưới kiếm rồi dùng bảy thành pháp lực vận dụng viêm linh chi lưới kiếm liền có thể phát huy ra rất mạnh uy năng. hôm nay đối mặt ngân cầu vùng tiên tử như vậy thâm bất khả chắc địch thủ không thể nói trước lại chỉ có thể dốc sức liều mạng liếu tương đương. suy, mà một tiếng vang nhỏ. viêm linh chi lưới kiếm mũi đào lộ ra một đạo lam sắc mũi nhọn, dài đến hai trượng, trực chỉ trời xanh, trói mắt sáng chói. phốc, vòng thứ hai sóng âm lại đánh trúng tiêu phàm. tiêu phàm há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt thần quang bỗng nhiên mở đi ba phần. viêm linh chi lưới kiếm màu xanh ra trời mũi nhọn, trông thấy biến thành màu ngân bạch, như ẩn như hiện đệ tam quyển vòng sóng âm sau đó tràn tới. Chém. Liền vào lúc này, tiêu phàm gầm lên giận dữ, hai tay mãnh liệt đi phía trước chém ra, một đạo màu ngân bạch kỳ trường đao mang, bỗng nhiên hướng ngân cầu vòng tiên tử bổ tới. Xuy suy liệt bạch thanh âm không ngừng vang lên, vô hình sóng âm vừa tiếp xúc với đao mang liền là ào ào chôn vùi, bốn phía không khí đều điên cuồng vặn vẹo bắt đầu đứng dậy, dùng ngân sắc đao mang làm trung tâm, tạo thành nào đó không gian lõm vô hình sóng âm giống như giấy đâm giống nhau, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thể ngăn trở đau mang mảy may, lên tiếng mặt toái, đau mang lóe lên, trong nháy tựu chém đến ngân cầu vòng tiên tử trước mặt. Ngân cầu vòng tiên tử khanh khách khẻ cười một tiếng, mang theo một tiên nói không nên lời mỉa mai cùng khinh thường ý, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, liền đến ba trượng có hơn, nhìn như vô kiên bất tồi đau mang, ngay tại bên người nàng bổ qua, nóng bỏng nhiệt độ cao, lại để cho trên người nàng dâng lên một cổ khói đen nhưng là không hơn liễu tương đương. Ngu xuẩn, ngân cầu vòng tiên tử nhìn qua trong mắt thần quang nhanh chóng ảm đạm tiêu phàm, lạnh lùng mà khẽ nói. Như vậy không biện pháp dự phòng một đao, uy lực lớn hơn nữa lại có làm được cái gì? Chẳng lẽ ai còn hội ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ ngươi đến bổ? Tiêu phàm lẳng lặng mà đứng, hai tay cầm đao, không có lần nữa ra tay ý định, bất quá kỳ quái chính là, trong mắt của hắn cũng lộ ra mỉa mai thần sắc audio điện tử võ tấn bền hết chương 900